chương 1001, nổi tiếng tinh không. Nhìn qua ba người tần quân, trăm vạn binh lính của vạn pháp đảo đều nghiến răng nghiến lợi, thân thể lại bởi vì hoảng sợ mà không bị khống chế run rẩy. Bọn hắn rất muốn quay người đào tẩu, nhưng không có mệnh lệnh, ai cũng không dám chạy. Đối mặt với bồ đề tổ sư, trong lòng bọn họ vô cùng bất định, cường giả như vậy thật là lấy số lượng có thể áp chế sao. Ngân giáp nam tử dẫn đội cũng lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, nếu như bọn họ thả tần quân ba người rời đi, thì ngày sau bọn hắn còn thế nào lăn lộn huống chi dịch hàn còn là trụ cột của bọn hắn, không có dịch hàn, thế lực của bọn sẽ hóa thành vụn cát, thậm chí ngay cả vạn pháp đảo cũng bị thế lực khác chiếm đoạt, hậu quả khó mà lường được. Chuyện gì? Các ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết sao? Tần quân cười nhạo nói, liếc nhìn trăm vạn binh lính, hắn ngược lại càng thêm ngông cuồng. Đây cũng không phải là trăm vạn phàm nhân, bọn hắn tu vị kém cỏi nhất cũng có kim tiên cảnh, có một nửa là cường giả thái ất cảnh, nhưng đối mặt với ánh mắt của tần quân, liền không người dám tới đối mặt hôm qua tên ngư tinh khinh thị tần quân kia càng là trong biển người run lẩy bẩy vừa nghĩ tới thái độ của hắn hôm qua đối với tần quân hắn giữa hai chân liền chảy ra một cỗ hoàng thủy cường lương đi theo hử lạnh một tiếng hai đầu hoàng xa từ bên hông hắn uốn lượn mặt mũi của hắn cũng dần dần biến thành đầu hổ dữ tợn đáng sợ nhìn qua tổ vu chân thân của cường lương các binh sĩ vạn pháp đảo liền giống như nước thủy triều thối lui còn tưởng rằng cường lương muốn bạo khởi xuất thủ tràng diện hùng vĩ dị thường hừ một đám phế vật Tần quân vung tay áo hừ nói, không chút nào hạ giọng, để các binh sĩ vạn pháp đảo nghe được sắc mặt âm tình biến ảo, nhưng không người nào dám ngoi đầu lên giận dữ mắng mỏ. Đối phương càng là yên tâm có chỗ dựa vững chắc, trong lòng bọn hắn càng không nắm chắc. Cứ như vậy, tần quân liền mang theo bồ đề tổ sư, cùng cường lương hướng về ánh sáng sâu trong tinh không bay đi, những nơi đi qua, binh lính vạn pháp đảo đều hoảng hốt tránh né, cấp tốc nhường ra một đầu thông đạo. Tên ngân giáp nam tử kia nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn chậm rãi thả ra kiếm trong tay xuống. Ngay cả dịch hàn cũng bị nhẹ nhõm bị đánh giết, bọn hắn toàn bộ cùng tiến lên, cũng thật không nổi được sóng gió gì, sẽ chỉ đưa tính mệnh. Muốn báo thù, cần phải có thực lực. Tần quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu liền phun ra một đạo cực đạo viêm hỏa, hóa thành mũi tên hỏa diễm bay vọt ra ngoài mấy vạn mét, rơi lên trên thân công tử nhà họ Phong vẫn còn trong hôn mê kia. Công tử nhà họ Phong chỉ có tu vị thái ất tán tiên. Căn bản gánh không được cực đạo viêm hỏa, tại trong hôn mê cấp tốc bị đốt thành cho bụi. Gia hỏa này cũng coi như may mắn, chỉ ít bị chết không thống khổ. Cái tai họa này, không chỉ gây họa tới người nhà, mà còn gây họa tới người bên ngoài. Tần quân lắc đầu cười nói, đồng thời liên tưởng đến hài tử trong bụng Trúc Nghiên Khanh cùng Liễu Nhược Lai, ngày sau phải dạy dỗ thật tốt, miễn cho giống gia hỏa này, ngang ngược cằn rỡ, còn tâm ngoan thủ lạt, tai họa khắp nơi. Con cái hư hỏng, lỗi là của cha mẹ. Bồ đề tổ sư gật đầu nói, hắn cũng bắt đầu chờ mong hài tử của tần quân sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt, không cách nào thu tần quân làm đồ đệ, hắn có thể tại trên thân hài tử của tần quân ra tay, bồi dưỡng thiên đế tương, lai cũng là một kiện chuyện vui mừng. một nhóm ba người liền nghênh ngang như vậy rời đi, dẫn tới sinh linh vây xem lần nữa oanh động lên. tần thiên đế người này đến cùng là ai? thật cuồng a, à, chẳng lẽ là một tên thiên kiêu? không có khả năng, tên bên trên thiên kiêu bảng tam thiên ta đều nhớ, không có cái tên tần thiên đế hiện tại không có nhưng ngày sau khẳng định sẽ có hai vị thủ hạ của hắn đều rất lợi hại đoán chừng phía sau có tiên giới làm chỗ dựa bọn hắn hướng cổ tiên giới bay đi khó nói tần thiên đế là đệ tử tiên tôn mới thu nhận hoặc là con riêng các sinh linh càng nói càng thái quá có một chút có thể khẳng định trận chiến ngày hôm nay chính là trận chiến để tần thiên đế bắt đầu nổi tiếng ngân giáp nam tử nhìn qua bóng lưng ba người tần quân rời đi oán hận vung cánh tay thống hận sự bất lực của mình trong vạn pháp đảo càng là ồn ào một mảng, tòa vạn pháp đảo này thế nhưng là có hơn ngàn vạn sinh linh, chỉ ít có một phần ba là sinh linh nuôi tới ngang qua, đến từ những thế lực khác nhau. Phong ô hằng, dịch hàn vẫn lạc, chứng minh một tên siêu cấp cường giả quật khởi. Không ít sinh linh đều ghi lại tần thiên đế cái tên này. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh chạy ra sinh thiên. Thu hoạch được một lần thần ma đỉnh phong, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để tần quân nhách miệng lên. Thần ma đỉnh phong cơ đã tích lũy 4 lần, một lần nữa liền có thể đổi lấy Tử trung đỉnh phong, trước hết để cho Cường Lương sử dụng, ngày sau có thể dùng hắn khuyên bảo những tổ vu còn lại. Vừa nghĩ tới mình vung tay ra lệnh, thập nhị tổ vu đều là mở ra tổ vu chân thân giận chiến tinh không, hình ảnh liền đẹp đến mức để hắn không khỏi kích động. Bình tĩnh, chấm hiện tại thế nhưng là người hàng phục Bồ đề tổ sư cùng thái thượng lão quân. Tần Quân trong lòng đắc ý suy nghĩ, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đem Khổng Tuyên, Đông Hoàng thái nhất Minh Hà lão tổ đều thu nhập vào dưới trướng, trở thành đế hoàng mạnh nhất thần thoại. Sau đó hắn để Bồ Đề Tổ sư lần nữa đem phất trần biến thành nửa hình cầu, sau đó ngồi xuống trong đó bắt đầu tu luyện. Hắn tại trong vạn pháp đảo thế nhưng là mua được không ít bảo bối. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn rồi. Một khi đột phá thái ất tán tiên cảnh, bên cạnh hắn sẽ lại nhiều thêm hai tên cường giả thần thoại. Lời đồn phong ra phong ô hằng, dịch hàn vẫn lạc liền như là gió lốc tại bên trong cổ tiên tinh vực truyền đi, Tần Thiên Đế cái tên này, bắt đầu danh chấn tinh không. Bên trong một quả tinh cầu màu đỏ, Khổng Tuyên đang mang theo Lý Nguyên Bá hành tẩu tại bên trong một tòa thành thị. Các ngươi có nghe nói gì không? Thủ hạ của Tần Thiên Đế đã đánh chết Phong gia Phong Ô hàng cùng Dịch Hàn. Tần Thiên Đế là ai? Không thể nào. Dịch Hàn thế nhưng là cường giả nhập thánh a, cổ tiên tinh vực đều tìm không ra mấy người có thể chém giết được hắn. Thiên Đế? Ai dám lấy cái tên cuồng như thế? Nghe sinh linh lui tới nói chuyện với nhau, lý nguyên bá liền ngẩn người cố nén kích động hỏi huynh trưởng tần thiên đế chẳng lẽ là bệ hạ sao khổng tuyên nhíu mày thời điểm bọn hắn rời đi tần quân còn chưa đổi tên là thiên đế cho nên hắn cũng có loại nghi hoặc này hẳn là không phải đi huyền đương đại thế giới nhưng không thể nhanh như vậy liền thống nhất khổng tuyên lắc đầu cười nói hắn hiện tại mang theo lý nguyên bá du tẩu trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên trợ giúp lý nguyên bá nâng cao một bước đối với toàn bộ cổ tiên tinh vực hắn đều không có để vào trong mắt ngay cả cổ tiên tinh vực đều không nhập vào pháp nhãn của hắn, huống chi là tần quân còn ở bên trong huyền đương đại thế giới. Vạn nhất là bệ hạ thì sao, bệ hạ tốc độ phát triển thế nhưng là rất nhanh. Lý Nguyên bá vò đầu cười nói, hắn độ trung thành mắc trị số đối với tần quân có thể nói là khăng khăng một mực, tín nhiệm mù quáng. Hắn nhưng là nhìn lấy tần quân từng bước một trèo lên đến độ cao này, để hắn trong đáy lòng bội phục tần quân. Bên cạnh hắn chỉ có một tên nhập thánh, mà ngay cả đông hoàng thái nhất đều đánh không thắng. Khổng tuyên nhẹ giọng nói, ánh mắt hững hờ quét về phía quầy hàng tập hợp ở bên cạnh. Lý Nguyên Bá nghe xong, đành phải bỏ ý niệm này đi. Đồng thời tâm lý cũng đang mong đợi sớm ngày đột phá, lại trở về giúp Tần Quân thống nhất huyền đương đại thế giới. Hắn hôm nay đã đột phá đại la chí tiên cảnh, tốc độ tịnh tiến vô cùng kinh khủng. Dựa theo Khổng Tuyên nói, huyết mạch kim xí đại bằng điều cực hạn còn chưa nghiền ép đi ra, đợi hoàn toàn kích phát về sau, tốc độ đột phá sẽ không có khả năng lại nhanh như vậy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, Nguyên Phượng sinh hạ khổng tuyên cùng kim sĩ đại bằng điểu, khổng tuyên cao minh như thế, kim sĩ đại bằng điểu chí ít cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Tịch nghiệp ma quân hẳn là ở ngay phía trước đi. Khổng tuyên thì thảo nói, mục tiêu của bọn họ chuyến này chính là tìm kiếm ma đạo đệ nhất nhân trong tinh không, tịch nghiệp ma quân. Mặc cho ai cũng nghĩ không ra, đường đường ma quân, vậy mà lại đại ẩn tập hợp trong thành thị. Chương 1002, bất diệt thánh thân thần bí. Dưới bầu trời mờ tối, đại địa hoang vu mênh mông, một tòa cự thành đứng ở trong đó bốn phương tám hướng yêu thú dục dịch đại bộ phận đều là yêu vương hóa hình hướng về phía trong tiến vào tại bên trong một gian khách sạn đông hoàng thái nhất ngồi tại nơi hẻo lánh uống rượu nghe nhóm yêu vương chung quanh nghị luận hắn cau mày trong mắt tràn đầy đố kỵ tần thiên đế lại là cái ra hỏa này đông hoàng thái nhất nhẹ giọng hử nói nguyên lai tưởng rằng tần quân còn đang tại huyền đương đại thế giới thu thập cục diện dối rắm không nghĩ tới tên này đã giết gia tinh không rồi hắn còn chưa xông ra uy vọng, thì tần quân đã thanh danh vang dội, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hắn hiện tại chỉ có tu vị nhập thánh cảnh, tự nhiên không có khả năng như tần quân ngang ngược vô kỵ, ai chọc hắn liền giết người đó, như thế sẽ gây thù hằn. Không được, bản hoàng không thể lạc hậu hơn hắn. Đông hoàng thái nhất cắn răng nghĩ đến, sau đó đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng dậy. Một cỗ khí thế không gì sánh kịp tuyệt nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, để nhóm yêu vương trong khách sạn sắc mặt liên tiếp kịch biến, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, tràn đầy hoảng sợ. Thần phục, hoặc là chết. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi quay người, ánh mắt liếc nhìn một vòng, để không yêu vương nào dám cùng hắn đối mặt. Bên trong tinh không vô tận, tần quân ngồi xếp bằng ở bên trong phất trần, hai tay kéo lấy một khối huyết ngọc, to chừng trậu rửa mặt, từng tia từng tia huyết khí lấy mắt trần, cũng có thể thấy được tràn vào trong cơ thể hắn. Huyết vũ này chính là yêu đan của một đầu tinh không cự thú, tu vị đại la thủy tiên cảnh biến thành, ở trong chứa linh khí to lớn, cực kỳ bá đạo, người bình thường đều không dám cưỡng ép hấp thu, nhưng tần quân người mang huyết mạch cực viêm ma thần, lại thêm bất diệt thánh thân, căn bản không sợ cái này. Khoảng cách trận chiến ở vạn pháp đảo, đã qua 5 ngày. Cổ tiên giới đối với bọn hắn tới mà nói vẫn rất xa xôi, điểm ánh sáng ở bến bờ vũ trụ đã biến lớn hơn gấp đôi, tượng trưng cho lộ trình rút ngắn một nửa. Bệ hạ, đây là đang đột phá sao? Bồ đề tổ sư vuốt dầu cười nói, mặc dù là mượn nhờ ngoại vật, nhưng hắn có thể cảm giác được công pháp và huyết mạch của tần quân cực kỳ bá đạo, vô luận hấp thu cái gì, đều không có tác dụng phụ. Cường Lương cũng tò mò nhìn chằm chằm tần quân, hắn phiền muộn nói, ta làm sao lại có cảm giác bệ hạ cũng là tổ vu. Tần quân khí huyết tại bên trong đồng bậc cường đại dị thường, giống như nhóm tổ vu hắn. Đương nhiên, tổ vu vừa xuất thế chính là đại la kim tiên, bọn hắn thai ngén vô số năm mới sinh ra, điểm xuất phát viễn siêu chúng sinh. Có lẽ hắn chính là tồn tại giống như tổ vu của thế giới này bồ đề tổ sư cười nói để cường lương như có điều suy nghĩ thiên đạo thời kỳ hồng hoang cùng nơi này có chỗ khác biệt thiên đạo khác biệt quy tắc liền sẽ khác biệt nhưng vạn sự vạn vật đều có vị trí thuộc về chính mình thiên đạo chính là lấy góc độ vĩ mô điều khiển hết thảy để hết thảy đạt thành loại thăng bằng nào đó phất trần tiếp tục hướng về phía cổ tiên giới bay đi lại qua hai ngày tần quân rốt cục đột phá đinh chúc mừng chủ ký sinh đột phá thái ất kim tiên cảnh cửu tầng Hệ thống nhắc nhở âm đem ý thức của Tần Quân kéo về hiện thực, cảm thụ được pháp lực tăng vọt trong thể nội, hắn nhịn không được, liền thét dài một tiếng, âm thanh chấn động vạn dặm, tinh không có linh khí tràn ngập, có thể trợ hắn truyền thanh, thoải mái sơ cuồng. Bồ Đề Tổ Sư vui mừng không thôi, đợi sau khi Tần Quân bình tĩnh trở lại, hắn liền cười nói, "Bệ hạ, cần ta truyền thụ một số thần thông không?" Tần Quân cười ha hả nói, "Có thần thông gì thích hợp với chậm sao? Ta xem bệ hạ cái gì cũng không thiếu." thiếu chỉ là biến hóa chi thuật, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, bệ hạ muốn học cái nào. Bồ đề tổ sư vuốt dâu cười nói, cường lương bên cạnh hiếu kỳ không thôi, hắn không có nguyên thần, tu không phải pháp thuật, nhưng cũng có thể xem náo nhiệt. Chấm đã biết thiên cương tam thập lục biến. Tần quân nháy mắt ra hiệu cười nói, thiên cương tam thập lục biến của hắn là được chư bát giới truyền lại, đương nhiên là thông qua hệ thống, chư bát giới bản thân cũng không biết chuyện này a à, bệ hạ như thế nào lại biết thiên cương tam thập lục biến bồ đề tổ sư nghi hoặc hỏi hai loại thần thông biến hóa này thế nhưng là đến từ vũ trụ hồng hoang tần quân tại sao lại biết tần quân mỉm cười chợt đem thiên cương tam thập lục biến đều thi triển một lần quát toàn tạo hóa điên đảo âm dương di tinh hoán đấu hồi thiên phản nhật hô phong hoán vũ chấn sơn hám địa giá vụ đằng vân hoa giang thành lục túng địa kim quang phiên giang giảo hải chỉ địa thành cương ngũ hành đại độn lục giáp kỳ môn, nghịch chi vị lai, tiên sơn di thạch, khởi tử hồi sinh, phi thần thác tích, cử tức phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, thôi sơn điền hải, chỉ thạch thành kim, chính lập vô ảnh, thai hóa dịch hình, đại tiểu như ý, hoa khai khoảnh khắc, du thần ngự khí, cách viên động kiến, hồi phong phản hỏa, trưởng ác ngũ lôi, tiềm uyên xúc địa, phi sa tẩu thạch, hiệp sơn siêu hải, tát đậu thành binh, đinh đầu thất tiến, 36 loại thần thông, tạo hóa hay thay đổi, tránh được tam tai lục kiếp. Nhưng bởi vì tần quân chính là thể tu, cần thiên lôi thối thể, cho nên mỗi một lần độ kiếp, đều chưa từng thi triển thiên cương tam thập lục biến. Cường Lương thấy vô cùng thú vị, sờ lên cầm thì thảo nói, cùng thất thập nhị biến của nữ oa có dị khúc đồng công chi diệu. Bồ đề tổ sư gật đầu tán thưởng nói, bệ hạ, không hổ là tư chất ngút trời, đã thông hiểu đạo lý của thiên cương tam thập lục biến. Hắn ngữ khí dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, Thiên cương địa sát chính là thần thông thiên đạo của vũ trụ hồng hoang lộ ra. Nếu là ở vũ trụ hồng hoang, bệ hạ học được thiên cương tam thập lục biến, liền có thể trường sinh, không bao giờ già, đáng tiếc tại bên dưới thiên đạo mới. Thần thông này liền không còn hiệu quả trường sinh. Tần quân đi theo gật đầu, điểm này hắn đã sớm phát hiện ra. Tại bên trong ba ngàn thế giới, tu vị vô luận cao bao nhiêu, đều có mệnh kiếp, trừ phi thành tiên. Mà tại bên trong thần thoại hồng hoang, có bao nhiêu người có thể trường sinh bất tử, bây giờ xem ra cùng quy tắc của thiên đạo giống nhau đương nhiên tu vị càng cao sống được càng lâu dựa theo bồ đề tổ sư suy đoán đại la thủy tiên sống trăm vạn năm cũng không thành vấn đề chỉ cần không gặp cường địch nếu là nhập thánh một trăm triệu năm đều không nói chơi tần quân cũng đang phỏng đoán sư phụ kiếp trước của hắn bạch đế sau khi thần bí biến mất có còn sống hay không bạch đế thành tựu nhập thánh mấy trăm ngàn năm chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra không gặp được cường giả siêu việt nhập thánh cảnh thì rất khó chết đi còn có chủ nhân của đại đạo sinh thiên luân, đại chu thiên trưởng, cực đế, phải chăng đã áp đảo một cái độ cao khác. Bất diệt thánh thân của bệ hạ địa vị cực lớn, ta hoài nghi cùng thời kỳ hỗn độn của bàn cổ có quan hệ, bệ hạ ngày sau không cần lại tu luyện những công pháp khác, để tránh chậm trễ chính đạo. Bồ đề tổ sư ngữ chuyển hướng, đổi đề tài. tần quân nghe được gật đầu, bất diệt thánh thân chia làm 9 tầng, tầng thứ 6 chính là lấy lực chứng đạo, thành tựu thánh nhân, vậy ba tầng đằng sau thì sao? hắn hiện tại vẫn ở giữa tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, khoảng cách pháp thiên tượng địa chỉ còn kém nửa bước, chậm chạp chưa vượt qua. Không bằng ta đến vì bệ hạ giảng đạo một phen, nhìn bệ hạ có thể ngộ ra điều gì. Bồ đề tổ sư trầm ngâm nói, đại năng giả chỉ giảng đạo cho đệ tử. Hồng quân đạo tổ đã từng tại tử tiêu cung giảng đạo, giúp bao nhiêu cường giả chỉ rõ đường ngay. Tốt! Tần quân nhãn tỉnh sáng lên, cái này không phải là công năng nghe đạo bản hiện thực sao? Không nghĩ tới không cần làm nhiệm vụ, tần quân cũng có thể hưởng thụ được. Bồ đề tổ sư liếc qua cường lương, lúc này bắt đầu giảng đạo. Tổ vu không có nguyên thần, bồ đề tổ sư cũng không sợ hắn học trộm. Cái gọi là đại đạo ngàn vạn, chúng sinh vô số, lĩnh hội đạo Pháp, tìm kiếm vĩnh hằng, cần độ kiếp phá tai. chương 1003, thiên đạo khó dung, thành tựu thái ất tán tiên, tam hoa tụ đỉnh, diệu tướng sinh lòng, đạo quả nghịch chuyển, đan điền ngưng Pháp, như gặp tâm ma, tâm như bản thạch, như gặp Pháp kiếp, vạn Pháp phá đi, lệ phong chi kiếp, Thiên cương có thể phá, Huyền Lôi chi kiếp, Địa sát có thể phá, Long Hán sơ kiếp, Vạn Pháp vị sơ, Đạo tổ giảng đạo, Vạn vật khai linh, nương theo Bồ Đề Tổ sư bắt đầu giảng đạo, Tần Quân rất nhanh liền lâm vào trong một loại trạng thái rất huyền diệu khó mà giải thích. Bồ Đề Tổ sư âm thanh phảng phất như có một cỗ ma lực, để hắn ở những địa phương tối nghĩa khó hiểu lúc tu luyện trước kia lập tức hiểu ra. Giác tỉnh chủ hồn về sau, Tần Quân đã khôi phục thiên phú và thông tuệ của Cơ Vĩnh Sinh, nhưng hắn đỉnh phong cũng chỉ là nhập thánh. So với Bồ Đề Tổ Sư hiển thánh cảnh vẫn là kém rất xa. Cường Lương bên cạnh bởi vì không có nguyên thần, cho nên nghe không hiểu cái gì, thế là nhắm mắt bắt đầu ngủ gật. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Phất Trần tiếp tục phi hành, Tần Quân thì ở bên trong đạo pháp của Bồ Đề Tổ Sư, không cách nào tự kiềm chế được. Thoáng chớp mắt, thời gian 5 ngày liền vội vàng đi qua. Một ngày sau, Bồ Đề Tổ Sư rốt cục đình chỉ giảng đạo, tại bên trong 5 ngày này, hắn từ tu luyện giảng đến công pháp bổn nguyên, lại nói đến thần thông biến hóa pháp thuật áo nghĩa cho dù là tu sĩ nhập thánh cảnh nghe được cũng sẽ có điều đột phá không sai biệt lắm bồ đề tổ sư vuốt dầu khẽ cười nói đại năng giả giảng đạo nói ít cũng là quang cảnh trăm năm hồng quân đạo tổ năm đó tại tử tiêu cung càng là giảng mấy ngàn năm oanh trong cơ thể tần quân bỗng nhiên chuyển ra tiếng oanh minh linh khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng hướng hắn tụ tập mà đến cả kinh cường lương cũng không khỏi mở hai mắt ra đi qua bồ đề tổ sư giảng đạo bất diệt thánh thân của tần quân rốt cục cũng đột phá. Tầng thứ 5, Pháp Thiên Tượng Địa, hắn mở mắt, đằng một chút liền nhảy ra khỏi phất trần. Bồ đề tổ sư cấp tốc điều khiển phất trần dừng lại, yên lặng chờ đợi tần quân đột phá. Tần quân đằng phi lên cao 5.000 mét, vô số linh khí hóa thành từng đầu trường long chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn thật giống như bị vòi rồng bao bọc, hình ảnh rất là hùng vĩ. Rốt cục cũng đột phá. Tần quân trong mắt tràn đầy dị quang, cực đạo viêm hỏa cấp tốc từ trong lỗ chân lông hắn tràn ra, quấn ở quanh người hắn, tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, tử vi đế tinh đạo quả càng là cao tốc xoay tròn, liền ngay cả vận mệnh chi luân bên cạnh cũng bị kéo theo. Ầm ầm thiên kiếp đi theo hiện ra, thái ất tán tiên kiếp của cực viêm ma thần viễn siêu những sinh linh đồng giai. Tần Quân nứt vỡ áo trắng, thân thể bắt đầu bành trướng, cực đạo viêm hỏa hóa thành hỏa y, bám lên trên người hắn, một cỗ khí thế bá tuyệt thiên hạ bành trướng bạo phát đi ra, để sinh linh nuôi tới trong phạm vi trăm vạn dặm cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức này có người đang độ kiếp thái ất huyền tiên không đúng cỗ khí tức này so với thái ất huyền tiên bình thường còn cường đại hơn chúng ta có đi qua nhìn một chút hay không muốn chết sao mà đi quấy dày người khác độ kiếp các sinh linh đi ngang qua nghị luận ẩm ý nhưng không có người nào bay qua xem xét một là sợ vướng vào rắc rối hai là không có hứng thú trong tinh không thái ất huyền tiên chỉ tính là cấp thấp thật tình không biết tần quân chỉ là đang đột phá thái ất tán tiên cảnh cùng lúc đó tần quân thân thể đã cao đến độ cao ngàn trượng hai tay hai chân bên hông cùng phần lưng đều bị hỏa long vây quanh hắn giờ phút này biến thành cực viêm ma thần chân thân rung động tinh không bệ hạ đến cùng là chủng tộc gì cường lương buồn bực hỏi cực viêm ma thần phát ra khí tức ngay cả hắn đều có chút kinh ngạc không dám tưởng tượng nếu như tần quân đạt tới đại la thủy tiên sẽ mạnh cỡ nào nếu như đột phá nhập thánh thì sao giờ khắc này cường lương lại có loại hoảng hốt như nhìn thấy bàn cổ cự thần thập nhị tổ vu từ khi ra đời đều lưu lại ký ức đó là ký ức liên quan tới bàn cổ khai thiên tích địa cực viêm ma thần bồ đề tổ sư hít mắt nhìn chằm chằm tần quân hắn quả thực không nghĩ tới chính mình mới giảng đạo năm ngày liền có thể để tần quân có đột phá như thế lớn coi khí thế này sinh linh không biết chân tướng còn tưởng rằng hắn là muốn đột phá thái ất huyền tiên lôi vân tụ tập trên đỉnh đầu tần quân đường kính đạt tới trăm vạn trượng vân hải bốc lên sấm sét vang dội uy áp diệt thế tiêu tán trong tinh không nơi xa bốn đầu hắc long đang kéo xe mà đi chính là nam tố tiên tử nàng bản thân cũng phải tiến về cổ tiên giới vì tránh đi ba người tần quân cho nên nàng mới tận lực dừng lại một ngày để giảm tốc độ xuống không nghĩ tới vẫn là gặp phải cảm thụ được cỗ khí thức phía trước nam tố tiên tử liền để bốn đầu hắc long dừng lại nàng đẩy cửa xe đi ra hạ xuống bên trên đầu rồng nhìn qua tràng cảnh hùng vĩ phía trước nàng không khỏi nhau lại đôi mắt đẹp trong con mắt tràn đầy ánh lửa Tần quân thân hình đã đạt tới năm ngàn trượng tựa như liệt diễm ma thần, cực đạo viêm hỏa quấn quanh thân thể vĩ ngạn của hắn, từng đầu sóng lửa tại trong vòng phương viên mười mấy dặm vạn vẹo, nhiệt độ cao khiến cho thiên thạch trôi nổi trong tinh không đều trở nên đỏ bừng. Tần quân thời khắc này sau khi thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể không chỉ có biến cao mà còn trở nên vô cùng cường tráng, cho dù là cực đạo viêm hỏa cũng che giấu không được hình dáng bắp thịt mang tính bạo tạc kia của hắn, tóc dài hóa thành liệt diễm chập chờn không ngừng tử diễm giữa mi tâm khiến cho mặt mũi của hắn nhìn vô cùng lạnh lùng, như là thần chi. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Tần quân ngước nhìn thiên kiếp thì thảo nói, cực viêm ma thần mỗi một lần đột phá một tầng đại cảnh giới, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Đời trước của hắn là nhập thánh, chỉ ngưng tụ ra một căn thánh cốt, liền dám cùng thương hoa tiên tôn cường giả siêu việt nhập thánh cảnh khiêu chiến, thậm chí không có bị miểu sát. Đây chính là nguyên nhân cực viêm ma thần bị vạn tộc không dung. Bởi vì quá cường đại, Mộc Tú Vu Lâm, tất phải phá vỡ. Oanh một tiếng, Lôi Long thô to 100 trượng phù diêu mà xuống, xé rách không gian, trực tiếp bổ lên trên thân Tần Quân, đánh tan cực đạo viêm hòa. Tần Quân mày cũng không nhăn lại một chút, bởi vì hắn không có cảm giác gì. Thiên Lôi chỉ có trình độ nhiêu đó căn bản không đả thương được hắn. Cùng nhau đi tới, hắn đột phá thiên kiếp xưa nay đều không phải tị kiếp, mà là khiêng cướp, nhục thể của hắn đã mạnh đến trình độ cực kỳ khủng bố, Tuy rằng hắn rất ít xuất thủ, nhưng tiến bộ của hắn chưa bao giờ đình chỉ qua. Thiên lôi liên tiếp rơi xuống, mỗi lần bị chém trúng một cái, thân thể vĩ ngạn của tần quân lại lần nữa cất cao một trượng. Mười đạo thiên lôi, mười trượng, trăm. Đạo thiên lôi, trăm trượng, năm trăm đạo thiên lôi, năm trăm trượng. Từ đầu đến cuối, thân hình của hắn đều không có run rẩy một điểm. Mắt sáng như đuốc, con ngươi màu tím phẳng phất như bắn ra hai chùm ánh sáng, quấy đãng lôi tiêu. Thiên đạo khó dung. Đúng lúc này, trong đầu tần quân bỗng nhiên nổ vang một đạo âm thanh vô cùng uy nghiêm để tâm thần hắn hoảng hốt ngay sau đó lôi vân bỗng nhiên bị gạt ra một tôn quang ảnh thần uy bất phàm cúi người lao xuống nó cao tới ngàn trượng coi từ hình dáng liền như là một tên thần tướng tay cầm đại đao đây là thiên kiếp gì nam tố tiên tử đồng tử co rụt lại nàng năm đó đột phá thái ất tán tiên cảnh cũng gặp phải thiên kiếp mạnh hơn xa sinh linh cùng giai nhưng cùng thiên kiếp này so sánh đơn giản liền không đáng giá được nhắc tới dựa theo nàng đánh giá, đạo quang ảnh ngàn trượng này nói ít cũng có thực lực thái ất huyền tiên. Nàng thế nhưng là nhìn ra được Tần Quân đang đột phá thái ất tán tiên cảnh mà thôi. Thiên phú bực này, nam tổ tiên tử đáy lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, nhìn thấy cường lương cùng Bồ đề tổ sư, nàng liền nhận ra đây là Tần Quân. Nguyên lai tưởng rằng Tần Quân chỉ là một tên thiếu gia ngạo mạn ỷ vào thế lực của gia tộc, hiện tại xem ra, kẻ này thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả nàng. Chương 1004, Bá đạo phá thiên kiếp thần ảnh ngàn trượng nâng đao chém xuống nương theo thiên lôi cuồn cuộn quấn dao muốn đem tần quân chém thành hai nửa oanh lưỡi đao rơi xuống tần quân cúi đầu bỗng nhiên nâng tay phải lên dùng bàn tay đem đao nhận chặn lại khiến cho thần ảnh ngàn trượng đình trệ cách đỉnh đầu hắn cực đạo viêm hỏa hóa thành từng đầu hỏa long hướng nó gào thét mà đi tiếng long ngâm hội tụ vào một chỗ để người nghe đều sợ hãi thần ảnh ngàn trượng trực tiếp bị đám hỏa long này xoắn nát cực đạo viêm hỏa bá đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế Tần quân chậm rãi ngẩng đầu, giữa mi tâm tràn đầy khí tức băng lãnh khiếp người. Hán lạnh giọng nói, cái gì thiên đạo khó dung? Chấm nếu muốn sống, ai dám để chấm chết? Thoại âm vừa rơi xuống, thân hình của hắn liền đột nhiên lần nữa cất cao, đạt tới 8.000 trượng, cường thế hướng về vạn trượng chi thân xuất phát. Mặc cho ngàn vạn thiên lôi oanh thân, tần quân khí thế không giảm chút nào, càng lúc càng tăng vọt, dáng người vĩ ngạn giống như muốn đem lôi vân đỉnh tán. Hỏa diễm này không đơn giản, là loại hỏa diễm nào đây? Cường Lương Hiếu Kỳ hướng Bồ Đề Tổ Sư hỏi, Bồ Đề Tổ Sư hiểu được so với hắn nhiều hơn, cho nên hắn liền vô ý thức biết hỏi thăm Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu cười nói, đạo hỏa diễm này thôn phệ rất nhiều loại hỏa diễm, tương đương với một loại hỏa diễm mới, cường đại dị thường, so với Thái Dương Chân Hỏa của Đông Hoàng Thái Nhất còn mạnh hơn. Đông Hoàng Thái Nhất, Cường Lương nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cho dù sống lại một đời, cừu oán ở kiếp trước cũng không có tiêu tán, biết được Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất hiện tại phương vũ trụ này, hắn lập tức hưng phấn không thôi, thường thường nghĩ đến nên đánh đối phương như thế nào. cùng lúc đó, đường kính lôi vân đã đạt tới vạn dặm, cả kinh càng ngày càng nhiều sinh linh tụ tập mà đến. nguyên lai tưởng rằng chỉ là một tên thái ất huyền tiên phổ thông, nhưng nhìn đạo thiên kiếp này tư thế rõ ràng bất phàm, không phải là thiên túng kỳ tài đang đột phá sao? trong lôi vân cuộn cuộn lại nhảy ra một đạo thần ảnh, tại bên trong tinh không hạo hãn liền như là từng tôn quang nhân, tản ra cường quang. Tần Quân mặt không đổi sắc, long khí dung nhập vào bên trong cực đạo viêm hỏa, thao túng mấy chục đầu đế viêm long khí tứ ngược mà lên. Oanh, 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 tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, tựa như một trận khói lửa thịnh thế trong tinh không nở rộ, tràn ngập khí tức khiếp người để sinh linh xa xa sợ hãi. Người này là ai, hắn giống như đang đột phá thái ất tán tiên cảnh. Thái ất tán tiên cảnh nói đùa sao? Từ bộ dáng này nói đột phá đại la kim tiên ta đều sẽ tin tưởng đây là cái thiên kiếp gì, ta làm sao lại chưa từng nghe nói qua. Thiên uy thật mạnh, kiếp nạn này không đơn giản. Thái ất tán tiên. Ngươi nói là hắn mới đột phá thái ất tán tiên cảnh sao. Còn mẹ nó, lại là một tên thiên kiêu quật khởi sao. Sinh linh nhìn qua thân thể tần quân đã cao tới 8.000 trượng, kinh hô liên tục, từng cái biểu lộ giống như gặp phải quỷ. Bọn hắn năm đó thời điểm đột phá thái ất tán tiên cảnh, nhưng không có thanh thế như vậy, thiên kiếp cũng còn lâu mới có được khủng bố như vậy đế viêm long khí điên cuồng oanh kích những thần ảnh kia khuôn mặt tần quân trở nên càng lúc càng dữ tợn tử diễm giữa mi tâm càng là nhảy lên không ngừng trẫm muốn tái hiện lại uy danh của cực viêm ma thần tần quân nhe răng cười nói đế viêm long khí càng lúc càng mạnh hóa thành gần trăm đầu hỏa long không ngừng từ trong cơ thể hắn bay ra hướng thiên kiếp lôi vân đánh tới nổ tung hình thành biển lửa cũng đang không ngừng kéo dài chiếu đến khuôn mặt của bồ đề tổ sư cùng cường lương theo thế công của đế viêm long khí càng ngày càng mạnh lôi vân cũng đều bị đâm ra phá tan, điện quang tản mạn trong tinh không, sáng chói vô cùng. Tiết tấu đây là muốn phá tan thiên kiếp sao? Nơi xa, có sinh linh kinh hô, để những sinh linh còn lại xôn xao. Bên trong tinh không, các loại chuyện lạ đều có thể xảy ra, bao quát cả phá thiên kiếp ở bên trong, nhưng đó chỉ là sự tình trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại thực sự có người tại trước mắt bọn họ diễn dịch một phen quang cảnh. Như vậy, nam tố tiên tử ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tần quân, nàng mỗi một lần độ kiếp, nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ phá thiên kiếp, trừ phi có cường giả tương trợ. Hắn khó nói trên thân mang huyết mạch thượng cổ kỳ loại. Nam tố tiên tử nghi hoặc nghĩ đến, trạng thái tần quân thời khắc này rõ ràng không giống nhân tộc. Tần quân cũng sẽ không bận tâm ánh mắt dị dạng từ bốn phía quăng tới, hắn chỉ muốn thành tựu thái ất tán tiên, liền muốn phá thiên kiếp, hắn muốn làm cho thiên đạo nhìn, thiên đạo khó dung ta, vậy ta liền diệt thiên, phá cho chẫm. Tần quân giận dữ hét một tiếng, Thân hình đột nhiên tăng đến độ cao vạn trượng, pháp thiên tượng địa ngưng kết thành công, cực đạo viêm hỏa cháy hừng hực, đế viêm long khí liên tiếp oanh ra, tinh không bị xé thành từng đầu vết nứt, hắc ám hư vô. Lôi vân thiên kiếp bị từng đầu đế viêm long khí oanh ra lỗ hổng, vân hải lăn lộn, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đột phá thái ất tán tiên cảnh sơ kỳ. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên, đồng thời pháp lực của hắn cũng đi theo tăng vọt khí thế như hồng quấy đến lôi vân vạn vẹo dọa người vô cùng cuồng phong gào thét trong trăm vạn dặm để các sinh linh ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua lôi vân thiên kiếp bị tách ra bọn hắn không khỏi có loại cảm giác như nằm mộng thiên kiếp bị phá cái này mẹ nó còn là độ kiếp sao hay là công kiếp nam tố tiên tử ánh mắt cũng hết sức phức tạp thiên phú như vậy ngày sau lại là nhất tôn thiên kiêu mà lại là thiên kiêu siêu việt nàng lôi vân tiêu tán hết thảy hướng bình tĩnh khôi phục tần quân bẻ bẻ cổ cúi đầu dò xét trạng thái pháp thiên tượng địa của mình, tâm hắn liền bành trướng. Thành tựu thái ất tán tiên, trong đầu nhiều thêm một chút ký ức, chính là một số thần thông pháp thuật sở hội kiếp trước. Loại cảm giác này thật mỹ diệu. Tần quân tự lẩm bẩm, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn có thể chỉ định triệu hoán hai vị thần ma nhập thánh, viên mãn, sẽ không lưu vong. Chỉ có thần ma vượt qua hắn năm đại cảnh giới mới có thể tránh thoát hệ thống, lưu vong ra ngoài. Trừ cái đó ra, chỉ định triệu hoán thần ma còn không thể triệu hoán ra thánh nhân, cho dù là thánh nhân lúc chưa thành thánh tần quân hít sâu một hơi thân hình bắt đầu thu nhỏ đế viêm long khí thu nhập lại vào trong thể nội cực đạo viêm hỏa tiêu tán trong tinh không nam tố tiên tử thăm thẳm nhìn hắn một hồi sau đó trở lại trong xe bốn đầu hắc long kéo xe hướng một phương hướng khác bay đi bởi vì trận chiến ở lưu hà đại thế giới khiến cho nàng đối với ba người tần quân tràn ngập kiêng kỵ cách bọn họ càng xa càng tốt sau khi khôi phục trạng thái bình thường tần quân liền cấp tốc xuất ra một kiện áo trắng che phủ thân thể có cực đạo viêm hỏa che giấu, hắn cũng không có lộ ra bộ vị trọng yếu. Trở lại vào bên trong phất trần, Bồ Đề Tổ sư liền chắp tay cười nói, "Chúc mừng bệ hạ thành tựu Thái Ất tán tiên. Bệ hạ thật là lợi hại, phương thức độ kiếp rất hợp khẩu vị của ta." Cường Lương đi theo cười nói, nhìn thấy một màn tần quân phá thiên kiếp, hắn đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tần Quân khoát tay cười nói, "Chẳng diện nhỏ mà thôi." Lại nói, "Thái Ất tán tiên đối với các ngươi tới mà nói tính là cái gì?" Đừng cất nhắc chậm, Nghe vậy, bồ đề tổ sư cùng cường lương liền nhìn nhau cười ha hà, chưa tới 20 tuổi thành tựu thái ất tán tiên ý vị như thế nào, bọn hắn đều không dám tưởng tượng, nhưng thái độ không kiêu không gấp của tần quân lại làm cho bọn hắn rất vui mừng. Tần quân từ khi giác tỉnh, tiền thân bị giáng chức, khi đó mới chỉ 16 tuổi. Chỉ chớp mắt, 3 năm đã qua, hắn đã nhanh muốn thống trị huyền đương đại thế giới, quả nhiên là thời gian thấm thoát trôi qua. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng liền bay tới rất nhiều bóng người, có tu sĩ nhân tộc, cũng có yêu vương yêu tộc, còn có chủng tộc còn lại trong tinh không. Tần quân khiêu mi, bất động thanh sắc. Cường lương thì nheo mắt lại, khí tức bạo lệ bắt đầu tản ra, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bồ đề tổ sư ngược lại là mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, tựa hồ tính tới cái gì đó. Chương 1005, triệu công minh xuất thế. Có chuyện gì không? Tần quân liếc nhìn sinh linh chung quanh phất trần hỏi, phóng tầm mắt nhìn đi, xem chừng có hơn trăm vị, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sốt ruột. Trong đó có một tên trung niên nhân áo đen dẫn đầu chắp tay nói, "Vị công tử này, ta xem ngươi thiên phú dị bẩm, vừa đột phá, không ngại đi chỗ ta làm khách một phen, ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi." Vừa dứt lời, những sinh linh còn lại cũng đi theo tranh nhau mở miệng mời. "Đến chỗ chúng ta đi, chúng ta liền ở tại đại thế giới phụ cận. Vị công tử này có hứng thú làm khách khanh của tông môn chúng ta không? Liền cái tiểu tông môn kia của các ngươi không bằng tới gia tộc của ta." cho ngươi đãi ngộ khách khanh trưởng lão, giúp ngươi tu hành đến Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, ta có thể tiến cử công tử bái sư Đại La Chí Tiên. Nghe những sinh linh này mời, tần quân biểu lộ liền lộ ra cổ quái. Cường Lương cũng là khoái miệng co giật, nguyên lai là đến mời chào tần quân, mà không phải là chiến đấu. Bồ đề tổ sư lắc đầu cười một tiếng, một đám vớ va vớ vẩn cũng muốn lôi kéo Cường Long. Tần quân im lặng nói, chậm không hứng thú, các ngươi đều trở về đi. Liếc nhìn một vòng, đều không có mấy vị có thể cho hắn khí thức nguy hiểm cực mạnh nói rõ bọn hắn đều không phải là rất mạnh đầu nhập vào hắn còn tốt lôi kéo đời này đều khó có khả năng công tử đi ra bên ngoài nhiều hơn một người bạn cũng rất tốt a à. không biết tên của công tử là gì trung niên nhân áo đen gấp giọng hỏi dẫn tới sinh linh còn lại gật đầu hưởng ứng tần quân đạm mạc trả lời tần thiên đế tần thiên đế chúng sinh linh hai mặt nhìn nhau cảm thấy cái tên này có chút quen tai giống như từng ở đâu nghe qua Chẳng lẽ là cái vị Tần Thiên Đế kia giết chết Phong Ô Hằng, Dịch Hàn? Một tên nam tử đầu chó thân người kinh hô, lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh sắc mặt lập tức kịch biến, vội vàng lui nhanh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía ba người Tần Quân tràn đầy sợ hãi. Cùng trong truyền thuyết, Tần Thiên Đế rất trẻ trung, bên cạnh đi theo một tên tráng hán cùng một tên lão đạo sĩ. Vừa nghĩ đến như thế, trên trán bọn hắn liền không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Trách không được Tần Quân đối với bọn hắn thái độ lãnh đạm như vậy người ta căn bản không nhìn chúng bọn hắn nghĩ xong các sinh linh liền liên tiếp quay người chạy trốn không còn dám cùng tần quân nói chuyện từng cái chạy trốn cực nhanh sợ tần quân sẽ để cho thủ hạ xuất thủ lấy mạng của bọn hắn đợi bọn hắn tất cả rời đi bồ đề tổ sư mới cười nói thiên phú của bệ hạ vô luận là ai cũng muốn lôi kéo tần quân mỉm cười cũng không có phản bác tiếp tục tiến lên thời gian chậm trễ đủ nhiều rồi tần quân nhìn về phía ánh sáng sâu trong tinh không cười nói thái ất tán tiên đã thành sau đó nên triệu hoán thần ma, trực đảo Hoàng Long. Được. Bồ đề tổ sư cảm nhận được ý chí chiến đấu của tần quân, thế là gật đầu cười nói, điều khiển Phất Trần tiếp tục hướng cổ tiên giới bay đi. Cứ như vậy, Phất Trần liền tiếp tục tiến về phía trước. Tần quân ngồi xếp bằng xuống, hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu suy nghĩ. Hai lần chỉ định triệu hoán thần ma, nên triệu hoán ai đây, lại đến một tên tổ vu sao, không được, vạn nhất hai người cùng một chỗ chạy trốn thì sao, tổ vu rất ngông cuồng huống chi bọn hắn còn sáng lập vu tộc, nếu là chỉ có cường lương còn tốt, lại đến một tên tổ vu, có thể nghĩ đến trọng trưởng vu tộc hay không? Hệ thống, Triệu Công Minh có thể đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, tay cầm 24 khỏa định hải châu, chiến lực của Triệu Công Minh không cần phải nhiều lời. Được. Hệ thống trả lời để Tần Quân rất hài lòng, thế là trong lòng vân phó nói, chỉ định Triệu Hoán Triệu Công Minh nhập thánh cảnh viên mãn, giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Đinh, Chúc mừng chủ ký sinh Triệu Hoán được Triệu Công Minh, đến từ truyền thuyết thần thoại. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, tượng trưng cho dưới tay Tần Quân lại nhiều thêm một tên cường giả siêu cấp nhập thánh, cảnh viên mãn. Kể từ đó, Triệu Công Minh trực tiếp trở thành đệ nhị cường giả dưới tay hắn, có 24 khỏa định hải châu, hắn nói không chừng có thể chống đỡ Bồ Đề Tổ Sư một chút. Triệu Công Minh có thể một người đánh bại Côn cô Lôn thập nhị tiên, Tần Quân chờ mong đã lâu. Hắn lập tức để hệ thống đem bảng thuộc tính của Triệu Công Minh điều ra. Triệu Công Minh, đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận, môn nhân tiệt giáo. Tài thần. Tu vị, nhập thánh cảnh viên mãn. Công pháp, la phù đại pháp. Thần thông, bích hải mạn thế. Tung quang vạn lý. Càn khôn na dụng. Di sơn đảo hải. Pháp bảo, 24 khỏa định hải châu. La phù tiên. Độ trung thành, 65 mắc trị số 100. Nhìn thấy 24 khỏa định hải châu, tần quân liền mở miệng cười. Pháp bảo này tiếng tăm tên tuổi thật sự là quá lớn, hắn hướng về đã lâu. Vị thứ hai nên triệu hoán là ai đây? Tần quân lâm vào trong suy tư, triệu hoán một vị bên trong tam tiêu nương nương sao? Được rồi, muốn để thủ hạ không cản tay, không thể đánh phá thăng bằng. Tần quân lại lâm vào bên trong xoắn suýt, nên triệu hoán ai đây? Đế Tuấn, 11 vị tổ vu còn lại, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử, Lục Áp Đạo Quân, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Nam Cực Tiên Ông, Kim Quang Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương, Phục Hy, Đa Bảo Đạo Nhân, Quảng Thành Tử, Tổ Long, Nguyên Phượng, La Hầu, Hồng Vân Lão Tổ, Si Vưu, Thần Nông, Hoàng Đế, Đông Vương Công, Ngọc Hoàng Đại Đế. Vô số cái tên tại trong đầu tần quân cấp tốc lướt qua, để hắn lâm vào trong xoắn suýt. Đều rất ngư phê, nhưng lại không biết nên tuyển ai. Được rồi, suy nghĩ thêm một phen. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, dù sao khoảng cách tới cổ tiên giới còn có một đoạn thời gian. Cường giải nhập thánh cảnh viên mãn một khi triệu hoán đi ra, cũng có thể tại trong thời gian cực ngắn đuổi tới, bởi vì bọn hắn tốc độ rất nhanh. Dấu trong lòng tâm tình chờ mong Triệu Công Minh xuất hiện, Tần Quân liền bắt đầu hít sáo. Cường Lương liếc mắt nhìn hắn, lập tức tiếp tục ngủ gật, Bồ Đề Tổ Sư cũng nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt dưỡng thần. Phất Trần mang theo ba người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đại khái qua nửa canh giờ, Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên để Phất Trần dừng lại. Phía trước có cường giả đánh tới. Bồ Đề Tổ Sư đứng dậy, hít mắt nói ra, cả kinh cường lương đứng dậy. Tần Quân đồng dạng mở to mắt, nhưng hắn cũng không lo lắng, trong lòng đã có đáp án. Cái Triệu Công Minh này, vậy mà tới muộn như vậy, chẳng lẽ là Bồ Đề bay quá nhanh. Tần Quân cố nén hưng phấn nghĩ đến, rất nhanh, phía trước liền lướt đến một bóng người, hắn hình thể trắng kiện, người mặc khôi giáp, đai lưng hồng tụ, anh tuấn uy vũ, toàn thân tản ra một loại khí thế mạnh mẽ để cho người ta e ngại. Chính là Triệu Công Minh triệu công minh mặc dù thần tuấn không bằng dương tiễn tôn ngộ không nhưng nhiều hơn một phần khí chất thiết huyết cứng rắn mắt hổ sắc bén vị triệu công minh đánh bại côn cô lôn thập nhị tiên kia đến rồi nhập thánh cảnh viên mãn bồ đề tổ sư nhẹ giọng nói để cường lương động dung tần quân thì nở nụ cười nói triệu công minh chấm chờ ngươi đã lâu rồi triệu công minh bồ đề tổ sư sắc mặt biến hóa hắn từng nghe nói qua phong thần đại chiến triệu công minh biểu hiện không tầm thường Nhị thập tứ chư thiên của nhiên đăng chính là do 24 khỏa định Hải Châu của Triệu Công Minh biến thành. Chẳng lẽ là vị Triệu Công Minh kia, Cường Lương thì một mặt mở mịt, tại thời kỳ đó của hắn, Triệu Công Minh còn không biết ở nơi đâu. Ha ha, để bệ hạ đợi lâu. Triệu Công Minh cười vang, đại khí sơ cuồng, thoại âm vừa rơi xuống, liền đến trước phất trần. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi lên trên thân bồ đề tổ sư, đồng tử co rụt lại, đáy lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vị của bồ đề tổ sư. Canh ba, tiếp theo nên triệu hoán vị nào đây? Trường 1006, nhân hoàng phục hy. Chẳng lẽ là cường giả hiển thánh cảnh? Triệu công minh tâm lý lắc một cái, nguyên còn cho rằng mình đến hiệu lực tần quân, sẽ là người mạnh nhất dưới tay hắn, không nghĩ tới còn có người mạnh hơn. Ánh mắt liếc nhìn cường lương, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, tu vị vẫn được. Thời điểm hắn đang đánh giá bồ đề tổ sư cùng cường lương, thì hai người cũng đang đánh giá hắn, Tại bên trong thế giới thần thoại, chuyển thế trọng tu căn bản không phải chuyện hiếm lạ, nếu như gặp được một vị nhân vật nào đó kiếp trước mình biết rõ, cũng sẽ không cảm thấy đây là chuyện thiên phương dạ đàm. Chấm đến giới thiệu một chút, đây là Bồ Đề, hắn tên Cường Lương. Tần Quân cười vì Triệu Công Minh giới thiệu, ba vị cường giả trong thần thoại hoa hạ thời kỳ không đồng nhất chạm mặt nhau, ngày sau sẽ phát sinh tình tiết ra sao đây? Triệu Công Minh khẽ gật đầu, vô luận là Bồ Đề tổ sư hay vẫn là Cường Lương, đều không yếu, hắn đương nhiên sẽ không bày ra tư thái cao ngạo nhất là bồ đề tổ sư tuy rằng cảnh giới khí thức không có phát ra nhưng lại cho hắn một loại cảm giác áp bách cực lớn ha ha tiếp tục đi tới đi được công minh tương trợ trẫm muốn để thương hoa lão nhi quỳ gối tại trước mặt trẫm tần quân cuồng ngạo cười nói trong lời nói còn nâng triệu công minh một thanh để triệu công minh cười theo bệ hạ yên tâm bất luận cái cường địch gì ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích hệ thống vì triệu công minh cắm vào một đoạn ký ức của cái thế giới này cho nên hắn biết rõ nhập thánh cảnh viên mãn ở chỗ này đại biểu cho cái gì. Tuyệt nói không quá khoa trương, bên trong cổ tiên tinh vực liền tìm không ra năm người tu vị so với Triệu Công Minh cao hơn. Chớ nói chi là Bồ Đề Tổ Sư, thánh nhân không ra, người nào có thể cản? Cường Lương âm thầm nắm chặt song quyền, lại tới một tên siêu cấp cường giả, hắn phải nghĩ biện pháp khôi phục thực lực đỉnh phong, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị từng tên từng tên cường giả thay thế. Phất Trần tiếp tục tiến về phía trước. Tần quân bắt đầu vì triệu công minh giảng tố bố cục trước mắt, vì phòng ngừa triệu công minh nổi giận, hắn tận lực không có đề cập đến nhiên đăng. Nếu không phải nhiên đăng lừa gạt 24 khỏa định Hải Châu của hắn, thì hắn như thế nào lại bị âm mưu làm hại, chết bởi trảm tiên phi đao của lục áp. Đông Hoàng Thái Nhất, Minh Hà Lão Tổ, triệu công minh mồ hôi lạnh lâm ly, hai vị này đối với hắn tới mà nói đều là nhân vật thần thoại. Bồ đề tổ sư cùng cường lương cũng nheo mắt lại, không nghĩ tới Minh Hà Lão Tổ cũng đi ra, Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại chỉ có tu vị nhập thánh cảnh hậu kỳ, Minh Hà Lão Tổ không biết đang nhảy nhót ở đâu, tạm thời cùng chúng ta không có quan hệ, trước hết giết thương hoa tiên tôn, sau đó chấm muốn để đại tần thiên đình chân chính biến thành thiên đình, thay thế cổ tiên giới. Tần quân nheo mắt lại, ánh sáng dã tâm tại trong mắt lấp lóe. Triệu công minh nghe được, lập tức thở ra một hơi. Đông Hoàng Thái Nhất tu vị chỉ có nhập thánh cảnh hậu kỳ, hắn sợ cái lông. Bệ hạ, vì sao nhiều đại năng của thiên đạo hồng hoang, lại xuất hiện tại cái vũ trụ này như vậy? Bồ đề tổ sư nhịn không được hỏi. Triệu công minh cùng cường lương cũng kinh ngạc nhìn về phía tần quân, bọn họ đều là cảm giác từ nơi sâu xa cùng tần quân có nhân quả cơ duyên, cho nên mới tìm tới ném bái. Nhưng nghe tần quân nói, những nhân vật quát tháo phong, vân kiếp trước đều xuất hiện tại đây, xuất hiện một hai vị còn tốt, nhưng lại nhiều như vậy thì tất có điều gì đó. Rất đơn giản, thiên đạo hồng hoang sắp nghênh đón đại kiếp, là chẫm dùng thần thông vô thượng để cho các ngươi chuyển thế đến đây tần quân giải thích cười nói ở địa cầu hiện đại cơ hồ không có người nào thờ phụng thần tiên nói rõ các đại năng khẳng định đã xảy ra vấn đề gì đó nếu không bọn hắn lại như thế nào vứt bỏ con cháu hoa hạ không thèm để ý câu nói này khiến cho ba người bồ đề tổ sư đưa mắt nhìn nhau hình tượng tần quân trong lòng bọn họ cũng lập tức trở nên cao lớn đương nhiên đáy lòng bọn hắn vẫn còn có chút không tin nhưng không dám truy vấn sau đó tần quân liền bắt đầu hướng bọn hắn hỏi thăm những sự tình của đám đại năng kiếp trước cho chuyện thần thoại cố sự chân thực hậu thế đối với bất luận một nhân vật thần thoại nào đều có cách nhìn không đồng nhất chỉ cần ưa thích liền sẽ đem nhân vật thần thoại mình ưa thích thổi đến thượng thiên tính chân thực rất khó xác định hắn tuy rằng thường thường sẽ xem điển tịch trong thần thoại thương thành nhưng cùng ba người triệu công minh tự mình nói khẳng định là có chỗ xuất nhập cái này khiến cho tần quân không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước hắn từng nhìn qua bản tiểu thuyết thần thoại nào đó trong đó đều là các loại đậu đen rau muống có bao nhiêu thổi có thổi minh hà lão tổ có thổi la hầu các kiểu sau đó lại so sánh với thần ma mình thích vô luận tác giả viết như thế nào sẽ luôn có một chút nhị hóa nhảy ra nói tác giả ngươi đến cùng biết có thần thoại hay không còn không cho phép người khác nói ngươi cho rằng mình là đúng đọc tiểu thuyết của người ta chán chê còn quay ra mắng tác giả người ta lúc đó tần quân chỉ muốn cười nhìn cái tiểu thuyết liền thấy được bao nhiêu cuộc cãi vã không phải đem người khác toàn bộ mắng chạy hết ngươi liền sẽ không vui vẻ ngươi không thích nhìn đổi quyền khác là được chửi người khác để người ta thấy ngươi rất có bản sự sao thật sự có bản lĩnh ngươi liền lên trời a à. dù sao hắn cũng thấy quá nhiều hắn đã từng cũng muốn viết tiểu thuyết một lần đáng tiếc sau khi nhìn thấy những tác giả kia khổ bức đăng chương mới mà vẫn bị chửi bới hắn liền từ bỏ ý nghĩ này đối với hắn tới mà nói một ngày viết hai chữ đã là cực hạn của nhân loại một vị tác giả họ nhâm nào đó một ngày viết tám chữ mà còn có người mắng đơn giản giống như phát rồ không có chút nhân tính nào, lúc ấy tần quân bởi vì thích tiểu thuyết của hắn, mà còn cố ý bỏ ra một ngàn khối khen thưởng cổ vũ hắn, hy vọng hắn có thể gánh vác, đừng đột tử. Nhân gian tự có chân tình. Ngay tại thời điểm tần quân lại lâm vào hồi ức ở trái đất kiếp trước, triệu công minh liền trần chờ nói, bệ hạ, khó nói ngươi là có biện pháp đem những người kia tìm đến. Triệu công minh bỗng nhiên có chút hoài nghi, từ nơi sâu xa, hắn sở dĩ đến vì tần quân hiệu lực, không phải là vì tần quân gây nên đáng tiếc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông hệ thống là tồn tại bọn hắn không thể nào hiểu được có thể cho dù là người đã chết cũng có thể nhưng tiêu hao rất nhiều tần quân giả bộ khó xử trần trời nói triệu công minh giật mình cũng đúng thần thông nghịch thiên bực này khẳng định có đại giới cực lớn cho dù là thánh nhân cũng không có loại thủ đoạn này bồ đề tổ sư cùng cường lương cũng lâm vào trong suy tư bọn hắn hiếu kỳ thần thông vô thượng của tần quân đến cùng là cái thần thông gì Hệ thống, triệu hoán phục hy đi, phục hy nhập thánh cảnh viên mãn, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Tần Quân ở trong lòng phân phó, Phục Hy chính là huynh trưởng của Nữ Oa, lại là nhân hoàng đứng đầu Tam Hoàng, đứng hàng hỏa vân động, thu hoạch được công đức cực lớn trở thành Á Thánh. Á Thánh xem chừng đã tiếp cận với thánh nhân rồi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán được Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết. Hệ thống nhắc nhở âm đi theo vang lên, để Tần Quân mỉm cười, đang muốn để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Phục Hy thì lúc này, bỗng nhiên có một thanh lợi kiếm khủng bố phóng tới, mang theo thanh âm phong lôi, xé rách linh khí trong tinh không. Tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, Triệu Công Minh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền móc ra roi sắt bên hông, đúng là la phù tiên của hắn. Vùng roi đập tới, trực tiếp đem thanh lợi kiếm đang phóng tới cực nhanh kia nện đứt. Kẻ xấu phương nào? Cường Lương gầm thét một tiếng, tiếng như huyền lôi, chấn động tinh không. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sợ hãi bởi vì thanh lợi kiếm ban nãy tốc độ ngay cả hắn đều phản ứng không kịp. Nhập thánh. Triệu công minh nheo mắt lại, nhìn về phía sâu trong tinh không. Bồ đề tổ sư ngược lại là vuốt dâu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, bởi vì nhập thánh mảy may không uy hiếp được hắn. Tần quân thì nhíu mày, vì sao lại có cường giả nhập thánh vô duyên vô cớ tập kích bọn họ. Nhập thánh tại cổ tiên tinh vực cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện liền có thể gặp gỡ. Hừ, trách không được tần thiên đế người lớn lối như thế, một tiếng hừ lạnh tràn ngập sát ý từ sâu trong tinh không truyền đến, như là thanh âm từ Cửu U, canh tư, dứt khoát đi, trực tiếp triệu hoán, hừ hừ. Chương 1007, Định Hải Châu thần uy. Bên người có nhập thánh làm bạn, xác thực có tư cách cuồng vọng. Đạo âm thanh giống như đến từ Cửu U kia lần nữa vang lên, rất nhanh, một vệt cầu vòng liền từ sâu trong tinh không phía trước lướt đến, tốc độ cực nhanh, một đường hoành hành vô kỵ, để những ngôi sao dọc đường đều bị nó đụng nát. Triệu Công Minh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chói tai quát một tiếng, "Địa ngục không của, ngươi lại vào, đến, để đại gia ta tiễn ngươi một đoạn đường." Hắn vừa đầu nhập vào dưới trướng Tần Quân, vừa vặn cần một trận chiến kiến công. Nghĩ xong, hắn liền thả người nhảy lên, hướng về phía đạo trường hồng kia bay đi. Hai người tu vị đều là nhập thánh cảnh, tốc độ phi hành cực nhanh, thời gian gần như không đến hai cái hô hấp, khoảng cách giữa bọn hắn liền từ mấy chục vạn dặm co lại thành mấy mét. Triệu Công Minh rốt cục thấy rõ được khuôn mặt của người đến, hắn ăn mặc áo dài kim sắc, eo quấn thắt lưng ngọc, hai tay cách nắm một thanh trường kiếm, tóc hơi có vẻ dài tung bay theo gió, lông mày rất nhạt, lại thêm hốc mắt hãm sâu, cho người ta một loại cảm giác độc ác. Nhập thánh cảnh trung kỳ, Triệu Công Minh trong nháy mắt liền đánh giá ra tu vị của đối phương, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười trào phúng, một roi vung đi. Nam tử mặc áo vàng động dung, trong chốc lát, hắn có thể cảm giác được khí thế của Triệu Công Minh đột nhiên biến đổi, giống như một quả chồi non biến thành đại thụ thương thiên, khí thế bay vọt đến trình độ khủng bố, dọa đến hắn vội vàng huy kiếm ngăn trở. Đường La phủ tiên nện ở trên song kiếm, nam tử mặc áo vàng đồng tử co rụt lại, một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng, để hai cánh tay của hắn chấn động đến bạo máu, thân thể như là tật lùi bay rất ra ngoài. Tốc độ so với lúc đến còn nhanh hơn, Triệu Công Minh còn chưa thu roi, hắn đã bay ra ngoài trăm vạn dặm, nhập vào một ngôi sao so với trái đất còn lớn hơn, bụi đất cuồn cuộn cũng theo đó đi lên. Bá đạo, tranh lệch giữa nhập thánh cảnh viên mãn cùng trung kỳ liền như là rãnh trời, không thể vượt qua, huống chi trong tay Triệu Công Minh còn có La phù tiên phẩm giai cực cao. Tần Quân Khiêu Mi cũng không có kinh ngạc, tự mình để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Phục Hy. Phục Hy, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, tích địa khai thiên thái hạo hoàng thượng đế, thượng cổ thiên hoàng, nhân vương, nhân hoàng, tu vi, nhập thánh cảnh viên mãn. Công pháp, Chu Thiên Bát Quái Công thần thông, nghịch thiên đoán mệnh, chấp trưởng khí vận, diễn họa thiên địa, thiên hoàng chi lực, bát quái chấn thiên, pháp bảo, hà đồ lạc thư, phượng hoàng cầm, thanh thệ thảo, độ trung thành, 69 mắc trị số 100, điếu tạc thiên, tần quân thấy mừng rỡ không thôi, phục hy nếu như khôi phục đỉnh phong, xem chừng hẳn là có tu vị hiển thánh cảnh viên mãn, nhưng hắn chính là á thánh. Lại là thiên hoàng nhân tộc, đoán chừng sẽ tránh thoát hệ thống trói buộc, cho nên tạm thời không thể khôi phục được đỉnh phong a à, vì sao phục hy vừa là thiên hoàng lại là nhân hoàng nhân hoàng không phải là hoàng đế hiên viên sao tần quân chú ý tới thân phận của phục hy trong lòng nghi hoặc hỏi cái gọi là thiên địa nhân tam hoàng là xuất ra từ phong thần diễn nghĩa cùng một số cổ tịch mà tại trong chính sử hoặc là trong những truyền thuyết còn lại nhân hoàng là chỉ phục hy mà ở trong đó phục hy chính là phục hy của các phiên bản thần thoại dung hợp lại tương đương với có ký ức của rất nhiều thế hệ thống giải thích, để tần quân giật mình. Dù sao cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi. Chợt hắn đem lực chú ý đặt ở bên trên chiến đấu phía trước, tên nam tử mặc áo vàng kia đã lâm vào trong tinh cầu, giống như dịch hàn lúc trước, cũng may hắn không có bị thương nặng. Bởi vì đối thủ của hắn không phải hiển thánh cảnh hậu kỳ. Nam tử mặc áo vàng lau đi vết máu trên khóe miệng, trong lòng kinh sợ không thôi, hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương nhiều nhất chỉ là nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhưng lực lượng vừa rồi rõ ràng nói đối thủ còn mạnh hơn đáng giận ta cũng không tin hắn cắn răng đứng dậy pháp lực nổ tung đem bùn đất nham thạch chung quanh nghiền ép dẫn theo song kiếm lần nữa cao tốc lướt đi xuyên thấu qua bụi đất cuồn cuộn hắn đã từng đánh bại cường giải nhập thánh cảnh hậu kỳ từ đó nhất chiến thành danh cho nên mới dám đến giúp dịch hàn báo thù dịch hàn là một trong số ít bạn thân của hắn hai người từng cùng nhau xông qua cấm địa đồng sinh cộng tử hắn vừa nghe nói dịch hàn bị giết tự nhiên tức giận không thôi triệu công minh nhìn thấy hắn vậy mà lần nữa đánh tới lập tức khó chịu, đối phó với một tên gia hỏa nhập thánh cảnh trung kỳ, hắn cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ ra vẻ mình vô năng. Hừ. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên nâng lên, trong chốc lát, cường quang liền từ trong cơ thể hắn tóe hiện, ý thức toàn bộ sinh linh trong tinh không trong nháy mắt hoảng hốt. Hai mắt không cách nào nhìn thấy được, hai lỗ tai không cách nào nghe được âm thanh. Liền ngay cả Tần Quân cũng lâm vào trong hoảng hốt, cho dù là Bồ Đề Tổ sư ánh mắt cũng trống rỗng, chớ nói chi là cường lương cường quang tới nhanh biến mất cũng nhanh một giây sau bọn người tần quân liền khôi phục thần trí hắn dụi dụi con mắt định thần nhìn lại bên trong tinh không nam tử mặc áo vàng đã đầu một nơi thân một nẻo máu tươi phiêu tán mà triệu công minh đã cầm đầu người trên cổ nam tử mặc áo vàng đưa lưng về phía ba người tần quân như là một tôn ma thần hình ảnh phá lệ rung động mới vừa rồi là cái gì cường lương sợ hãi hỏi thời điểm cường quang vừa rồi chiếu rọi hắn cái gì cũng đều không cảm giác được thậm chí không cách nào khống chế được thân thể. Nếu như lúc đó có cường địch tập kích hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bồ đề tổ sư mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn cũng bị, hắn trầm giọng nói, định Hải Châu. Tần quân Long khu chấn động, định Hải Châu có lợi hại như vậy sao? Tuy rằng đã sớm nhớ nhung 24 quả định Hải Châu, nhưng thời điểm chân chính cảm nhận được uy năng của nó, tần quân khắp cả người liền lăng hàn. Nếu như bảo vật này rơi vào trong tay địch nhân, thì hậu quả sẽ lớn tới mức nào? muốn giết ai thì giết. Định Hải Châu là pháp bảo phẩm giai gì? Tần quân hiếu kỳ hỏi. Thế giới này pháp bảo chia làm, hậu thiên pháp bảo, tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, tiên thiên trí bảo, từ thấp đến cao. Nhưng tần quân phát hiện uy năng của tiên thiên trí bảo cũng không tính là quá nghịch thiên. Hắn thấy qua tiên thiên trí bảo cũng chỉ có bảo liên đăng, có lẽ là bởi vì dương thiền tu vị vốn không được coi là quá cao, cho nên không thể phát huy toàn bộ uy lực của bảo liên đăng. Bảo Liên Đăng tuy mạnh, nhưng so với Định Hải Châu khẳng định có tranh lệch. Đối với pháp bảo của nhóm thần ma, nhất là thần ma đại la cảnh trở lên, hắn tự nhiên sẽ không thể mặt dạn mày. Giày đi xin pháp bảo, bởi vì pháp bảo đẳng cấp cao thường thường sẽ bị bọn hắn dùng tinh huyết tế luyện, nếu như giao cho người khác, chiến lực sẽ tổn hao cực nhiều. Dựa theo cái thế giới này, hẳn là tiên thiên chí bảo đi, đã cực hạn tiếp cận với hỗn độn linh bảo. Bồ đề tổ sư ngưng trọng nói, trong lòng thầm nghĩ, định Hải Châu quả nhiên danh bất hư truyền hỗn độn linh bảo tần quân bắt được một cái từ mới phía trên tiên thiên trí chí bảo chính là hỗn độn linh bảo sao mặt khác trong tay hắn có ba cái hậu thiên trí bảo theo thứ tự là thiên thủy ngọc thâm uyên kim trạc minh vương liêm đều là hắn tại huyền đương đại thế giới tịch thu được đáng tiếc tu vị quá thấp nên không cách nào phát huy được hiệu quả chân chính của nó thiên thủy ngọc có thể khắc chế liệt diễm toàn thiên hạ thuộc về pháp bảo công cộng của đại tần thiên đình ai cần đều có thể xin nhưng nhất định phải trả lại về phần thâm uyên kim trạc Minh Vương Liêm, thì bị hắn thu hồi, đặt ở trong thần thoại không gian. Ngày sau cần phải hướng bồ đề lĩnh giáo một phen thật tốt. Tần quân sờ cầm suy tư, xem ra huyền đương đại thế giới xa xo, với bên trong tưởng tượng của hắn còn muốn thần bí hơn. Truyền thuyết nhóm thần tiên đầu tiên của nhân tộc, chính là xuất ra từ huyền đương đại thế giới, tại trước khi thánh đình thành lập, nhân tộc đã được sinh ra, đây chính là một đoạn năm tháng cực kỳ dài. Lúc này, triệu công minh liền dẫn theo đầu của nam tử Kim y bay trở về, Người này vẫn còn chưa chết, tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu, nhưng hai mắt vẫn oán độc nhìn chằm chằm Triệu Công Minh, cực kỳ dọa người. Ngươi là người phương nào? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, đây chẳng lẽ là người của Phong gia? Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 2011, các đạo hữu nên bớt lên mạng mà dành ra ít phút chúc mừng cho đấng sinh thành đi nào. Chương 1008, phục hy giận đối cường lương. Tần Thiên Đế, các ngươi giết bạn của ta, các ngươi sẽ chết không yên lành. Nam tử mặc áo vàng giận mắng, cho dù chỉ còn lại có một cái đầu, tên này vẫn có cốt khí, tựa hồ không sợ chết. Tần Quân khiêu mi cười nói, "Cho nên ngươi là đến bồi táng cùng bạn bè của mình sao?" Triệu Công Minh khinh thường cười một tiếng, chào phúng nói, "Không biết tự lượng sức mình." Đối mặt với ngôn ngữ nhục nhã của hai người, nam tử mặc áo vàng kém chút bị tức chết, hai mắt chảy rộng tơ máu, tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. "Ta chính là vệ nhạc, sư tôn ta là kiếm thần Dương Bắc Minh!" coi như ta đánh không lại các ngươi, sư tôn ta cũng sẽ giúp ta ra mặt." Nam tử mặc áo vàng lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện còn nhe răng cười, phảng phất như đã thấy được tràng cảnh của bốn người Tần Quân bị Dương Bắc Minh đánh chết. Kiếm thần Dương Bắc Minh, Tần Quân Khiêu Mi, đây chính là một tôn nhân vật phong vân trong tinh không, hắn không thuộc về cổ tiên tinh vực, nhưng tiếng tăm của hắn thì đã vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Ước vạn kiếm hà độ tinh không, kiếm đạo như thần Dương Bắc Minh, vị này chính là kiếm tu chân chính mạnh nhất trong vũ trụ so sánh với hắn, kiếm chủ ngay cả tư cách sách giày cho hắn cũng không được. Dương Bắc Minh không biết sống bao lâu, liền ngay cả thương hoa tiên tôn cũng khó mà nhìn theo bóng lưng của hắn, từng nhiều lần thua ở trong tay Dương Bắc Minh. Trách không được tên gia hỏa tự xưng là vệ nhạc này lại không có sợ hãi như thế. Dương Bắc Minh uy vọng tuyệt đối khủng bố, phàm là người cùng Dương Bắc Minh có quan hệ đều không đơn giản, tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng không dám đắc tội. Thế nào, biết sợ rồi sao? vệ nhạc nhìn thấy tần quân không nói lời nào khí diễm càng thêm phách lối tần quân im lặng đối với triệu công minh phân phó giết hắn đi tên này chỉ còn lại một cái đầu cũng dám phách lối quả thực là heo tuân lệnh triệu công minh gật đầu trực tiếp ném ra đầu lĩnh của vệ nhạc la phù tiên co lại sau đó tại chỗ đánh nổ chết đến mức không thể nào chết thêm nhưng một giây sau tần quân lại nhíu mày bởi vì nguyên thần của vệ nhạc chưa từng xuất hiện hắn cũng không tin cường giả như hắn cứ như vậy liền chết đi Tần Thiên Đế, ngươi giết phân thân của ta, thù này không đội trời chung, đợi bản tôn của ta tiến về cổ tiên tinh vực, tất sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng cười lạnh của vệ nhạc vang vọng trong tinh không, sát ý trong lời nói cơ hồ khiến cho tinh thần trong tinh không cũng đình trệ bất động. Tần Quân nghe được lập tức nheo mắt lại. Vẻn vẹn chỉ là phân thân liền có tu vị nhập thánh cảnh, không hổ là đệ tử của Dương Bắc Minh, xác thực lợi hại. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh kiếm cuồng chi nộ nhiệm vụ tường tình, đệ tử kiếm thần vệ nhà ghi hận lên chủ ký sinh, không giết chủ ký sinh thể không bỏ qua, nếu như chủ ký sinh đem hắn đánh giết, sẽ thu hoạch được một lần chiêu mộ hiền năng, một lần triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Kiếm cuồng, tần quân khịt mũi coi thường, mặt hàng này cũng xứng xưng là kiếm cuồng sao. Oan oan tương báo biết khi nào mới xong. Bồ đề tổ sư vuốt dâu cảm thán, đối với biểu hiện này của hắn, Triệu Công Minh cùng Cường Lương đều không ưa, bọn họ đều là người chém giết quả quyết, ai chọc bọn hắn, bọn hắn sẽ gấp 10 lần trả lại. Ngay tại thời điểm tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì lại có một cỗ khí tức mạnh mẽ truyền đến. Cường Lương giận mắng, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Nhập Thánh thay nhau xuất hiện, lúc nào Nhập Thánh lại có nhiều như vậy? Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên nheo mắt lại, Triệu Công Minh thì nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được đối phương cực mạnh, thậm chí không kém hơn hắn. Tần quân nghe được, liền nhích lông mày, chẳng lẽ là Phục Hy tìm tới. Phục Hy là người phương nào, con cháu hoa hạ không ai là không biết. Trong thần thoại hắn là huynh trưởng của nữ oa người sáng lập ra nhân tộc, là thiên hoàng đứng đầu tam hoàng, bên trong chính sử thì hắn là nhân vương. Bên trong thần thoại hồng hoang, hắn chính là một trong những cự kình yêu tộc, có thể cùng đông hoàng thái nhất, đế tuấn, côn bằng sánh vai. Tuyệt đối là đại năng đỉnh tiêm, ngay tại thời điểm tần quân đang âm thầm chờ mong, thì một tên nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại ngoài ngàn mét, hắn người mặc khắc bào khuôn mặt mang theo tăng thương bộ dáng như là ba bốn mươi tuổi tóc dài xõa trên vai chỉ nhìn thoáng qua còn tưởng rằng là vị ma tôn kia giá lâm khí tức khiếp người cùng hai con người lạnh lùng để triệu công minh tùy thời chuẩn bị chiến đấu phục hy cường lương cắn răng hét lên thập nhị tổ vu bọn hắn năm đó cùng một chỗ bức tử phục hy sau đó nữ oa lấy yêu khu của phục hy luyện chế thành đồ vu kiếm giao cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đồ vu kiếm đối với vu tộc có hiệu quả khắc chế cực lớn phóng đại khí diễm của yêu tộc. Cho nên về sau, Phục Hy mới mượn quan hệ với nữ oa, chuyển thế thành thiên hoàng của nhân tộc, hưởng thụ công đức lực. Đồ vu kiếm ngày sau cũng thay đổi thành hiên viên kiếm, hoàng đế hiên viên chính là bằng vào hiên viên kiếm khuất nhục đại vu si vưu. Cửu nhân gặp mặt, liền hết sức đỏ mắt. Phục Hy sắc mặt cũng trong nháy mắt âm lãnh xuống, lạnh giọng nói, cường lương, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên xuất ra một thanh trường cầm hỏa hồng, chính là pháp bảo phượng hoàng cầm của hắn, hậu thế xưng là phục hy cầm. Triệu công minh trong lòng lắc một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin tưởng. Phục hy làm sao cũng xuất hiện ở đây. Bồ đề tổ sư biểu lộ lập tức cổ quái, vô ý thức nhìn về phía tần quân. Chỉ nghe tần quân vội vàng đuổi nói, các ngươi muốn làm cái gì vậy? Ân oán kiếp trước, các ngươi còn muốn lại dẫm lên vết xe đổ trước kia sao? Tốt xấu gì Phục Hy cùng cường lương đối với hắn vẫn có độ trung thành, cho nên không có lập tức xuất thủ, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi. Tần quân đối với cường lương nói, quên chấm từng nói qua gì với ngươi rồi sao, chấm không hy vọng ngươi vì báo thù mà sống, vì bàn cổ phục sinh mà sống, chấm hy vọng ngươi đi theo chấm, một mực leo lên bên trên, leo lên đỉnh phong vô địch chân chính. Cường lương sắc mặt âm tình biến ảo, sau đó trầm mặc xuống, triệu công minh thì bị lời nói này làm xúc động đến. Vì đạt tới vô địch mà sống, tần quân quay đầu nhìn về phía phục hy nói, thân phận yêu tộc chính là bao nhiêu đời trước kia của ngươi, ngươi đã không phải là là yêu tộc hy hoàng nữa, mà là thiên hoàng của nhân tộc, trong đại kiếp, ai cũng thân bất do kỷ, ngươi thân là Á Thánh, cũng đã nhìn thấu được điểm này đi. Tê liệt, làm sao lại quên cường lương cùng phục hy có thủ cái gốc dạ này? Tần quân trong lòng ảo não, hiện tại cường lương khẳng định sẽ bị phục hy treo lên đánh như đánh chó, hắn cũng không muốn còn chưa tới cổ tiên giới, phục hy liền đem cường lương giết chết. Bệ, hạ nói chí phải, kiếp trước liền như là mây khói trôi qua, không cần so đo nữa. Bồ đề tổ sư cũng đi theo lên tiếng, hắn mơ hồ tiết ra một tia khí tức, để phục hy biến sắc. Khí tức của hiển thánh cảnh. Phục hy đỉnh phong ở kiếp trước cũng từng đạt tới hiển thánh cảnh, đối khí tức của hiển thánh vô cùng quen thuộc. Hắn không khỏi dò xét bồ đề tổ sư, rất ngạc nhiên lai lịch của bồ đề tổ sư. Cường lương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi buông ra song quyền đã nắm chắc lại. Triệu công minh một mặt biểu lộ xem trò vui, ở đây ngoại trừ tần quân ra, tất cả đều là tiền bối của hắn, nhìn thấy bầu không khí giữa các tiền bối khẩn trương, hắn ngược lại có chút hưng phấn. Nhìn lấy song phương dần dần trở nên bình tĩnh, tần quân mới cười nói, đi thôi, tiếp tục lên đường. Có các ngươi tương trợ, cái gì tiên tôn, cái gì kiếm thần đều là phù vân. Phục hy khẽ gật đầu, cường lương hừ lạnh một tiếng, đi đến nơi hẻo lánh trên phất trần, nằm xuống tiếp tục ngủ, trong chốc lát tiếng ngáy liền vang lên. Bồ đề tổ sư mỉm cười, điều khiển phất trần tiếp tục hướng về phía cổ tiên giới bay đi vùng này ngược lại là không có sinh linh đi ngang qua cho dù có đoán chừng cũng bị khí thế của vệ nhạc lúc trước dọa chạy một vị hiển thánh cảnh hậu kỳ hai vị nhập thánh cảnh viên mãn một vị nửa bước nhập thánh tần quân tuy rằng chỉ dẫn theo bốn người thế nhưng lại tương đương với mang theo một chi thế lực đỉnh cấp phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ tiên tinh vực thế lực có thể xuất ra đội hình dạng này căn bản không có cho dù là thương hoa tiên tôn cũng không được Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 2011, các đạo hữu nên bớt lên mạng mà dành ra ít phút chúc mừng cho đấng sinh thành đi nào. Chương 1009, Phong Vũ nổi lên. Tinh không bình tĩnh lần nữa bị một đạo tin tức kình bạo quấy lên phong vân. Thủ hạ của Tần Thiên đến độ sát phân thân của kiếm cuồng. Lúc đó, khí tức của hai vị nhập thánh, thế nhưng là kinh động đến không ít sinh linh nơi xa, đối thoại của bọn họ cũng không có cố ý giảm xuống âm lượng, cho dù các sinh linh không có tới gần, cũng có thể ở phương xa nghe được, tin tức một khi truyền ra liền cấp tốc bị vô số thế lực đồn thổi, tinh không hạo hãn, có biết bao nhiêu sinh linh, có biết bao nhiêu chủng tộc, huyền đương đại thế giới chỉ là một giọt nước trong biển rộng mà thôi. Tần Thiên Đế đến cùng là người phương nào? Kiếm Cuồng vệ nhạc cùng Dịch Hàn là chi kỷ, truy sát Tần Thiên Đế là chuyện hợp tình hợp lý, chỉ là không nghĩ tới hắn lại bị phản sát. Tần Thiên Đế cái tên này là muốn nổi tiếng tinh không a? À? nhuệ khí quá đáng, trong khoảng thời gian ngắn đắc tội nhiều phe thế lực như vậy đoán chừng không qua bao lâu liền sẽ bị cường giả chân chính diệt trừ. Ta cũng cho rằng như thế, tần thiên đế quá ngông cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ chết yểu. Vô số thế giới, vạn pháp đảo đều đang nghị luận việc này, tinh không vĩnh viễn không bao giờ tịch mịch, luôn có một số người hoặc sự tình có thể để, cho chúng sinh đem làm đề tài nói chuyện. Đầu tiên giết phong ô hằng, dịch hàn, sau đó lại chảm phân thân của kiếm cuồng. Yêu nghiệt hoành không xuất thế, để người nghe đều hiếu kỳ, Cùng lúc đó, tần quân đang nhàm chán xem thần thoại thương thành, cũng chú ý tới danh khí trị của mình đang bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Vì để đại tần thiên đình cường đại, hắn cơ hồ đã đem danh khí trị tiêu xài hầu như không còn, nhưng bây giờ lại trực tiếp nhảy lên con số chục tỷ, còn lấy tốc độ cực kỳ kinh người tăng vọt, nhìn tốc độ tăng của nó, liền lần nữa đột phá trăm tỷ cũng chỉ cần mấy ngày. Chẳng lẽ trận chiến ba ngày trước đã bị truyền ra? Tần quân buồn bực thì thào, cũng may hắn có thói quen hay nói một mình, cho nên bốn người bồ đề tổ sư cũng không có nghi hoặc bởi vì hắn đột phá thái ất tán tiên cảnh cho nên tốc độ phất trần phi hành đã tăng gấp bội tốc độ cao nhất lái về phía cổ tiên giới chùm ánh sáng sâu trong tinh không kia đã rất lớn như là hạo nhật sau khi nhìn danh thấy khí trị trong chốc lát tăng vọt tần quân lại lần nữa ngồi xếp bằng tiếp tục luyện công phục hy cùng cường lương ngồi tại nơi hẻo lánh hai bên triệu công minh thì ngược lại là cùng bồ đề tổ sư tới gần mà ngồi nhẹ giọng luận đạo Tuy rằng triệu công minh tu vị thấp hơn bồ đề tổ sư, nhưng hắn chính là tình anh của tiệt giáo, rất được thông thiên giáo chủ thưởng thức, thiên phú xuất chúng, cho nên lý giải đối với đạo Pháp cũng rất tốt, để bồ đề tổ sư đối với hắn lau mắt mà nhìn. Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, để phục hy tâm lý một mực ngứa ngáy. Đại khái đi qua nửa ngày, phục hy rốt cục cũng không nín được, gia nhập vào, cùng bồ đề tổ sư, triệu công minh cùng một chỗ luận đạo. Tần quân gặp cảnh này, sau đó liền chủ động hướng cường lương tới gần hắn không thể để cho cường lương bị đội ngũ cô lập. Cường lương, chẳng muốn đi con đừng lấy lực chứng đạo, muốn thỉnh giáo người một phen. Tần quân ngồi ở bên cạnh cường lương nói ra. Tầng thứ năm pháp thiên tượng địa của bất diệt thánh thân đã bị hắn tu thành. Tầng thứ sáu chính là lấy lực chứng đạo, chứng chính là thánh nhân đạo. Tại cửa khẩu đột phá, tâm pháp tầng thứ năm, ghi chép rất nhiều luyện thể chi pháp. Cái gọi là lấy lực chứng đạo, chính là lấy pháp lực vô thượng hoặc là lực lượng thân thể, đột phá gông xiềng thiên đạo, thành tựu thánh nhân thánh nhân dạng này so với thánh nhân công đức thánh nhân tam thi đều mạnh hơn trong thần thoại hoa hạ cũng chỉ có một vị chính là bàn cổ cự thần đi con đường này cuối cùng khai thiên tích địa thân hóa vạn vật tần quân thậm chí suy đoán thiên đạo chính là do ý chí của bàn cổ biến thành về sau lại để cho hồng quân hợp thiên đạo trở thành người phát ngôn của thiên đạo cường lương vốn là nhàm chán đến phát bực nhất là nhìn thấy phục hy cùng bồ đề tổ sư trò chuyện với nhau rất vui vẻ tâm tình liền có chút cô đơn nhìn thấy tần quân đến thỉnh giáo hắn hắn nội tâm liền không khỏi ấm áp hắn là tổ vu cũng không phải ngốc đại cá tử vu tộc tại dưới sự chỉ huy của tổ vu thống trị đại địa hồng hoang tổ vu tài năng khẳng định xuất chúng tần quân hảo ý hắn tự nhiên có thể nhìn ra được cường lương cười nói sau đó liền bắt đầu đem phương pháp luyện thể của vu tộc êm tai nói ra thời gian liền tại trong lúc bọn hắn giao lưu trôi đi cổ tiên giới núi cao liên miên vô số con sông lớn thuận theo vách núi chảy xuống Sông lớn nơi này nói ít cũng rộng ngàn trượng, khí thế bằng bạc, sinh linh dưới thái ất cảnh nếu như rơi vào trong đó, khẳng định không chết cũng trọng thương. Tại bên cạnh một đầu sông lớn, từng tòa nhà lầu xây dựng phía trên vách núi đá, thác nước chạm phải đá, bọt nước vỡ tan hình thành hơi nước tràn ngập phía trên quần lâu vũ này, khiến cho chúng nó như ẩn như hiện, tựa như hải thị thận lâu. Trong đó một tòa lầu cắt cao tới 10 trượng, ba tên nam tử chính là đang ngồi vây quanh một cái bàn, mùi thơm ngát khiến cho người ta tâm thần thanh thản tỏa khắp trong phòng bên cửa sổ còn có năm cái tiểu điều đang nức tiếng hót. Phong huynh, tần thiên đế phong mang quá thịnh, sự tình báo thủ không thể gấp, sao không đợi lúc bản tôn của kiếm cùng tìm tới tần thiên đế, lại ra tay. Một tên bạch y nam tử khẽ cười nói, hắn khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, một sợi tóc trắng từ cái chán rũ xuống, ngăn tại trước má trái, trên thân tản ra một loại khí chất nho nhã. Nghe vậy, lão giả bên tay trái hắn liền đặt chén trà xuống, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mọc ra một đôi con mắt như ưng, Tròm dâu dê hơi phiêu động, hắn thở dài một hơi nói, phong càn khúc ta từng thể sẽ bảo vệ tốt con cháu phong gia. Hiện tại nhị đệ của lão phu đã chết, lão phu lại chỉ có thể ngồi ở chỗ này ai? Hắn chính là gia chủ phong gia, phong càn khúc, tu vị đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Một tên nam tự áo lam khác gửi nói, phân thân của kiếm cuồng thế nhưng là nhập thánh, ngươi không nên bị cửu hận che kín hai mắt. Đa tạ lý huynh, mã huynh khuyến cáo. Phong càn khúc cảm thán nói, đang khi nói chuyện liền nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Bạch Y Nam tử chính là gia chủ Lý gia ở cổ tiên giới, Lý Phong Hoa, tu vị Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn. Còn nam tử áo lam thì là gia chủ Mã gia ở cổ tiên giới, Mã Hạ, đồng dạng cũng là Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn. Tại bên trong cổ tiên giới, có không ít gia tộc sẽ để cho tộc nhân trẻ tuổi kết thân, một đời tiếp một đời, hai bên cùng ủng hộ, Phong gia, Lý gia cùng Mã gia chính là như thế. Tiên tôn còn đang bế quan, huyền hư thập nhị tôn giả thâu nguyệt giáo tôn cũng chưa từng xuất hiện tay môn ngục của thương đình lại chết thảm sợ là mạch nước ngầm bắt đầu phun trào rồi gia tộc ba người chúng ta cần phải đoàn kết một lòng mới được lý phong hoa nhẹ giọng nói ngữ khí bình thản tựa như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ nhưng mày kiếm của hắn lại là nhíu chặt tam đại bá chủ của cổ tiên giới gần nhất đều bình tĩnh đến đáng sợ thương hoa tiên tôn càng là bởi vì cùng cường giả bí ẩn phong oa đại chiến một trận liền bế quan mấy chục năm vẫn không có xuất quan không chỉ có bọn hắn mà gia tộc cùng tông môn khác cũng phát giác được không thích hợp cho nên gần nhất liền nhao nhao đem đệ tử bên ngoài triệu hồi trở về mã hạ lưng hùm vai gấu đem áo lam chống phình lên một mặt hung tướng nhưng vừa nghe đến lý phong hoa trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ sầu lo cổ tiên giới đã bình tĩnh vài vạn năm dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng đoán chừng lại phải phát sinh đại sự gì đó rồi nghe nói tần thiên đế giống như đang hướng về cổ tiên giới bay đi phong cản khúc ánh mắt lấp lóe nói ra tên này đầy trong đầu đều là suy nghĩ nên báo thù như thế nào những cái đại năng giả kia hắn cũng lười quan tâm hỏi tới nếu như hắn biết được huyền hư thập nhị tôn giả thâu nguyệt giáo tôn cùng tây môn ngục đều chết tại trong tay tần quân thì khẳng định sẽ bị hù chết sau đó liền không dám lại tìm tần quân báo thù chớ nhìn phong ra bọn họ tại cổ tiên giới lẫn vào không tệ nhưng cùng huyền hư môn thâu nguyệt giáo cùng thương đình so sánh căn bản liền không đáng giá được nhắc tới không chỉ có tần thiên đế mà nam tố tiên tử từ tử huyền, an như mệnh đám thiên kiêu kia không biết vì nguyên nhân gì mà cũng đang hướng cổ tiên giới chạy đi. Lý Phong hoa ngữ khí trở nên có chút ngưng trọng, hắn càng nghĩ càng sợ hãi, luôn cảm thấy cổ tiên giới sẽ phát sinh đại sự. Chương 1010, Thương Lang bối cung an như mệnh. Ba vị gia chủ tại trong lầu các thảo luận nửa ngày, cuối cùng liền đưa ra quyết định trước khi biết tiên tôn xảy ra chuyện gì, liền không cho phép đệ tử gia tộc lại đi ra ngoài. Về phần cừu hận giữa Phong gia cùng Tần Thiên đế, chỉ có thể tạm thời kiềm chế tuy rằng phong càn khúc không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể coi như thôi nếu không có lý do cùng mã ra trợ giúp thì đừng nói là tần thiên đế mà chỉ cần gia tộc khác cùng phong ra có thủ tiến công hắn cũng đều đánh không lại phong ô hằng dù sao cũng là đại la thủy tiên lúc ấy cũng mang theo không ít cường giả phong ra vốn là đi làm nhiệm vụ kết quả nửa đường bị chuyện xấu từ cháu của hắn rước lấy cường địch đợi lý phong hoa cùng mã hạ rời đi về sau phong càn khúc liền đứng tại bên trong hành lang bên ngoài lầu cát quan sát hồ nước to lớn phía dưới bị hơi nước tràn ngập, ánh mắt tràn đầy hận ý. Tần Thiên Đế, lão phù không giết ngươi, thể không làm người. Phong Càn Khúc tự lẩm bẩm, đáng tiếc hắn thực lực quá yếu, ngay cả tư cách để Tần Quân phát động nhiệm vụ đều không có, muốn giết Tần Quân liền khó như thành thánh. Cổ tiên giới rộng rãi vô biên, phong gia chỉ là một góc của sơn băng. Hắn hận Tần Quân, nhưng mà Tần Quân căn bản lại không có đem phong gia bọn hắn để ở trong lòng, mục tiêu của hắn là toàn bộ cổ tiên giới, phía trước chính là cổ tiên giới. Tần quân híp mắt nói, để bồ đề tổ sư, phục hy, triệu công minh cùng cường lương đều đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy tinh không phía trước bị thất thải hào quang chiếu dọi toàn bộ, vô số tinh thần, phù đảo rực rỡ muôn màu. Tại đằng sau chúng nó là một tòa đại lục vô cùng bát ngát, tựa như mặt trời đang phát sáng. Hưu, 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 bốn phương tám hướng chuyển đến tiếng xe gió, chỉ gặp từng chiếc từng chiếc pháp thuyền, pháp bảo phi hành đang hướng cổ tiên giới bay đi cũng không ít sinh linh từ cổ tiên giới bay ra ngoài, theo khoảng cách càng gần, bọn hắn nhìn thấy sinh linh càng nhiều. Giống như quần phong hội tụ, có pháp thuyền vĩ ngạn dài đến vạn trượng như là tinh không cự thú chạy qua, cũng có kiếm tu ngự kiếm phi hành, phong thái tiêu sái, càng có cường giả đạp ánh sáng mà đến, khí thế bức người. Ngao ô một đạo tiếng sói chu dung động tinh không chuyển đến, để bọn người tần quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trái sâu trong tinh không chạy tới một đầu tông lang, đôi mắt tinh hồng, thân hình dài đến ngàn trượng, cõng một tòa cung điện kim bích huy hoàng, như là gánh vác một tòa núi cao. Tông Lang chạy như điên, lông mao thật dài đi theo đong đưa, cho Sinh Linh phía trước tạo thành cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Nhập Thánh." Triệu Công Minh nhẹ nói nói, để Tần Quân khóe miệng giật một cái. Tại sao lại gặp được Nhập Thánh? Đời trước của hắn đỉnh phong mới là Nhập Thánh, khó nói hiện tại Nhập Thánh đã nhiều như chó, đi đến chỗ nào cũng đều có thể gặp được. Tần Quân tâm tình có chút buồn bực, đầu Tông Lang to lớn trở theo cung điện hoàng kim kia cấp tốc hướng cổ tiên giới chạy đi cả kinh sinh linh dọc đường nhao nhao né tránh đây là đầu sói gì khí thế thật mạnh chẳng lẽ là hắn thương lang bối cung an như mệnh an như mệnh chính là vị thiên kiêu đã từng khuất nhục từ tử huyền sao an như mệnh không phải là thiên kiêu của những tinh vực khác xoa vì sao hắn lại đến cổ tiên giới không thích hợp gần nhất giống như có không ít thiên kiêu đến cổ tiên giới sinh linh nghị luận ẩm ý bọn hắn đều không có tận lực hạ giọng khiến cho năm người tần quân cũng nghe được thiên kiêu an như mệnh tần quân nheo mắt lại tính toán lại hắn đã gặp được ba tên thiên kiêu theo thứ tự là nam tố tiên tử từ tử huyền cùng vị an như mệnh này dưới tình huống bình thường thiên kiêu đều như thần long kiến thủ bất kiến vĩ thỉnh thoảng sẽ gặp được nhưng tình huống để mấy vị thiên kiêu tể tụ đều rất ít nói rõ cổ tiên giới có đại sự gì sắp phát sinh tiếp tục đi tới đi thiên kiêu mà thôi cũng không phải lão quái vật Tần Quân cười nói, "Thiên Kiêu đạt tới nhập thánh cảnh khẳng định đều không đơn giản, bên trong Thiên Kiêu bảng Tam Thiên có mấy ngàn tên thiên kiêu, không có hạn chế nhân số cụ thể, chỉ cần đạt tới loại tư cách nào đó liền sẽ nhập bảng. Dựa theo hắn đánh giá, thiên kiêu mạnh nhất đỉnh phá thiên cũng chỉ là nhập thánh cảnh viên mãn. Bởi vì thiên kiêu bảng còn có một cái điều kiện kiên quyết, đó là dưới 100.000 tuổi, tại trong vũ trụ tinh không, 100.000 năm đối với một tên cường giả tới mà nói cũng không tính dài, thậm chí có đại năng bế quan mấy chục vạn năm." Đại mộng thiên thu, một trăm ngàn năm liền hiển thánh, là không thể, vô luận thiên tư mạnh cỡ nào. Chỉ ít tần quân tìm không ra, vô luận là trong thần thoại hay vẫn là kiến thức kiếp trước, đều chưa bao giờ gặp qua. Vị thiên kiêu này tu vị đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ, xác thực yêu nghiệt. Bồ đề tổ sư một bên thao túng phất trần phi hành, một bên cười nói. Hắn cũng từ trong miệng tần quân biết được thiên kiêu bảng tam thiên, dùng thời gian vài vạn năm đột phá nhập thánh cảnh trung kỳ, tuyệt đối là yêu nghiệt. Vũ trụ tinh không mơi này vô cùng lớn, thậm chí so với đại địa hồng hoang kiếp trước còn muốn lớn hơn, yêu nghiệt nhiều cũng rất bình thường. Triệu công minh cười nói, cùng bệ hạ so ra vẫn là kém xa, bệ hạ không đến 20 tuổi liền thành tựu thái ất tán tiên, vạn cổ vô song A. À. Tần quân tức giận nói, đừng thổi phồng chẫm lại thổi, chẫm liền muốn bành trướng A. À. Ha ha ha, mọi người đều là cười ha ha, bầu không khí rất nhẹ nhõm, cho dù xuất hiện một tên thiên kiêu, cũng không cách nào mang đến áp lực cho bọn hắn. Phục Hy cùng Cường Lương quan hệ trong những ngày này cũng có chỗ hỏa hoãn, mặc dù không có vẻ mặt vui cười đón lấy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ giao lưu vài câu. Tiếp tục đi tới, tuy rằng đã thấy hình dáng tráng lệ của cổ tiên giới, nhưng bọn hắn vẫn y nguyên cách nhau rất xa. Đại khái dùng nửa canh giờ, bọn hắn mới rốt cục bay vào cổ tiên giới. Cổ tiên giới giống như vạn pháp đảo, bên ngoài đều thiết lập tường thành, ra vào đều cần kiểm tra. Khác biệt chính là, tường thành cổ tiên giới là từng cái pháp trận dính liền nhau, lấy hàng ngàn hàng vạn tòa phi đảo làm trung tâm lôi điện tương liên quấn thành một vòng có sinh linh muốn từ bên trên vụn trộm bay vào kết quả sẽ bị một tầng lưới điện nhàn nhạt cản lại toàn thân thiêu đến cháy đen kém chút thân tử pháp trận này rất tinh diệu không phải nhập thánh viên mãn là không thể mạnh mẽ xông vào phục hy nhìn qua tầng lưới điện kia cười nói hắn không chỉ tinh thông bát quái mà còn hiểu trận pháp yêu tộc hồng hoang chu thiên tinh đấu đại trận cùng hỗn nguyên hà lạc đại trận đều có công lao của hắn nhập thánh viên mãn. Tần Quân nheo mắt lại, xem ra Thương Hoa Tiên Tôn lại mạnh lên. 13 vạn năm trước hắn nhưng không có pháp trận bực này thủ hộ cổ tiên giới. Rất nhanh, bọn hắn liền đi đến trước một tòa phi đảo, giờ phút này đang có rất nhiều sinh linh lơ lửng xếp hàng, như là một đầu trường long. Bệ hạ, muốn trực tiếp giết đi vào hay không? Triệu Công Minh nhếch miệng nhe răng cười nói, nếu như chỉ có một mình hắn thì khả năng sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng có cường lương, phục hy cùng Bồ Đề Tổ sư tại, cổ tiên giới hoàn toàn chính là đồ vật trong túi để bọn hắn dò xét. Đừng hoảng hốt, trước đi vào chơi đùa một chút đi. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, thiên kiêu liên tiếp tiến về cổ tiên giới. Rất rõ ràng bên trong cổ tiên giới có đồ vật hấp dẫn thiên kiêu, hắn tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Huống hồ, phá cổ tiên giới hắn cũng không vội. Cho nên bọn hắn liền bắt đầu xếp hàng chờ đợi, nơi xa trên lưng đầu thương lang dài đến ngàn trượng kia, cửa lớn của cung điện Hoàng Kim bỗng nhiên mở ra thiên kiều an như mệnh chậm rãi đi ra đứng tại trên cầu thang trước cổng chính hắn quan sát phi đào phía dưới trên khuôn mặt lạnh lùng không lộ ra vẻ gì một thân áo đỏ trên chắn mang theo một cái ngọc quan hai sợi tóc giải thuận theo phía trên ngọc quan rũ xuống ở trước mắt tung bay theo gió an như mệnh thiên kiêu nổi danh cùng nam tố tiên tử đương nhiên nếu như đem hắn so sánh cùng nam tố tiên tử thế nhân đều sẽ cho rằng an như mệnh mạnh hơn nam tố tiên tử tiếng tăm tên tuổi một bộ phận rất lớn là đến từ mỹ mạo Cổ tiên giới, ta ngược lại là muốn xem xem, thiên phôi trong truyền thuyết này đến cùng có bao nhiêu lợi hại." An Như Mệnh nhẹ giọng thì thào, trong lời nói tràn đầy tự tin, cho dù đã biết nam tố tiên tử cùng Từ Tử Huyền sẽ đến, hắn cũng không lo lắng. Chương 1011, thần tượng trưởng tham thương. An Như Mệnh liền tựa như thần chi nhìn xuống phía dưới, để các binh sĩ thủ quan trên phi đảo mồ hôi lạnh lâm ly. Thiên kiêu trong tinh không đại biểu cho một sự uy hiếp, không chỉ có thực lực, mà còn có tông môn thế gia phía sau hắn mỗi một vị thiên kiêu phía sau khẳng định đều đứng một tôn quái vật khổng lồ, vì hắn vận chuyển tư nguyên, trợ giúp hắn dùng hết khả năng trưởng thành, mà thiên kiêu trưởng thành chính là bảo hộ giả bảo vệ mạnh mẽ nhất thế lực, đời đời kiếp kiếp, cam đoan thế lực đời đời bất hủ. Cổ tiên tinh vực tuy rằng có không ít thiên kiêu, nhưng thiên kiêu có thể cùng an như mệnh sánh vai đã ít càng thêm ít. Các sinh linh trước phi đảo nhao nhao tản ra, không dám cản an như mệnh nhập giới. An như mệnh thả người vọt lên, bạch y tung bay tựa như giật tiên rơi xuống rơi lên trên phi đảo trên mỗi một tòa phi đảo đều có một tòa cơ quan thành to lớn tương đương với lối vào cổ tiên giới nhập giới cần bao nhiêu linh thạch an như mệnh dạo bước hướng thành môn đi tới âm thanh dẫn đầu truyền vào trong tay mấy trăm tên binh lính trong cơ quan thành một tên nam tử người mặc khôi giáp đứng ở phía trên cửa thành cố giả bộ chấn định cười nói nếu là thiên kiêu thì không cần linh thạch xin mời vào tinh vực của an như mệnh cùng cổ tiên tinh vực quan hệ rất tốt bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản. Nếu là thiên kiêu từ tinh vực thù địch thì một khi bị phát hiện thì sẽ là giết chết bất luận tội. An như mệnh biểu lộ lạnh lùng, cũng không có nói gì, trực tiếp liền đi vào bên trong, đồng thời lưới điện ở trên phi giảo cũng cấp tốc mở ra một cái động lớn, đầu thương lang cõng cung điện hoàng kim của An như mệnh, cũng cấp tốc bay vào bên trong cổ tiên giới. Một màn này để không ít sinh linh nghị luận ẩm ý. Không hổ là An như mệnh, khí độ này đúng là thường nhân khó có thể so an như mệnh vì sao lại đến cổ tiên giới chúng ta không biết luôn cảm thấy sẽ có đại sự gì muốn phát sinh a à. cũng không biết tiên tôn khi nào mới xuất quan hắn không tại ta tâm lý một mực bất an đây các ngươi không biết gì sao nghe nói thiên phôi của thương đình muốn thức tỉnh rồi thiên phôi đó là vật gì càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu thảo luận thiên kiêu bản thân liền mang theo vô số đề tài để các sinh linh hưng phấn khó nhịn tần quân xa xa thu hồi ánh mắt hắn từ trong miệng chúng nhân bắt được một chữ Thiên phôi, chẳng lẽ nhóm Thiên Kiêu đến Cổ Tiên Giới là vì cái gọi là Thiên phôi kia? Dù hắn đã giác tỉnh chủ hồn, có được ký ức vài vạn năm, cũng chưa từng nghe nói qua Thiên phôi. Bốn người Bồ Đề Tổ sư ngược lại thờ ơ, bọn hắn đối với đám Thiên Kiêu cũng không có hứng thú, mục tiêu của chuyến này là thương hoa tiên tôn. Đại khái đi qua nửa canh giờ, bọn người Tần Quân mới có thể nhập giới, một đường thuận lợi, cũng không có phát sinh sự cố giống như trên Vạn Pháp Đảo. Đây chính là Cổ Tiên Giới sao? Một nhóm năm người đi đến trước vách đá, nhìn qua đại lục vô cùng bát ngát phía trước, Triệu Công Minh liền không khỏi phát ra tiếng cảm thán, tiên cảnh dạng này, hắn kiếp trước cũng chưa từng thấy qua. Mây mù lượn lờ, vô số cự sơn thẳng nhập vào trong mây, ngăn trở thành trì bên trong cổ tiên giới, cho người ta một loại cảm giác kính sợ cao sơn ngưỡng chỉ, không thể nào vượt qua. Ngày sau, nơi này sẽ thuộc về chẫm. Tần Quân khẽ cười một tiếng, để Sinh Linh nuôi tới sau lưng ném lấy ánh mắt cổ quái. Bệnh thần kinh đây là ý nghĩ của bọn. Hắn, bốn người bồ đề tổ sư ngược lại là nở nụ cười, tần quân có quyết tâm này, chính là hợp tâm ý bọn hắn. Sau đó năm người liền thả người vọt lên, hướng cổ tiên giới bay đi. Cổ tiên giới có vô số thành trì, chỉ, chỉ có tiên thành trung ương là phồn vinh nhất, mà tiên tôn cung cũng ở chỗ cao nhất bên trong tiên thành. Sau khi vượt qua tòa núi cao thứ nhất, bọn hắn gặp phải sinh linh cũng tăng lên gấp bội, núi đồi phía dưới trải rộng mái hiên nông điền, trồng chính là linh mễ, còn có các loại thiên tài địa bảo còn lại không trung cũng có rất nhiều sinh linh nuôi tới, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đồng thời, phía trên đám mây còn có binh sĩ đang đi tuần, phòng ngừa có người tại bên trong cổ tiên giới nháo sự, phá hư an bình. Nếu như ngay cả tiên giới đều tràn ngập nguy hiểm, thì chẳng phải là trò cười sao, tại thời điểm bọn họ nhập giới không qua bao lâu, nam tố tiên tử cùng từ tử huyền cũng lần lượt tiến đến. Tứ Long kéo xe, nam tố tiên tử đến rồi. Từ tử huyền cũng tới, chật chật, từ tử huyền cùng an như mệnh thế nhưng là không hợp nhau. Vân ẩn kiếp cũng tới, mặc dù không bằng từ tử huyền, nhưng cũng là thiên kiêu A. Đáng tiếc, cổ tiên giới chúng ta tìm không ra thiên kiêu có thể cùng An như mệnh đối kháng. An như mệnh quá mạnh, không thể so sánh với hắn, ta ngược lại hiếu kỳ tần thiên đế có tới hay không? Tần thiên đế, chính là tần thiên đế để cho thủ hạ trảm phong ô hằng, dịch hàn, phân thân kiếm cuồng sao. Các sinh linh đông đảo trước phi đảo đều đang nghị luận, thiên kiêu tể tụ, đằng sau khẳng định sẽ rất đặc sắc có thể kiến thức được phong thái của nhóm thiên kiêu, cũng coi như không tiếc. Hai ngày sau, năm người tần quân rốt cục đi vào tiên thành. Ngồi tại bên trong phất trần của bồ đề tổ sư, tần quân đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp phía cuối thảo nguyên là một tòa thành trì vô cùng vĩ ngạn, chỉ là tường thành liền cao tới mấy ngàn trượng, hướng hai bên liên miên mà đi, trông không đến đầu cuối. Rất khó tưởng tượng cái công trình này là như thế nào hoàn thành, hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể đúc thành. Thành môn mở ra một con đường nhỏ, nhưng nếu là rút ngắn khoảng cách nhìn lại thì đầu khe hở kia liền sẽ lộ ra rộng rãi vô cùng ở phía trên cửa thành có một pho tượng khổng lồ đứng ở bên trên thành bích chính là thần tượng của một tên nam tử hắn giơ cao tay phải lên phảng phất như muốn sờ lấy thiên tuy rằng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt nhưng vẫn cho người ta một loại ý chí bất khuất vĩ đại tần quân biết được thần tượng này là ai chính là trưởng tham thương thế nhân đều coi u vương chỉ là bị phong ấn mấy chục vạn năm mới tái hiện nhân gian kỳ thực không phải vậy Thời đại của Trưởng Tham Thương cùng U Vương khoảng cách với hiện nay vô cùng xa xôi, liền ngay cả Tần Quân cũng không cách nào chuẩn xác đoán chừng được, có lẽ là trăm vạn năm, có lẽ dài hơn, bởi vì hắn lúc trước thời điểm dung hợp với vận mệnh chi luân, đã nhìn thấy thân ảnh các đời trưởng khống vận mệnh chi luân, trong đó ở giữa Trưởng Tham Thương cùng Bạch Đế, cách hơn 10 người, chỉ là thời gian Bạch Đế rời đi liền cùng hiện tại chênh lệch gần 200.000 năm, Trưởng Tham Thương cùng U Vương đó là nhân vật so với Bạch Đế còn xa xưa hơn mà thần tượng trên vách tường tiên thành chính là trưởng tham thương chẳng lẽ cổ tiên giới cùng trưởng tham thương có quan hệ gì sao tần quân nhíu mày nghĩ đến hắn đột nhiên cảm giác được huyền đương đại thế giới xa không phải trong tưởng tượng hắn đơn giản như vậy huyền đương đại thế giới đanh xưng khởi nguyên tri địa của thần tiên đến cùng cất giấu bí mật như thế nào xem ra đằng sau cần phải tra khảo u vương một phen mới được tần quân sờ lên cầm suy nghĩ u vương bị cầm tù tại bên trong huyền hỏa kính chịu đựng tra tấn vô tận mà huyền hỏa kính chính là bồ đề tổ sư ban tặng bị hắn nhét vào trong thần thoại không gian phòng ngừa u vương đào thoát thời điểm tới gần thành môn năm người tần quân liền hạ xuống đất dạo bước mà đi phóng tầm mắt nhìn đi trên thảo nguyên tới gần thành môn nói ít cũng có mấy chục vạn sinh linh có ra vào cũng có tại trên thảo nguyên bày quầy bán hàng giao dịch tại bên trong tiên thành buôn bán bảo bối cần cửa hàng cùng quầy hàng cũng cần giao nạp linh thạch thuận tiện kém xa ở ngoài thành bọn người tần quân xuyên qua biển người, trực tiếp hướng thành môn đi đến. Đúng lúc này, một tên nam đồng 11-12 tuổi bỗng nhiên đụng phải bọn hắn, đối với tần quân thần thần bí bí nói, đại ca ca, ở chỗ này của ta có đại bảo bối, người muốn xem không? Phốc tần quân kém chút đem nước miếng phun ra, đại bảo bối, từ này có quá nhiều ý nghĩa. Nhất là từ trong miệng một tên nam đồng nói ra, liền có chút buồn cười. Đi qua một bên chơi đi. Tần quân tức giận nói, hai đồng dám ra khỏi thành khẳng định không đơn giản, cho dù tiểu tử này quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, như là khất cái. Chương 1012, kinh động toàn thành. Đại ca ca, thật là đại bảo bối a, à, ngươi liền không tâm động sao? Nam Đồng lập tức gấp, trên khuôn mặt che kín vết cáu bẩn kia, con mắt trừng đến lớn nhất, thanh tịnh đến mức làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cường Lương không kiên nhẫn nói, "Cút." Hắn cũng sẽ không đối với Hùng hài tử có nửa phần ôn nhu. Nam Đồng tự hồ bị dọa sợ, toàn thân căng cứng, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê mà ra. Phục Hi trong lòng không đành lòng, thế là hòa ái nói, "Tiểu gia hỏa, chúng ta có việc, ngươi tìm người khác đi." Đáng tiếc hình tượng của hắn cũng không giống như người lương thiện, mà như là ma tôn, một thân hắc bào, còn tóc tai bù xù. Ô oa nam đồng lôi thôi nhịn không được khóc lên, còn đặt mông ngồi lăn lộn trên mặt đất, một bộ bị người khi dễ. Tần Quân bộ mặt co lại, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối bị người giả bị đụng. Tiên giới con mẹ nó còn có cái thao tác này sinh linh chung quanh đồng loạt quay lại biểu lộ đều có chút cổ quái triệu công minh tính khí hỏa bạo trầm giọng hét lên xú tiểu tử đừng có ra vẻ nếu không ta đem ngươi xé hắn uy hiếp như thế bé trai lôi thôi liền bị dọa đến toàn thân run rẩy khóc đến càng thêm tan nát tâm can bồ đề tổ sư cũng nhìn không được biểu diễn vụng về hắn một chút liền có thể thấy rõ bệ hạ đi thôi đừng để ý đến hắn bồ đề tổ sư lắc đầu thở dài cũng chỉ có tại tiên giới mới như thế nếu là ở phàm trần làm như vậy hắn không phải bị kéo tiến vào hẻm nhỏ đánh chết là không thể tần quân gật đầu lập tức liền mang theo bốn người tiếp tục hướng thành môn đi đến nào biết nam đồng lôi thôi bỗng nhiên nhảy dựng lên chạy hướng tần quân kéo lấy góc áo của hắn kêu khóc đại ca ca không cho phép ngươi đi tần quân im lặng thật muốn một bàn tay hướng trên mặt hắn vung đi tiểu hài tử nhà ai lại không hiểu chuyện như thế xú tiểu tử cường lương lập tức nổi giận bóp lấy cổ nam đồng lôi thôi đem hắn dơ cao lên trên không trung dừng tay đúng lúc này một giọng nữ bỗng nhiên chuyển đến chỉ gặp một tên thiếu nữ mặc áo xanh đi tới đi theo phía sau là mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi tựa hồ đến từ cùng một cái tông môn lục y thiếu nữ dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp khuôn mặt tinh xảo da thịt trắng như tuyết tóc dài đen nhánh bị một cây châm hình bướm cài tại sau đầu nàng mặt mũi tràn đầy thần sắc oán giận yêu kiểu nói buông hắn ra ngươi muốn làm gì vậy Tại trước cửa tiên thành còn muốn giết người sao? Một đám tu sĩ trẻ tuổi sau lưng cũng đi theo lên án, người một lời, ta một câu, phảng phất như muốn dùng nước bọt dìm chết đuối bọn người Tần Quân. Cường Lương giận dữ trợn mắt nhìn bọn hắn một chút, sát ý khủng bố để bọn hắn lăng gàn khắp cả người, vội vàng rút kiếm lui lại. Lục Y thiếu nữ cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn là run run rẩy rẩy đứng tại chỗ, bảo trì ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Cường Lương. Tần Quân thấy liền thú vị, khoát tay cười nói, được rồi, đem hắn ném xa một chút hắn có thể cảm giác được tên nam đồng lôi thôi này thể nội có một cỗ pháp lực như có như không tiểu tử rõ ràng này không đơn giản nhưng cũng có thể là sử dụng thủ đoạn nào đó che giấu khí tức chỉ là nhìn yếu đuối đi mà thôi cường lương gật đầu tiện tay liền ném đi lực lượng của hắn sao mà khủng bố trực tiếp đem bé trai lôi thôi ném đi tựa như diều đứt dây bé trai lôi thôi trong chớp mắt liền bay ra ngoài vài trăm mét một màn này thế nhưng là đem bọn người lục y thiếu nữ dọa sợ bọn hắn liền vội vàng hướng bé trai lôi thôi bay đi. Tiểu gia hỏa này không đơn giản. Bồ đề tổ sư híp mắt cười nói. Ngay tại một khắc bé trai lôi thôi bị bóp lấy cổ dơ cao lên trên không trung, hắn vậy mà cảm giác được một tia thánh khí. Thánh khí, chỉ có người ngưng tụ thánh cốt mới có thể có được một tia thánh khí. Nếu là thành thánh, giơ tay nhấc chân đều là thánh uy. Khó nói tên nam đồng này là cường giải nhập thánh. Không có khả năng, bồ đề tổ sư rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này của mình hắn nhìn ra được tên nam đồng này không có thi triển biến hóa chi thuật. Một tên nam đồng tu vị làm sao có thể đạt tới nhập thánh cảnh. Phục Hy, Triệu Công Minh cũng lộ ra vẻ suy tư, bọn hắn cũng cảm nhận được tia thánh khí kia trên người nam đồng lôi thôi. Đi thôi, vào thành. Tần quân lắc đầu cười một tiếng, chỉ cần nam đồng lôi thôi không bị ngã chết, hắn liền không sợ. Sự tình ra khác thường tất có quỷ dị. Nhiều người như vậy, vì sao nam đồng lôi thôi lại chọn chúng hắn? Triệu công minh, cường lương cùng phục hy bề ngoài cũng không giống như người lương thiện, tiểu hài tử bình thường lại như thế nào tìm tới bọn hắn. Bốn người gật đầu, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng bọn hắn cũng không có truy cứu. Nếu như nam đồng lôi thôi thật sự là cường giải nhập thánh cảnh, thì lúc trước bắt lấy góc áo tần quân hắn liền có thể xuất thủ, nhưng hắn không làm vậy, nói rõ hắn đối với tần quân cũng không có sát ít. Nếu như thật là địch nhân, bọn hắn cũng không sợ. Nhập thánh mà thôi. Trong bọn họ, cường lương đều tính là cường giả nửa bước nhập thánh cứ như vậy, bọn người tần quân liền đi vào bên trong tòa tiên thành. nơi xa, bọn người lục y thiếu nữ lại là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, bởi vì bọn hắn tìm không được tên nam đồng lôi thôi kia. chuyện gì xảy ra vậy? ba nãy tiểu hài tử kia không phải hướng bên này rơi sao? khó nói hắn được người cứu, có khả năng a? À. những người kia đơn giản tội ác tày trời, vậy mà khi dễ một tên hài tử. nhóm tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao bắt đầu giận dữ mắng mỏ việc ác của đám người tần quân, lục y thiếu nữ cũng quay đầu nhìn về phía tiên thành. Nàng đã không nhìn thấy được thân ảnh đám người tần quân nữa rồi. Đáng giận, ta nhất định phải để sư tôn tìm ra bọn hắn. Lục y thiếu nữ khẽ cắn hàm răng thì thảo nói, trong đôi mắt đẹp viết đầy oán giận. Trước mặt mọi người mưu sát hài đồng, quả thực là không thể tha thứ. Nơi này chính là cổ tiên giới, vùng đất của thần tiên, có thể nào dễ dàng tha thứ cho sự tình ác liệt như thế phát sinh. Sau khi vào thành, tần quân liền hướng bồ đề tổ sư hỏi, có thể cảm nhận được khí tức của thương hoa tiên tôn không? Bồ đề tổ sư hơi nhíu mày, nói ra, trong thành ngược lại là có khí tức nhập thánh, nhưng không khí tức hiển thánh. Thông qua pháp trận phong ấn huyền đương đại thế giới liền có thể phỏng đoán, thương hoa tiên tôn chính là cường giả hiển thánh cảnh, cho nên tại tiên thành chỉ cần cảm ứng được khí tức của hiển thánh, liền có thể tìm được thương hoa tiên tôn. Tần quân nghe xong, mày kiếm liền nhíu chặt, hỏi, hắn có ở nơi đó không? Đang khi nói chuyện, hắn liền đưa tay chỉ hướng phía trước kiến trúc bên trong tiên thành cũng rất cao lớn nhưng cùng ngọn núi ở trung ương so sánh liền lộ ra thấp bé vô cùng tòa cao phong kia đường kính nói ít cũng có ngàn trượng vách núi thẳng tắp dựng đứng mà lên xuyên thẳng vân tiêu ở tại trên đỉnh núi tọa lạc một tòa cung điện to lớn hùng vĩ cầu thang trước cổng chính đều có hơn ngàn giai tựa như thần cung nơi đó cũng không có bồ đề tổ sư lắc đầu nói triệu công minh phục hy cũng nhao nhao đem thần thức tìm kiếm đều không có phát hiện tồn tại mạnh hơn chính mình nhưng thần trí của bọn hắn lại là để các cường giả bên trong tiên thành hãi hùng khiếp vía tại trong khách sạn phía bên kia tiên thành an như mệnh đứng tại trước cửa sổ nhìn qua tiên thành thì thảo nói một tia thần thức ban nãy vậy mà cho ta một loại cảm giác nguy hiểm hắn mặc dù là nhập thánh cảnh trung kỳ nhưng khoảng cách nhập thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ kém nửa bước tồn tại có thể uy hiếp được hắn không phải là nhập thánh cảnh viên mãn là không thể tại dưới tình huống hiển thánh không ra thì nhập thánh cảnh viên mãn chính là cường giả vô địch bên trong thiên kiêu bảng tam thiên cũng chỉ có giải rác mấy vị đạt tới cái độ cao kia chớ nhìn hắn đã đạt tới nhập thánh cảnh trung kỳ muốn đột phá viên mãn căn bản không phải vấn đề thời gian nếu không có cơ duyên hoặc là cảm ngộ thì thậm chí sẽ vĩnh sinh vô vọng không chỉ có mình hắn mà bên trong tiên thành phàm là sinh linh đạt tới đại la cảnh đều bị thần thức của triệu công minh cùng phục hy hù dọa đến hãi hùng khiếp vía không thôi thần thức vừa rồi thật là khủng khiếp Thần thức của người nào lại dám tại Tiên Thành cả gan làm loạn như thế? Quả nhiên cổ tiên giới gần nhất muốn gặp đại kiếp, chẳng lẽ là cường giải nhập thánh? Chương 1013, Tiên Tôn cung. Chuyện gì vậy? Khó nói Thương Hoa Tiên Tôn không có tại Tiên Thành bế quan. Tần Quân nhíu mày thì thào nói, trên đường, hắn liền thăm dò được tin tức Thương Hoa Tiên Tôn bế quan tu luyện đã mấy trăm năm. Nếu như Thương Hoa Tiên Tôn không tại, hắn tự nhiên không thể đại náo cổ tiên giới rồi. Báo thủ xếp tại đệ nhị. Trọng yếu nhất chính là Thiên thư. Vậy ngươi có thể cảm ứng được Thiên thư không? Thần vật như thế, khí tức hẳn là không giống bình thường." Tần Quân tiếp tục hỏi. Bồ Đề Tổ Sư nhìn chằm chằm tòa cao phong ở giữa tiên thành, nhìn chăm chú một hồi, hắn chậm rãi nói ra, không có cảm ứng được, Tiên Tôn cung tựa hồ bị thiên cơ che đậy, không cách nào cảm giác rõ ràng được, ta chỉ có thể xác định bên trong không có cường giả hiển thánh. Thiên cơ, Tần Quân nghe được càng thêm nhất cả chứng, ý tứ chính là Tiên Tôn cung thụ thiên đạo bảo hộ. Nghĩ xong, hắn liền trầm giọng nói, trước tìm một gian khách sạn ở lại, sau đó ngươi mang chẫm chui vào trong tiên tôn cung, nhìn xem có thiên thư hay không. Sở dĩ không đánh rắn động cỏ, là đề phòng thiên thư không có tại bên trong tiên tôn cung, mà là tại trên người thương hoa tiên tôn. Thương hoa tiên tôn hiện tại hành tung thần bí, nếu là biết được cổ tiên giới bị bọn hắn sở đoạt, nói không chừng sẽ chạy trốn. Vì tính mệnh của hắc điệp tiên tử, tần quân nhất định phải kiềm chế tính tình của mình. Bốn người bồ đề tổ sư cũng không có ý kiến, dọc theo đường phố đi thẳng về phía trước. Đường phố bên trong tiên thành vô cùng phồn vinh, đường phố hẹp nhất nói ít cũng rộng hơn 100 mét, nhưng vẫn như cũ kín người hết chỗ, nhất là sinh linh chủng tộc khác, hình thể to lớn, có tên hình thể liền có thể chiếm cứ nửa cái đường phố. Một đường liên tục đi qua mười mấy con phố, tần quân nhìn thấy nhiều nhất chính là quầy hàng giao dịch, vẫn như cũ mùi khói lửa mười phần. Tiên thành trong tưởng tượng của tần quân hẳn là tiên vụ Luyện lở, sinh linh thưa thớt mới đúng, nào giống như nơi này, trướng khí mù mịt, sinh linh núi tới cũng không có tiên khí, ngoại trừ tu sĩ nhân tộc ra, thì đại bộ phận đều giống như yêu ma quỷ quái. Nếu để cho chấm chấp trưởng tiên thành, nhất định phải chỉnh đốn một phen. Tần quân hừ nói, tiên thành nên chỉ có thần tiên mới có tư cách tiến vào, mà không phải như hiện tại, giao nạp linh thạch liền có thể tiến vào. Quá thấp kém, Phục Hy gật đầu nói, cho dù là thiên đình yêu tộc, cũng không có tốt xấu lẫn lộn như vậy. Triệu công minh cùng cường lương ngược lại là rất ưa thích loại cảm giác này, trong đó triệu công minh đến từ tiệt giáo, tiệt giáo lấy hữu giáo vô loại, bách tiên triều bái chữ danh, không có thành kiến chủng tộc cao thấp, cùng tiên thành ngược lại là rất giống. Cường lương lại càng không cần phải nói, vu tộc đối với lễ tiết cũng không quá chú trọng, ưa thích chính là náo nhiệt, nếu không thập nhị tổ vu cũng sẽ không bởi vì tịch mịch mà sáng lập vu tộc. Bồ đề tổ sư mặc dù không có phát biểu ý kiến, nhưng dị sắc bên trong ánh mắt, xem thường là chiếm đa số. Vô luận là đạo giáo hay Phật giáo, đều coi trọng thanh tĩnh, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Âm thanh gào thét đầy đường, tiếng giao hàng, tiếng ồn ào, chỗ nào giống tiên thành. Cùng thành phố Phạm Trần có chỗ nào khác biệt, chỉ bất quá linh khí ở tiên thành ngược lại là vô cùng dồi dào, nếu là ở trong thành tu luyện, tốc độ tu hành khẳng định tăng gấp bội. Cùng lúc đó, trước đường phố phía cửa bắc, tên nam Đồng Lôi thôi kia chẳng có mục đích đi tới, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó. Tên này không có chút tư thái bị cường lương dọa sợ nào, ngược lại còn biểu lộ vô sỉ dò xét sinh linh bốn phía lui tới vẫn là tiểu tử vừa rồi khí thức huyết mạch cường đại, những loài bò sát này đều quá yếu. Bé trai lôi thôi tự lẩm bẩm, lời nói ra lại là kinh thế hãi tục. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tòa sơn phong trong thành cao vút trong mây kia, nhếch miệng cười nói, "Thương Hoa tiểu nhi, lão tử lại tới rồi, ta tại hang ổ của ngươi chờ ngươi." Cửa Tây, Nam Tố tiên tử mang theo Miêu yêu tiểu thất của mình dạo bước hướng trong thành đi đến, cho dù mang theo mạng che mặt, nàng vẫn dẫn tới sinh linh chung quanh ghé mắt rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của nàng, khiến cho các sinh linh cũng không dám tới gần nàng. Nam tố tiên tử tuy rằng mỹ mạo truyền khắp tinh không, nhưng nàng sát phạt quả quyết, cho nên cũng không có ai dám trêu chọc. Cũng không biết tần thiên đế tới chưa. Nam tố tiên tử nhẹ giọng nói, từ khi kiến thức được cảnh tần quân độ kiếp về sau, nàng liền đối với tần quân cảm thấy vô cùng hứng thú. Người này có phải là vị thiên kiêu kế tiếp hay không? Lại thêm thủ hạ của tần quân tên lão đạo sĩ kia tu vị thâm bất khả chắc, nàng rất ngạc nhiên tần quân đến cùng là đến từ phương thế lực nào. Nàng thậm chí có loại cảm giác, sự tình thiên phôi lần này của cổ tiên giới sẽ có tần quân nhúng tay vào. Tiên tử vì sao đối với tần thiên đế để bụng như vậy, muốn báo thù sao? Miêu yêu tiểu thất trêu tức cười nói, nó rất ít khi nhìn thấy nam tố tiên tử kinh ngạc, gần nhất lại là nhìn thấy hai lần, đều đến từ tần thiên đế. Một là thời điểm tại lưu hà đại thế giới, hai là khi tần quân độ kiếp. Có thù gì cần báo? Chỉ là thực lực không đủ, không giành được bảo vật mà thôi. Nam tố tiên tử cười khẽ nói, khóe miệng như ẩn như hiện dưới khăn che mặt hơi dương lên, đôi mắt chấp động, câu hồn động phách, để một số nam tu lùi tới thấy tâm thần điên đảo, kém chút cứ thế tại nguyên chỗ. Không chỉ có nam tố tiên tử, mà cùng thời gian, từ tử huyền cũng vào thành. Ta ngộ trận chiến tại lưu hà đại thế giới về sau, từ tử huyền tâm tình liền cực độ khó chịu, cảm nhận được ánh mắt sinh linh chung quanh, hắn đều tưởng rằng là đang chào phúng hắn, rõ ràng trong tinh không đều đang lưu truyền tên của Tần Thiên Đế, đã có không ít người đoán được cái chết của Tây Môn Ngục, cùng Tần Thiên Đế có quan hệ. Một tên công tử văn nhã, một tên lão đạo sĩ lại thêm một tên ác hán, đội ngũ dạng này đội nhận ra quá cao. Cho nên mỗi một lần nghe được người khác nghị luận Tần Thiên Đế, từ tử huyền đều rất khó chịu. Thiên phôi sắp xuất thế, ta vẫn là đi đầu ở lại, chờ đợi thời cơ. Từ tử huyền nói một mình, nói xong, thân hình liền thoát một cái, biến mất tại nguyên địa các ngươi trước nghỉ ngơi, bồ đề mang chẫm lên tiên tôn cung xem xét một phen. Trong phòng, tần quân đối với Phục Hy, Cường Lương cùng Triệu Công Minh nói ra, ba người cũng không có ý kiến, ở đây, bồ đề tổ sư tu vị cao nhất, tự nhiên phải do bồ đề tổ sư bảo hộ tần quân. Bồ đề tổ sư tay trái khoác lên trên vai tần quân, tần quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tràng cảnh chung quanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại phía trên đám mây. Phía trước là tiên tôn cung, hướng xuống nhìn lại, tất cả đều là vân hải cuồn cuộn, căn bản không nhìn thấy tiên thành. Tại trước Tiên Tôn cung, liền có thể cảm nhận được nó vĩ ngạn, chỉ là mấy ngàn bậc thang bằng bạch ngọc kia liền cho người ta một loại khí thế đăng thiên. Cung điện sừng sững tại bên trên cửu thiên, vừa tiến vào tiên cung, hai bên cầu thang bằng bạch ngọc là hai căn thiên trụ cao không biết đầu cuối, chui vào trong mây, đường kính của nó đều là đạt tới năm trượng. Phía trên cầu thang bằng bạch ngọc chính là hai tôn thần tượng, giữ tận uy vũ cao tới trăm trượng, phảng phất như lúc nào cũng có thể sống lại, đều cầm một thanh trường binh. Phía sau thần tượng, thì là đại môn của tiên tôn cung, đồng dạng cũng trong mây mù, tương đương với nửa cái tiên tôn cung đều bị mây mù che phủ, hai người tần quân chỉ có thể nhìn thấy cửa lớn. Toàn bộ tiên tôn cung đều bị một tầng thiên cơ mắt thường không thấy được che đậy, nếu là tự tiện xông vào, thì thiên lôi sẽ trống rỗng xuất hiện, ngũ lôi oanh đỉnh. Bồ đề tổ sư vốt dâu nói, để tần quân khiêu mi, khủng bố như vậy sao? Hắn cũng không dám đi thử bởi vì hắn tu vị chỉ có thái ất tán tiên cảnh nếu là tự tiện xông vào khẳng định sẽ bị oanh thành cạn bã sau đó bồ đề tổ sư liền huy động phất trần tần quân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại lại mở mắt ra thì hắn đã xuất hiện tại phía trên cầu thang đá bằng bạch ngọc ở giữa hai tôn thần tượng cứ như vậy liền tiến vào tần quân biểu lộ cổ quái còn tưởng rằng cái gọi là thiên cơ kia rất lợi hại bồ đề tổ sư phát giác được biểu lộ dị dạng của hắn liền cười nói thiên cơ nơi này uy lực cùng tu vị của thương hoa tiên tôn có quan hệ, hắn không bằng ta, ta như thế nào lại bị thiên cơ ngăn lại. Chương 1014, Ma Thai Chí Tà. Gắn xong cái bức này, ngươi cảm giác thật vui đúng không? Tần Quân trong lòng đậu đen rau muống, đặc biệt là phối hợp với biểu lộ phong khinh vân đạm của Bồ Đề Tổ Sư, quả thực là chí mạng vô hình. Dù sao Bồ Đề Tổ Sư cũng là bộ hạ tử chung của hắn. Ngươi vui vẻ là được rồi. Tần Quân nhún vai cười nói, đi thôi, vào Tiên Tôn cung, Bồ Đề Tổ sư gật đầu, hai người liền quay người hướng Đại Mộ Tiên Tôn cung đến gần. Mới từ bên cạnh hai tôn thần tượng đi qua, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ sát ý khủng bố hướng hắn đánh tới, để hắn như rơi vào hầm băng. Bồ Đề Tổ sư ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền huy động phất trần, Tần Quân lập tức buông lỏng, hai cỗ sát ý kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía thần tượng hai bên, chỉ gặp hai tôn thần tượng chẳng biết lúc nào đã quay đầu nhìn chăm chú về phía hắn khủng bố dày đặc, cho dù thần tượng chính là bằng đá, tư thái quay đầu cũng làm cho người nổi cả da gà. Hừ, Bồ Đề Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, chân phải đập mạnh, hai tôn thần tượng liền cấp tốc đem đầu xoay trở về. Một màn này để Tần Quân thấy được ngạc nhiên vô cùng, nghi hoặc hỏi, chúng nó là vật sống hay là trận pháp? Tương đương với trận pháp, nhưng lại không phải, chỉ là có linh mà thôi, sẽ tự chủ thủ vệ Tiên Tôn Cung. Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng giải thích, nghe ngữ khí bình tĩnh của hắn, Rõ ràng không có đem thần tượng để vào trong mắt. Tần Quân giật mình, vạn vật đều có linh, nhất là thần tượng, bị người hương hỏa thờ phụng nhiều, liền có thể sinh ra linh, cái gọi là linh chính là có ý thức. Nếu như Bách Tính cầu nguyện thần tượng phù hộ bọn hắn an toàn, liền sẽ sinh ra thủ hộ linh. Nếu như Bách Tính cầu nguyện thần tượng trừ yêu, liền sẽ sinh ra trừ yêu linh. Đương nhiên, linh sinh ra rất khó, tuy nhiên tại cổ tiên giới lại rất dễ. Sau đó hai người liền đi đến trước đại môn. Bồ đề tổ sư nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lại lựa chọn quang minh chính đại đi vào. Yên tâm đi, bên trong không có người. Bồ đề tổ sư cười nói, tuy rằng không cách nào chuẩn xác cảm giác được thiên thư, nhưng hắn lại không có bắt được sinh khí bên trong tiên tôn cung, nói rõ bên trong không có vật sống. Tần quân gật đầu, hai người liền đi vào bên trong. Đầu tiên đập vào mi mắt hai người là một đầu hành lang cực kỳ rộng lớn, hai hàng thạch trụ cách xa nhau hơn 20 mét, nham thạch thần bí xếp thành mặt đất phản chiếu thân ảnh tần quân cùng bồ đề tổ sư. Hoắc, 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 ngọn đèn nơi hẻo lánh trong cung điện liên tiếp giấy lên, ánh đèn chiếu sáng cả đại điện, tiên tôn cung nội ngược lại là kim bích huy hoàng, các loại pháp khí bày biện tại nơi hẻo lánh, còn có đan lô. Tại vài trăm mét phía trước là một cái ao vô cùng to lớn, đường kính đạt tới trăm mét, bên trong có nước, thanh tịnh thấy đáy, khiến cho thạch trụ kim sắc chung quanh đều hiện ra ánh sáng. Tần quân mang theo bồ đề tổ sư đi đến trước ao nước kia, hắn có thể cảm giác được trong ao ẩn chứa linh khí vô cùng to lớn để huyết mạch hắn sôi trào chẳng lẽ ao này là thứ thương hoa tiên tôn dùng để tu luyện tần quân hiếu kỳ thì thào nói lam ao tỏa ra linh khí thật sự là quá nồng nặc dưới nhập thánh cảnh bất luận là tên sinh linh nào cảm nhận được đều sẽ điên cuồng bồ đề tổ sư gật đầu nói hẳn là vậy đoán chừng là lấy tụ linh trận đem linh khí ngưng tụ thành ao nước nhìn trình độ linh khí thanh tịnh trong ao thì có thể đoán ra thương hoa tiên tôn đã hồi lâu không vào trong ao rồi tu vị đạt tới độ cao như bồ đề tổ sư căn bản liền không cần tu luyện bọn hắn bế quan chỉ là vì cảm ngộ đại đạo thiên địa tần quân kiềm chế xúc động nhảy vào trong ao nói trước tìm thiên thư đi bồ đề tổ sư gật đầu hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong tiên tôn cung cực lớn tương đương với một cái thành nhỏ có không ít các loại phân cát nội cung có gian phòng chuyên môn chứa đựng đan dược pháp khí hoặc là công pháp tần quân không có thu vào bởi vì tiên tôn cung đã bị hắn nhìn là vật trong lòng bàn tay hắn không chỉ muốn giết chết thương hoa tiên tôn đoạt thiên sách mà còn muốn chiếm cả cổ tiên giới hắn muốn để cổ tiên giới đổi thành họ tần thời gian cấp tốc đi qua một lúc lâu sau tần quân cùng bồ đề tổ sư liền đi đến đầu cuối hành lang phía trước là một bức tường đá không cách nào có thể tiến lên xem ra thiên thư thật không có ở nơi đây bồ đề tổ sư nói ra tần quân thì nhíu mày thiên thư biến mất để hắn có chút bất an nếu như Thương Hoa Tiên Tôn lại tiếp tục bế quan mấy trăm năm thì hắn làm sao bây giờ? Hắn thật không thể chờ lâu như vậy. Hoặc là thiên thư căn bản không ở trên thân Thương Hoa Tiên Tôn. Trong lúc nhất thời, tần quân tâm tình càng phát ra hỏng bét, sắc mặt âm trầm đến phảng phất như muốn tích thủy. Chờ một chút, trong này hình như có cái gì đó. Đúng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư bỗng nhiên mở miệng nói, thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền đi đến trước tường đá, phất trần vung lên, tường đá đột nhiên oanh sập, bụi đất tung bay còn có phòng tối, Tần Quân Nhãn tỉnh lập tức sáng lên, sau khi bụi đất tiêu tán, chỉ gặp bên trong quang tuyến tối tăm, có một vệt sáng từ bên trên rơi xuống, chiếu vào khu vực trung ương bên trong nơi này, tại trong bạch quang lơ lửng một đoàn huyết nhục, lớn cỡ đầu người trưởng thành, tựa như trái tim đang nhảy lên. Đây là cái gì? Tần Quân nhíu mày, cái đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống như thiên thư. Bồ Đề Tổ Sư đồng dạng nhăn lại bạch mi, hắn nhẹ giọng nói, bệ hạ chớ tới gần, thứ này hẳn là phôi thai. Phôi thai? Tần quân dùng mình, phôi thai sau khi rời đi mẫu thể vẫn còn sống được. Khí huyết của nó cường đại dị thường, oán khí trùng thiên, hẳn là ma thai. Bồ đề tổ sư nheo mắt lại, đáy mắt vậy mà hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn không phải kiêng kỵ khí tức của ma thai này, mà là kiêng kỵ tương lai của nó. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác vật này nếu như trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn của ba ngàn thế giới. Ma thai, tần quân mày kiếm nhíu chặt, phàm là đồ vật cùng chữ ma dính dáng đều không đơn giản, sớm tại thời kỳ đó của bạch đế ma tộc liền đã tan biến tại huyền đương đại thế giới có lẽ trong vũ trụ tinh không còn có thân ảnh của ma tộc chân chính nhưng đại bộ phận ma tu đều tính không được là chân ma cái gọi là ma thai hắn còn là lần đầu tiên nghe được nơi này chính là cổ tiên giới trong cung điện của thương hoa tiên tôn làm sao lại có thể có được ma thai hắn đột nhiên cảm giác sự tình không thích hợp vật trọng yếu như vậy thương hoa tiên tôn tại sao lại đem nó lưu lại trong tiên tôn cung bồ đề tổ sư cũng nghĩ đến điểm này sắc mặt càng phát ra âm trầm. Y Bỗng nhiên, một đạo tiếng rít gào, để cho người ta ra đầu tê dại từ bên trong ma thai truyền ra, phối hợp với hoàn cảnh u ám xung quanh, liền tựa như một cỗ âm phong đánh tới, đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ dọa đến hoảng hốt bỏ chạy. Tần quân lại bị đạo. Tiếng hô này làm cho tâm thần hoảng hốt, bên tai phẳng phất như có vô số quỷ hồn đang gầm thét. Giết! Giết hết cửu địch! Giết hết người trong thiên hạ! Tần thiên đế! Người chết không yên lành! Giang Sơn của chấm ngươi xứng sao? Bệ hạ vì sao lại chinh chiến? Nếu không phải ngươi, ta sẽ chết sao? Trong chốc lát, tần quân nhắm mắt cắn răng, tâm tình bạo lệ trong lòng không khỏi bị điều động lên, hận không thể hủy thiên diệt địa. Bệ hạ, bồ đề tổ sư bỗng nhiên hét lên, tựa như thánh âm chí chính, để tần quân trong nháy mắt tỉnh táo trở lại, vô số tiếng ai oán bên tai trong nháy mắt liền biến mất. Tần quân mở ra hai mắt, mồ hôi lạnh lâm ly, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi một khắc ban nãy, hắn lại có loại cảm giác muốn tẩu hỏa nhập ma. Ma thai này chỉ sợ là lấy vô số vong hồn luyện chế thành, vô cùng trí tà, thiên đạo không dung. Bồ đề tổ sư trầm giọng nói, rất khó tưởng tượng vì luyện chế ma thai này, thương hoa tiên tôn đã tống táng bao nhiêu tính mệnh của sinh linh. chương 1015, phong oa sông tiên tôn cung. Vô số vong hồn luyện thành, tần quân dùng mình, không nghĩ tới tiên giới nhìn, như thần thánh không thể xâm phạm vậy mà lại cất giấu mặt ác độc xấu xa như thế. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh ma thai chi loạn. Nhiệm vụ tưởng tình, thương hoa tiên tôn lấy trên ngàn loại huyết mạch luyện chế ma thành ma thai sắp xuất thế, nếu như chủ ký sinh đánh giết ma thai, sẽ thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên tại trong đầu tần quân vang lên, để hắn biểu lộ cổ quái. Hơn ngàn loại huyết mạch, tiết tấu đây là muốn bồi dưỡng long ngạo thiên sao. Tần quân im lặng, chỉ có thể nói thương hoa tiên tôn thực biết chơi. Nghĩ xong, hắn liền đối với Bồ Đề Tổ Sư nói ra, "Hủy đi." Nhiệm vụ chi nhánh đưa tới cửa, hắn làm sao có thể cự tuyệt. "Nào biết," Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt khó coi nói ra, "Không được, đầu ma thai này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thế, nếu như cưỡng ép hủy đi, thì oán niệm ẩn chứa bên trong sẽ nổ tung, làm cho toàn bộ sinh linh bên trong cổ tiên giới sẽ biến thành yêu ma chỉ biết giết chóc." Hắn tuy rằng sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không đại biểu cho hắn sẽ lạm sát. Nếu là bởi vì hắn mà dẫn đến ức vạn sinh linh biến thành yêu ma, hắn sẽ gây ra tội ác tày trời, cho dù không ai có thể trị tội hắn, thì tâm của hắn cũng vĩnh thế không được an bình. Tần Quân nghe xong, lập tức cau mày. Sẽ để cho sinh linh toàn bộ cổ tiên giới biến thành yêu ma, xem ra ma thai này không động được, không chỉ có Bồ Đề Tổ Sư, mà hắn cũng sẽ không làm ra sự tình thương thiên hại lý như thế, huống chi hắn sau này còn muốn chinh phục cổ tiên giới đây. Vậy thì đem nó ném ra, được không? Tần quân tiếp tục hỏi, ma thai giống như là một quả bom hẹn giờ, không thể không trừ. Bồ đề tổ sư lắc đầu nói, không được, một khi đụng nó, nó liền sẽ sống lại, chỉ có thể chờ đợi thương hoa tiên tôn trở về, tự mình xử lý. Hắn cũng không hiểu rõ ma thai này đến cùng là thế nào luyện chế ra, hắn tuy rằng là hiển thánh cảnh hậu kỳ cao quý, nhưng cũng không thể vạn sự đều biết. Tần quân nghe xong, lập tức nhức đầu. Oanh đúng lúc này, ngoài tiên tôn cung bỗng nhiên chuyển đến âm thanh nổ rất lớn, cả ngọn núi đều đang lay động không ngừng có người đang mạnh mẽ xông vào tiên tôn cung ha 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 thương hoa tiểu nhi còn không mau cút ra đây nhận lấy cái chết một đạo tiếng cười to điên cuồng mà non nớt vang vọng khắp thiên không tiên thành chỉ gặp mây trắng đang cuồn cuộn quay cuồng tiên tôn phong trong thành càng là kịch liệt rung động từng khối đá vụn trượt xuống khiến cho sinh linh toàn thành sợ hãi chỉ gặp bên trên vân hải nam đồng lôi thôi lúc trước dây dưa với tần quân đã hạ xuống thềm đá thiên lôi cuồn cuộn rơi ở trên người hắn nhưng hắn lại giống như người không việc gì mà tiến lên cùng hình ảnh hắn lúc trước khóc suốt mất so sánh liền tưởng như hai người lanh lợi hắn rất nhanh liền nhảy vọt lên bậc thang trên đỉnh đi đến giữa hai tôn thần tượng thần tượng quay đầu nhìn về phía hắn sát cơ khủng bố bạo phát nào biết nam đồng lôi thôi trái phải chừng một cái liền trực tiếp đem hai tôn thần tượng dọa đến đem đầu xoay trở về hì hì nho nhỏ hộ linh cũng dám cùng lão tử đối nghịch nam đồng lôi thôi hùng hùng hồ hồ nói một câu sau đó trực tiếp hướng tiên tôn cung đi đến. Hắn vừa đi, một bên nói thầm, thương hoa tiểu nhi nuôi thứ gì vậy, khí huyết. Thật cường đại, khí thức so với huyết mạch của đứa bé kia ngoài thành còn muốn mạnh hơn. Trong cửa lớn, tần quân đang muốn đi ra nghe được kém chút thổ huyết. Lúc này liền chửi ẩm lên, người con mẹ nó mới là tiểu hài tử. Bồ đề tổ sư bên cạnh cũng là bộ mặt co lại, không nghĩ tới suy đoán trước đó không sai. Nam đồng lôi thôi đúng là cường giải nhập thánh cảnh. Để hắn suy nghĩ không thấu chính là vì sao nam đồng lôi thôi thân thể lại chỉ là một đứa trẻ không biết là vận dụng bí pháp gì nam đồng lôi thôi ngoài cửa lớn bị tiếng mắng chửi của tần quân làm cho giật nảy mình tiên tôn cùng bị thiên cơ che đậy cho nên hắn không cảm giác được khí thức bên trong cho nên không nhận thấy được tần quân hai người a à, thanh âm này sao quen thuộc như vậy nam đồng lôi thôi lập tức ngẩn người đúng lúc này đại môn liền mở ra hai người tần quân lìa từ trong đó đi ra là ngươi nam đồng lôi thôi nháy nháy mắt không nghĩ tới ở chỗ này cũng đụng phải tần quân Hắn vốn còn muốn ở bên trong tiên thành chơi mấy ngày mới tìm thương hoa tiên tôn phiền phức, nhưng hai người tần quân vừa rồi kinh động ma thai, khiến cho khí tức của ma thai tăng vọt, cho nên mới hấp dẫn hắn tới. Người tới nơi này làm gì? Tần quân tức giận hỏi, càng xem Nam Đồng Lôi thôi hắn càng không vừa mắt. Rõ ràng mạnh như vậy, lại còn muốn giả bộ đáng thương. Nam Đồng Lôi thôi vui cười nói, tới chơi a. À? Đại bảo bối của ngươi đâu? Tiểu Thí Hải. Tần quân tận lực tại bên trên chữ tiểu cắn trọng âm để nam đồng lôi thôi nụ cười trong nháy mắt ngưng kết khí thế của hắn đột nhiên biến đổi khuôn mặt trở nên dữ tợn sát khí đằng đằng bồ đề tổ sư cấp tốc ngăn tại trước mặt tần quân vì hắn triệt tiêu sát khí làm sao không bỏ ra nổi sao tiểu thí hài tần quân hai tay khoanh trước ngực trêu tức cười nói hắn liền ưa thích khi dễ hùng hài tử người muốn chết sao nam đồng lôi thôi bình sinh ghét nhất người khác nói hắn nhỏ lúc này liền giận giữ ra tay nắm tay phải nho nhỏ xé rách không khí một bước liền vượt qua đến trước mặt bồ đề tổ sư, muốn một quyền đem tần quân cùng bồ đề tổ sư đánh chết. Bồ đề tổ sư cảnh giới cao hơn nhiều hắn, cho nên trong mắt hắn, bồ đề tổ sư liền như là phàm nhân, cho dù tốc độ vừa rồi rất nhanh. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo, dù là bồ đề tổ sư cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Quyền trưởng va chạm, nam đồng lôi thôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung lan lộn mấy chục vòng, sau đó mới rơi lên trên cầu thanh bạch ngọc kia hắn quỳ một chân trên đất, đầu gói nện đến mặt đá vỡ vụn, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu sợ hãi nhìn về phía Bồ Đề Tổ sư, hỏi: "Ngươi là người phương nào? Vì sao lại mạnh như thế?" Nhập Thánh cảnh viên mãn, lại có được lực lượng đối địch với Hiển Thánh, ngươi lại là người nào? Bồ Đề Tổ sư cao cao tại thượng, quan sát hắn hỏi: "Lực lượng địch nổi Hiển Thánh?" Tần Quân cũng bị giật mình đến, tiểu thí hài cũng có thể trâu bò như thế sao? Cùng lúc đó, các cường giả bên trong tiên thành cũng bị kinh động đến, từng đạo từng đạo thân ảnh tản ra khí thế mạnh mẽ đằng phi mà lên tu vị kém cỏi nhất cũng đạt tới đại la thủy tiên thậm chí còn có cường giải nhập thánh cảnh nam tố tiên tử an như mệnh từ tử huyền vân ẩn kiếp đám người thiên kiêu cũng ở trong đó bọn hắn ngẩng đầu nhìn vân hải lăn lộn sắc mặt đều là viết đầy vẻ hoảng sợ cỗ khí tức này là là hắn tuyệt đối là hắn chẳng lẽ là vị phong qua tay xe thái cổ giao long kia phong oa nghe nói hắn tại mấy trăm năm trước từng đại chiến thương hoa tiên tôn dẫn đến thương hoa tiên tôn trở về liền bế quan, không biết thực hư ra sao. Phong oa mạnh mẽ xông vào tiên tôn cung. Các cường giả kinh nghi liên tục, ngữ khí đều tràn đầy hoảng sợ. Phong oa lai lịch bí ẩn, ngang ngược vô kỵ, vô luận cái tinh vực nào, cái cấm địa nào cũng dám xông vào. Phàm là người hắn thấy ngứa mắt đều sẽ giết chết đối phương. Hắn đã từng đánh chết tươi một tên thiên kiêu thương đỉnh, chọc giận thương hoa tiên tôn. Hai người tại bên trong vô tận tinh không đánh một trận cực lớn, song phương đều thụ thương mà về khiến cho thanh danh của hắn lập tức phóng đại thương hoa tiên tôn thế nhưng là người cầm quyền tối cao của cổ tiên tinh vực tại dưới tình huống một số lão quái vật không xuất thế hắn đồng dạng liền tương đương với người mạnh nhất phong oa đại chiến thương hoa tiên tôn mà không bại khiến cho thanh danh của hắn triệt để trèo lên cao phong bên trong cổ tiên tinh vực không ai không biết không người không hay hiện tại phong oa vậy mà đi vào cổ tiên giới còn mạnh mẽ xông vào tiên tôn cung tất cả cường giả đều ý thức được phiền phức tiến đến rồi trách không được ngươi lớn lối như thế, nguyên lai like có cái lão đầu này bảo hộ. Phong Hoa mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn qua Tần Quân, phảng phất như nam đồng bị khi phụ, quật cường mà ủy khuất. Chương 1016, Thiên Phôi chi tranh. Đối mặt với Phong Oa phẫn uất, Tần Quân liền khịt mũi coi thường. Trẫm liền thích biểu lộ của ngươi muốn đánh trẫm lại đánh không được trẫm. Tần Quân xem thường cười nói, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ lai lịch của Phong Oa. Thân thể nho nhỏ lại có lực lượng chống lại hiển thánh, chẳng lẽ huyết mạch của hắn cực kỳ cường đại phong oa bị hắn chọc tức đến toàn thân run rẩy rất muốn xông lên nhưng bồ đề tổ sư cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn một quyền ban nãy hắn mặc dù chưa sử dụng toàn lực nhưng bồ đề tổ sư phong khinh vân đạm liền có thể một trưởng chấn thương hắn quả thực là đem hắn chấn nhiếp không nhẹ từ thời điểm hắn lại lần nữa xuất thế đến nay bồ đề tổ sư là người thứ hai để hắn sinh ra ý nghĩ không thể địch lại hừ không đánh nữa Phong Oa buông ra song quyền, dậm chân hử nói, phảng phất như đang nũng nịu. Tần Quân khóe miệng giật một cái, người nói không đánh liền không đánh sao? Tuy nhiên nhìn bộ dáng này của hắn, Tần Quân thật đúng là không hạ được nhẫn tâm, thế là tức giận nói, Thương Hoa không có ở đây, ngươi về nhà chơi đi. Phong Oa nghe xong, trong mắt liền đi dạo, chu môi cười nói, ta liền muốn ở chỗ này chơi, ngươi quản được sao? Tần Quân nhíu mày, tiểu tử này sẽ không phải là để mắt tới ma thai đi. Bồ đề tổ sư cũng đoán được khả năng này, lúc này liền hét lên, người nếu không rời đi, ta sẽ để người hình thần câu diện. Hai mắt như đuốc, nương theo uy áp khủng bố đánh úp về phía phong oa. Sinh linh bên trong tiên thành phía dưới đều không có cảm nhận được, duy chỉ có phong oa, hắn cảm giác mình như là một chiếc thuyền con bên trong cuồng phong sóng biển, đung đưa không ngừng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được khí tức tử vong vườn quanh, được được rời đi thì rời đi. Phong oa trong nháy mắt nhận sợ, hung hăng trợn mắt nhìn tần quân một chút sau đó liền quay người nhảy vào trong tầng mây cuồn cuộn. Tần quân luôn cảm thấy tên này sẽ đi rồi quay lại, thế là hỏi, ma thai làm sao bây giờ? Phong oa hoàn toàn chính là hùng hài tử, nếu là kinh động ma thai, ủ thành đại họa di thiên, thì làm sao bây giờ? Bồ đề tổ sư cũng có chút đau đầu, trần chờ nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hắn tuy rằng nhìn như nhỏ tuổi, nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm, chắc vẫn có chừng mực. Oán khí của ma thai thật sự là quá lớn, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ hãi hùng khiếp vía. Phong Oa không có lý do gì để mạo hiểm. Tần Quân nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Cũng không thể một mực thủ tại chỗ này, nói như vậy quá không thú vị. Hắn còn muốn tại bên trong tiên thành vơ vét một số thiên tài địa bảo, bảo khố trong tiên tôn cung lấy linh thạch, pháp bảo chiếm đa số, hắn vừa vặn không thiếu những thứ này. Về phần nếu như Phong Oa thật sự tới quấy rối, thì hắn cũng quản không được. Mặt khác, bản thân hắn cũng là địch nhân của Thương Hoa Tiên Tôn, không đáng giúp hắn thủ hang ổ, hắn còn không có thánh mẫu như thế, sau đó hai người liền biến mất tại nguyên địa trở lại trong khách sạn không qua bao lâu đình chủ thương đình tây môn thanh cương liền mang theo một đám đệ tử chạy đến lướt qua trên không tiên thành đi vào đám mây phía trên bảo vệ tốt tiên tôn cung không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập tây môn thanh cương trầm giọng hét lên thương hoa tiên tôn chính là sư tôn của hắn thủ hộ tiên tôn cung cũng là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của thương đình bọn hắn nhìn qua đại môn tiên cung hơi mở ra tây môn thanh cương liền không tên có chút bất an luôn cảm giác trong tiên tôn cung cất dấu đồ vật gì rất khủng bố, có một cỗ khí tức như có như không để trong lòng hắn rất không thoải mái. Các cường giả lơ lửng tại phía trên tiên thành cũng lần lượt trở về, chỉ là tin tức liên quan tới Phong Hoa xuất hiện liền, như là ôn dịch tại bên trong tiên thành truyền ra, tin tức vừa truyền ra, liền căn bản ngăn không được. Phong Hoa thế nhưng là cường giả tuyệt đỉnh trong tinh không, hắn đến để toàn bộ sinh linh trong tiên thành khẩn trương không thôi. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm trong toàn bộ tiên thành liền phun trào sinh linh tiến vào tiên thành cũng càng ngày càng ít, người đến đều là cường giả. Rất nhanh, tin tức liên quan tới thiên phôi liền tại bên trong tiên thành lan truyền ra. Truyền thuyết thương hoa tiên tôn thu hoạch được một cái thiên phôi, thiên phôi ẩn chứa thiên đạo lực, ăn vào có thể đạt được đại tạo hóa. Thương hoa tiên tôn sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì thiên phôi. Nghe nói ăn xong một khỏa thiên phôi, liền không thể ăn khỏa thứ hai, cho nên thương hoa tiên tôn liền có ý đem khỏa thiên phôi thứ hai sắp thai ngén tốt này, truyền cho người hữu duyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhóm Thiên Kiêu đến Cổ Tiên giới, bọn hắn trước đó là nghe được phong thanh này. Ngày kế tiếp, Cổ Tiên giới không có phân chia ngày đêm, nhưng canh giờ vẫn là có. Trong khách sạn, Tần Quân sau khi nghe được tin tức Thiên Phôi, liền khịt mũi coi thường cười nói, "Thiên Phôi cái gì? Đây rõ ràng là Ma Thai, là ai bịa đặt chuyện này vậy?" Hấp dẫn Thiên Kiêu cùng cường giả các phương đến tranh đoạt Ma Thai. Tần Quân bỗng nhiên liên tưởng đến thời điểm hệ thống phát động nhiệm vụ chi nhánh, Ma Thai ẩn chứa hơn ngàn loại huyết mạch chẳng lẽ thương hoa tiên tôn là muốn hấp thu huyết mạch của các cường giả hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao phục hy hi híp mắt nói ra vị tiên tôn này xem ra đang chủ bị đại mưu kinh thiên hôm qua tần quân đã đem những gì mình chứng kiến được tất cả nói cho bọn hắn cho nên bọn hắn sau khi nghe được tin tức thiên phôi liền đoán ra được thương hoa tiên tôn chính là người bày ra việc này tin tức tuyệt đối là do thương hoa tiên tôn thả ra hắn đến cùng muốn làm cái gì nơi này chính là cổ tiên giới chẳng lẽ hắn muốn chôn vùi tiên giới của mình triệu công minh nhíu mày nói mà thai xuất thế khẳng định sẽ thay nằm ngàn vạn tiên giới huyết khí trùng thiên còn có thể coi như là tiên giới sao chỉ sợ sẽ còn dẫn tới thiên đạo tức giận cường lương xem thường nói vì mạnh lên mà thôi còn có thể bởi vì cái gì tổ vu bọn hắn tin phục chính là lực lượng cường đại vì mạnh lên hy sinh ức vạn sinh linh lại như thế nào tần quân đứng dậy đi đến trước cửa sổ nhìn về phía tiên tôn cung mày kiếm nhíu chặt tâm lý tràn đầy lo lắng hắn lo lắng cổ tiên giới nếu là loạn thì thiên thư phải chăng còn có diệu dụng thành tiên chuyến đi này mục tiêu lớn nhất chính là trợ giúp hắc điệp tiên tử thành tiên còn lại đều phải đứng sang một bên bệ hạ không cần phải lo lắng thiên đạo có trật tự của mình sẽ không bởi vì một ít sự tình mà phá hư trật tự bồ đề tổ sư trấn an nói tần quân gật đầu nếu thật có người dám nhiễu loạn kế hoạch của hắn thì cũng đừng trách hắn vô tình một bên khác nương theo tin tức thiên phôi truyền ra phảng phất giống có một bàn tay vô hình đang thôi động, để tin tức rất nhanh liền truyền khắp cổ tiên giới. Càng ngày càng có nhiều cường giả hướng tiên thành bay tới, cho dù cướp đoạt, không được thiên phôi, thì có thể tận mắt thấy được hình dạng của nó cũng tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong tiên thành liền phát ra càng lúc càng khẩn trương. Ba ngày sau, tiên tôn cung bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó từng tên từng tên đệ tử thương đỉnh liền từ trên đám mây hạ xuống, tất cả đều máu me khắp người, vô cùng thê thảm tây môn thanh cương càng là hóa thành vẫn tinh rơi xuống và nát vân hải oanh một tiếng đập sập một tòa lầu cát bốc lên bụi đất cuồn cuộn dẫn tới sinh linh chung quanh xôn xao chuyện gì xảy ra vậy đây không phải là đình chủ thương đình tây môn thanh cương sao tiên tôn cung lại bị người tập kích chẳng lẽ là phong oa toàn thành kinh động từng tên từng tên cường già đằng phi mà lên nhất là nhóm thiên kiêu trực tiếp nhảy vào trong tầng mây tần quân mấy người cũng đi ra khỏi khách sạn nhìn lên bầu trời, bồ đề tổ sư trầm giọng nói, lại là vị phong oa kia. Hùng hài tử lại nháo sự. Tần quân im lặng, đã sớm đoán được hắn sẽ không an phận, không nghĩ tới lại thật xông vào tiên tôn cung. Nhìn qua từng tên từng tên cường giả hướng tiên tôn cung bay đi, hắn liền cảm giác nhức hết cả trứng. Những tên này thật sự cho rằng có thiên phôi sao. Không còn kịp nữa rồi. Bồ đề tổ sư nhẹ giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, lại là một đạo tiếng nổ mạnh rung động toàn bộ cổ tiên giới vang lên, đồng thời còn kèm theo tiếng cuồng tiếu của phong oa. Chương 1017, không đội trời chung. Trong tiên tôn cung, từng căn thạch trụ sụp đổ, bụi đất như là liệt diễm tại bên trong hành lang phun trào. Phong oa tựa như khất nhi cứ như vậy đi đến trước ma thai, không gian xung quanh một mảnh đen kịt, chùm sáng phía trên chỉ vẻn vẹn chiếu dọi lên trên ma thai, mặt ngoài có máu tươi lưu động, từng đầu kinh mạch nhảy lên, để cho người ta không rét mà run. Khí huyết thật cường đại. Phong oa nhìn qua ma thai, ánh mắt vô cùng nóng rực vì phòng ngừa bồ đề tổ sư lần nữa cản trở hắn hắn chỉ là đưa tay đâm vào bên trong ma thai phốc tê hắn kéo xuống một miếng thịt trên ma thai trực tiếp hướng phía miệng nhét vào ăn đến say sưa ngon lành biểu lộ say mê phảng phất như ăn được mỹ vị lúc này ma thai liền bắt đầu run rẩy y tiếng gọi quỷ dị đi theo vang lên tại trong không gian mở tối lộ ra vô cùng kinh dị phong oa ngược lại là xem thường vẫn vui vẻ ăn huyết nhục của ma thai ngoài tiên tôn cung một đám cường giả đang oanh kích lấy thiên cơ trận pháp của tiên tôn cung tu vị kém cỏi nhất cũng đạt tới đại la thủy tiên nam tố tiên tử đứng tại trên mây trắng nhìn tiên tôn cung đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt thì thào nói cỗ khí tức này có vẻ giống như là ma khí nhóm thiên kiêu đều không có xuất thủ mà là đứng bên ngoài quan chiến dù sao nơi này cũng là tẩm cung của thương hoa tiên tôn bọn hắn những thiên kiêu này đại biểu cho những thế lực khác nhau cho nên cũng không thể cùng thương hoa tiên tôn vạch mặt cường giả dám ra tay đại bộ phận đều là độc hành hiệp sau khi cướp đoạt được thiên phôi bọn hắn liền sẽ ẩn thế cho đến khi ăn xong thiên phôi ngộ được đại đạo lại xuất thế cũng không biết là ai truyền đi tin tức nói thương hoa tiên tôn ra bên ngoài bế quan không có mấy trăm năm là về không được lúc này mới phóng đại dã tâm trong lòng các cường giả an như mệnh cũng phát giác được không thích hợp phàm là sinh linh tu vị đạt tới nhập thánh đều sẽ cảm nhận được ma khí mà cỗ ma khí này chính là lấy tốc độ để cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi tăng vọt Ia -a, 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 a đúng lúc này, một đạo tiếng kêu chói tai bỗng nhiên từ sâu trong tiên tôn cung truyền ra, tựa như hài đồng đang gào thét khàn hết cả giọng, vang vọng toàn bộ cổ tiên giới, để người nghe đều tê cả da đầu. Tần Quân cũng nghe được, màng nhĩ nhói nhói, bốn người Bồ đề tổ sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía trên. Oanh, phong oa ngang ngược đánh vỡ vách tường tiên tôn cung, mặt mũi tràn đầy máu tươi, tuy rằng không phải là của hắn, nhưng vẫn như cũ nhìn kinh dị vô cùng. Mẹ nó, thương hoa tiểu nhi cũng dám nuôi loại vật này. Hắn điên rồi. Phong oa hoảng sợ kêu lên, để một đám cường giả đề phòng nhìn qua hắn, nhưng mà hắn lầm bầm lầu bầu nhảy vào bên trong vân hải, rời khỏi nơi đây, tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lâu hơi. Tiên tôn cung bắt đầu đung đưa kịch liệt, dẫn đến toàn bộ sơn phong cũng đi theo rung động, vân hải cuồn cuộn, lôi vân từ bên trên đè ép mà xuống, thiên lôi cuồn cuộn, một cỗ thiên uy to lớn liền tràn ngập tại bên trong tiên thành. Ma thai vậy mà bắt đầu nở, chuyện gì xảy ra vậy? Bồ đề tổ sư nhíu mày nói, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn qua thân ảnh phong qua nhanh chóng trốn lướt về phía ngoài thành, khóe miệng hơi rút. Phục Hy bấm ngón tay thôi toán, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nói, đây là một tôn ma vật hung uy ngập trời, tinh không gặp nạn rồi. Triệu công minh cùng cường lương nghe được liền như lọt vào trong sương mù, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được tiên tôn cung, phía trên có một cỗ ma khí kinh người đang tăng trưởng. Bên trên vân hải, thiên lôi phích lịch miêu yêu tiểu thất bên người nam tố tiên tử sợ hãi kêu lên, tiên dữ, chúng ta nhất định phải rút lui, đầu ma vật này quá kinh khủng. Không chỉ có là nó, mà những cường giả còn lại cũng hoảng loạn lên. Cái cỗ ma khí kia để bọn hắn hô hấp dồn dập, rất nhanh liền có sinh linh gánh không được áp lực, quay người rời đi. Lúc này, cửa thành phía tây liền truyền đến tiếng mắng chửi của phong hoa, thương hoa tiểu nhi. Người dám chơi đều lão tử. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả liền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên ngoài thành tường đã dâng lên một màn ánh sáng màu tím, xông vào trong mây, phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ tiên thành đều bị màn ánh sáng màu tím này vây quanh. Phong Oa dùng song quyền đập mạnh màn sáng màu tím, đáng tiếc không cách nào đem nó đánh tan. Ngoài thành, một thân ảnh như thần đứng tại bên trên thần tượng của trưởng tham thương, hắn một thân trường bào màu trắng, bên trên in đồ văn tiên diễm, áo bào phần phật theo gió. Chính là thương hoa tiên tôn, chủ nhân của cổ tiên giới, đại năng hiển thánh cảnh thương hoa tiên tôn khuôn mặt tựa như 40 tuổi, mày trắng như đao, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ khí thức tuyệt nhiên, phảng phất như cùng thiên địa hòa thành một thể. Nhìn qua phong hoa tức giận bên trong màn ánh sáng màu tím, thương hoa tiên tôn chậm rãi nói, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn đi. Kế hoạch thiên phôi, hắn lúc đầu cũng không có nhằm vào phong Oa, ai bảo tên này lại đến tham gia náo nhiệt. Phong hoa giận không kềm được, song quyền lượn lờ lấy bạch khí cuồn cuộn, cuồng bạo đập lên màn tím. Các cường giả trước tiên tôn cung cũng chú ý tới thương hoa tiên tôn đến, bọn hắn lập tức xôn xao. Thương hoa tiên tôn vì sao lại ở đây? Đó là pháp trận. Không tốt. Chờ một chút, khó nói cỗ ma khí kia chính là thiên phôi. Không tốt chúng kế rồi. Tiên tôn vì sao lại phải làm như vậy? Các cường giả nhìn qua màn ánh sáng màu tím sợ hãi trâu đầu ghé tai, nhóm thiên kiêu sắc mặt cũng phát ra khó nhìn. Không nghĩ tới bọn hắn đều bị chơi xỏ. Tin tức thiên phôi là bọn hắn dẫn đầu biết được, không nghĩ tới đây lại là một trận bố cục, Thương Hoa Tiên Tôn muốn làm cái gì? Từ Tử Huyền lúc này hướng Thương Hoa Tiên Tôn bay đi, hắn chính là thiên kiêu của Cổ Tiên Tinh vực, có thể Thương Hoa Tiên Tôn sẽ không làm khó hắn. Năm người Tần Quân cũng chú ý tới Thương Hoa Tiên Tôn xuất hiện, khí tức hiển thánh tại Cổ Tiên giới thật sự là quá rõ ràng. "Bệ hạ, muốn xuất thủ chưa?" Bồ Đề Tổ Sư hỏi, Ngư Khí dừng lại một chút, nói, "Thương Hoa Tiên Tôn tu vị cảnh giới là hiển thánh cảnh sơ kỳ, ta có tuyệt đối nắm chắc để hắn vẫn là hôm nay." phục hi triệu công minh cường lương âm thầm kinh hãi dám nói tuyệt đối nắm chắc nói rõ bồ đề tổ sư tu vị cao hơn hiển thánh cảnh sơ kỳ không phải là hiển thánh cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ tần quân lắc đầu cười nói trước đừng hoảng hốt dù sao hắn cũng trốn không thoát hắn ngược lại là muốn xem xem thương hoa tiên tôn sau đó sẽ làm cho gì cừu hận của hắn đối với thương hoa tiên tôn đã không cách nào hóa giải thương hoa tiên tôn tiêu diệt thánh đình bọn hắn để hắn không còn mặt mũi đối mặt với Bạch Đế, đồng thời kiếp trước cũng vẫn lạc, tàn hồn trải qua 13 vạn năm chuyển thế. Thù này không đội trời chung, cho dù Thương Hoa Tiên Tôn là chủ nhân của tiên giới, tuân theo thiên vận. Tần Quân muốn tại thời điểm Thương Hoa Tiên Tôn đắc ý nhất lại giết hắn, một tay đem hắn từ phía trên đám mây kéo vào địa ngục vô biên. Hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn cũng nếm thử thống khổ 13 vạn năm tại bên trong vũ trụ vô biên lưu lạc, hắn muốn để Thương Hoa Tiên Tôn hối hận. Oanh tiên tôn phong vĩ ngạn bỗng nhiên sụp đổ, một cỗ ma khí trùng thiên tựa như núi lửa màu đen bạo phát, tách ra vân hải, đâm vào màn tím phía trên, khiến cho thiên lôi chung quanh giao thoa đánh xuống. Nhóm thiên kiêu nhao nhao rút lui, An Như mệnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thiên kiêu bên trong cổ tiên giới, hắn tuyệt đối là một vị mạnh nhất, nhưng cảm thụ được cỗ ma khí kia, hắn vậy mà lưng phát lạnh. Tiên tôn đại nhân, mau thả ta ra ngoài. Từ Tử Huyền đi đến trước màn tím, nhìn qua Thương Hoa Tiên Tôn bên kia gọi nói, cái cỗ ma khí kinh khủng kia để hắn kinh tâm động phách, hắn có loại cảm giác tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Thương Hoa Tiên Tôn mặt không biểu tình, không nhìn thẳng hắn. "Tiên Tôn đại nhân." Từ Tử Huyền lập tức gấp, trên mặt mồ hôi lạnh to như hạt đậu rơi xuống. Vừa dứt lời, một cỗ cuồng phong liền đụng vào phần lưng của hắn, hắn vô ý thức quay đầu, chỉ gặp phong qua mặt mũi dữ tợn xuất hiện tại phía sau hắn. Chương 1018, Hỗn Độn Ma Thai lộ ra dữ tợn phong qua hai tay chế trụ bả vai từ tử huyền còn chưa chờ từ tử huyền phản ứng hắn liền dùng lực xé huyết nhục vẩy ra từ tử huyền liền tại chỗ bị xé thành hai nửa tàn bạo sau khi ngang ngược giết chóc từ tử huyền phong qua hai mắt liền chợt trợn cắn răng nghiến lợi nhìn qua thương hoa tiên tôn tựa như một tôn hung thú bạo tẩu toàn thân tản ra khí tức bạo lệ thương hoa tiên tôn mặt không biểu tình một tôn thiên kiêu mà thôi cùng đại đạo của hắn so sánh có đáng là gì Đừng vùng vẫy, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng cho thiên phôi." Thương Hoa Tiên Tôn nhẹ giọng nói, biểu lộ đạm mạc, tựa hồ căn bản không đem Phong Hoa để vào trong mắt. Đổi lại là trước kia, hắn có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng trận pháp này chính là hắn từ những tiên giới còn lại mua được, bỏ ra giá cực cao, không phải hiển thánh cảnh trung kỳ là không thể phá. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cổ tiên tinh vực, đều tìm không ra một tên hiển thánh cảnh trung kỳ. Phong Hoa tuy rằng lực lượng có thể so với hiển thánh nhưng cuối cùng cũng không phải là hiền thánh hắn là không thể nào phá được trận pháp này chạy ra phong oa nghe xong càng thêm tức giận chửi ầm lên nói ngươi là heo sao vật kia căn bản không phải thiên phôi là hỗn độn ma thai nó nếu như trưởng thành ngươi sẽ không thể nào khống chế được nó tiếng mắng chửi của hắn vang vọng toàn thành hỗn độn ma thai vô số sinh linh xôn xao nghe cái tên này rõ ràng là yêu ma yêu ma ngay cả phong oa cũng phải hoảng sợ khủng hoảng tuyệt vọng bắt đầu ở bên trong tiên thành lan tràn ngay sau đó tiên thành liền vỡ tổ toàn bộ sinh linh đều hướng về phía thành tường phóng đi khiến cho cả vùng đều đang rung động tiên tôn phong còn đang không ngừng rung động hòn đá trượt xuống còn có một căn thạch trụ từ tiên tôn cung rơi xuống nện đến nhà lầu phía dưới sụp đổ bụi đất dâng lên cao mấy trăm trượng ma khí trùng thiên giảo tán vân hải thiên lôi phích lịch rơi xuống lại là không cách nào đánh tan được ma khí a a a tiếng kêu chói tai vang vọng toàn bộ cổ tiên giới vô cùng chói tai, để cho người ta sau khi nghe được liền tê cả da đầu. Tần quân cười hỏi, đầu ma vật này mạnh cỡ nào? Ma thai nếu là bị giết, oán niệm sẽ bạo phát, nhưng nó hiện tại đã sắp thành công nở ra, ngược lại là dễ đối phó hơn. Trước mắt đã đạt tới đại la thủy tiên cảnh viên mãn, đang trùng kích nhập thánh. Phục hy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, sát khí của hỗn độn ma thai thật sự là quá mạnh, ngay cả hắn đều có chút bất an. Trùng kích nhập thánh, cường lương nắm chặt song quyền đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng tần quân cũng bị dọa sợ không nghĩ tới hỗn độn ma thai lại mạnh như vậy vừa xuất thế liền trùng kích nhập thánh hắn trong lòng nhất thời không thăng bằng cái này mẹ nó là thiên đạo chủ giác sao ma thai này đã thai ngén vô số năm được thương hoa tiên tôn tình cờ nhặt được trong cơ thể nó ẩn chứa linh khí rất nhiều không có mấy chục vạn năm là rất khó tụ tập đến trình độ này bồ đề tổ sư cao lại bạch mi nói ra mấy chục vạn năm Tần quân giật mình, trong lòng cũng đi theo thăng bằng. Chỉ là, thương hoa tiên tôn vì sao lại muốn bồi dưỡng hỗn độn ma thai. Cùng lúc đó, trước tường thành của tiên thành đã bị sinh linh chen chật ních, bọn hắn điên cuồng va chạm với màn sáng, muốn thoát ra bên ngoài, đáng tiếc căn bản vô dụng. Không chung, nam tố tiên tử bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiêng kỵ, nhìn qua ma khí. Trùng thiên phía trước, nàng có thể cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma thai đang tăng vọt. Miêu yêu tiểu thất bên cạnh cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhóm thiên kiêu còn lại cũng không có thối lui, bởi vì bọn hắn đều hiểu, giờ phút này đã không thể chạy trốn rồi. Bọn hắn chỉ có thể liên thủ chu ma, nếu không bọn hắn đều sẽ vẫn lạc. Hỗn độn ma thai. An như mệnh tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn từng nghe tiền bối trong gia tộc nói qua hỗn độn ma thai. Nếu đúng như trong truyền thuyết nói, vậy thì phiền toái rồi. Lời tuy là như thế, nhưng An như mệnh cũng không có hoảng sợ. Hai tay nâng lên, phía sau trống rỗng xuất hiện bốn thanh hắc đao, Tựa như hắc khí ngưng tụ mà thành, thấy không rõ hình dáng. Thiên Kiêu còn lại cũng nhao nhao xuất ra pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu. Oanh một tiếng, tiên tôn cung vốn đã tàn phá không chịu nổi đột nhiên nổ tung. Đá vụn như là đạn pháo hướng bốn phương tám hướng vọt đi, cả kinh các sinh linh nhảy lên tránh né. Đại bộ phận cường giả đại la thủy tiên đều không có trốn, bọn hắn cũng biết mình trốn không thoát, Thương Hoa tiên tôn đã thi triển trận pháp, hiện tại chỉ có thể sống mái chiến một trận bụi đất cuồn cuộn, bên trong ma khí, một thân ảnh nhỏ bé chậm rãi nhô lên. Hắn phẳng phất như chỉ có hai ba tuổi, cả người vòng quanh ma khí, toàn bộ thân thể đều là màu đen, trải rộng huyết văn kỳ dị, tóc trên đầu như máu dài đến nửa mét, so với thân thể còn dài hơn. Kỳ lạ nhất là thân thể của hắn lấy mắt trần cũng có thể thấy được đang cất cao, hắn đang nhanh chóng trưởng thành. Khí tức nhập thánh kinh thiên động địa. Hắn chính là hỗn độn ma thai sao? Các cường giả thấy liền nuốt một ngụm nước bọt, hỗn độn ma thai thân thể tuy rằng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách khó tả tạch 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 hỗn độn ma thai lắc lắc cổ tiếng xương kêu lách cách để cho người ta lưng phát lạnh rất nhanh chiều cao của hắn liền đạt tới hơn một mét vẫn còn đang tăng trưởng ma khí như là từng đầu ác mãng quay quanh người hắn động thủ không thể để cho nó lại mạnh lên một tên đại la thủy tiên chói tai quát lên thoại âm vừa rơi xuống hắn liền dẫn đầu huy trưởng đánh đi pháp lực như là hồng lưu tuôn ra xé rách thiên lôi mây mù dọc đường, cường giả còn lại cũng đi theo xuất thủ, bao quát cả nhóm thiên kiêu. Các loại pháp lực hồng lưu từ bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp rơi lên trên thân Hỗn Độn Ma Thai, huyết phát loạn vũ trong nháy mắt đêm nó bao phủ. Ia -a, a tiếng kêu chói tai kia lần nữa vang lên, dù là An Như Mệnh nghe được cũng phải nhăn lại mày kiếm. Đối mặt với mười mấy tên đại la thủy tiên, mấy tên nhập thánh liên thủ công kích, đổi lại là cường giả nhập thánh khác chắc chắn sẽ không ngăn được. Một giây sau, các cường giả sắc mặt liền kịch biến. Bọn hắn cảm giác được Hỗn Độn Ma Thai vậy mà đang hấp thu pháp lực của bọn hắn, chỉ gặp pháp lực hồng lưu hóa thành một vòng xoáy, lấy tốc độ cực nhanh chui vào bên trong cơ thể Hỗn Độn Ma Thai, khiến cho hình thể của nó đột nhiên cất cao nửa mét. Huyết phát theo gió cùng vũ, Hỗn Độn Ma Thai thời khắc này đã trưởng thành đến hình thái thiếu niên. Sát khí giận sông vân tiêu, làm cho nhiệt độ cả tiên thành hạ xuống đến băng điểm. Các sinh linh trước tường thành nhao nhao quay đầu nhìn qua dáng người hỗn độn ma thai trên bầu trời trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ tuyệt vọng phong oa cũng thấy được nghiến răng nghiến lợi không thôi thầm mắng một tiếng lúc này liền hướng hỗn độn ma thai bay đi hắn nhất định phải thừa dịp hỗn độn ma thai còn chưa có mạnh đến cực hạn xuất thủ bằng không hắn cũng phải chết ở chỗ này rốt cục xuất thế rồi thương hoa tiên tôn đằng phi mà lên bay qua đỉnh tường thành nhìn qua thân ảnh hỗn độn ma thai hơi có vẻ gầy gò trên mặt hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt phẳng phất như đang nhìn một kiện chân bảo hiếm thấy. Ăn thật ngon. Hỗn độn ma thai lắc lắc cổ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn kinh dị, hai mắt đỏ như máu, trong miệng còn mọc ra hai quả răng nanh, da thịt đen nhánh, huyết văn loang lổ khắc ở trên mặt, khiến cho hắn nhìn như ma đầu từ luyện ngục cửu u đi ra. Đối mặt với ánh mắt của hỗn độn ma thai, các cường giả đều vô ý thức lui lại, không dám cùng nó đối mặt. An như mệnh sắc mặt khó coi, có thể hấp thu pháp lực của địch nhân, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi, nuốt pháp lực đây không phải là năng lực huyết mạch đặc thù của thiên kiêu vũ ma tinh sao vũ ma tinh mất tích mấy ngàn năm chẳng lẽ cùng hỗn độn ma thai có quan hệ khẳng định là như vậy vũ ma tinh dù sao cũng là thiên kiêu tu vị nhập thánh cảnh hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ a à. cả đời cùng thiên kiêu chiến đấu chưa bại một lần chỉ có thương hoa tiên tôn mới có thể bắt được hắn thương hoa tiên tôn đến cùng muốn làm cái gì các cường giả kinh hô liên tục đều là bị năng lực khủng bố của hỗn độn ma thai hù dọa đến Chương 1019, Phong Oa Chiến Ma Thai, Thiên Kiêu Vũ Ma Tinh, đối với nam tố tiên tử, an như mệnh, vân ẩn kiếp đám người thiên kiêu tới mà nói, cái tên này cũng không có lạ lẫm, vài ngàn năm trước, Vũ Ma Tinh thế nhưng là tồn tại danh tiếng cường thịnh nhất bên trong tinh không. Có thể thôn vệ pháp lực của vạn tộc, mạnh đến mức rối tinh rối mù, phàm là thiên kiêu cùng hắn giao chiến, đều thất bại. Đương nhiên, Vũ Ma Tinh không có chiến thắng qua đám quái vật đứng tại 50 vị trí đầu, trong thiên kiêu bảng tam thiên đám quái vật xếp tại 50 vị trí đầu, rất ít xuất hiện, cơ hồ đều là bế quan lĩnh hội đại đạo, trùng kích cảnh giới cao hơn. Năng lực của Vũ Ma Tinh. Nam Tố Tiên tử nheo lại đôi mắt đẹp, đáy mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nàng từng tận mắt thấy qua tư thái cùng ngạo của Vũ Ma Tinh, đó là một phương đại thế giới, Vũ Ma Tinh độc chiến mấy tên thiên kiêu cùng vô số cường giả, trọn vẹn chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mang theo toàn thân máu tươi rời đi. Hắn thắng. An Như Mệnh cũng nhíu mày, Vũ Ma Tinh thế nhưng là nhân vật hắn đã từng muốn truy đuổi, nhưng Vũ Ma Tinh biến mất mấy ngàn năm, có người nói hắn đang tu luyện, có người nói hắn đã chết, chúng thuyết phân vân. Bây giờ thấy hỗn độn ma thai có thể hấp thu pháp lực của bọn hắn, bọn hắn cũng không khỏi hồi tưởng lại ký ức kinh dị trước kia khi cùng Vũ Ma Tinh, giao thủ. Khắc khắc kiệt đúng lúc này, hỗn độn ma thai bỗng nhiên quái tiếu, hắn dùng tay phải nắm lấy tóc đỏ của mình, thân thể hướng về sau uốn lượn, ma khí quanh thân như là từng đầu hắc dao quay quanh phát ra khí thế càng làm cho không gian chung quanh uốn éo, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Cuồng phong bỗng nhiên đánh tới, chỉ gặp phong qua phóng qua đỉnh đầu đông đảo cường giả, nâng quyền đánh hướng hỗn độn ma thai. Trong chốc lát, con mắt đỏ ngầu của hỗn độn ma thai liền nheo lại, hai tay đen nhánh đột nhiên biến thô, mặt ngoài lưu động sáng bóng như kim loại, quay người chính là một quyền. Phanh xong quyền giao nhau, không gian chung quanh liền bị phá nát, liên đối thiên lôi rơi xuống điều hóa thành hư vô biến mất lực lượng kinh khủng chấn động đến tiên tôn phong dưới chân hỗn độn ma thai vỡ nát tiếng nổ tung đinh tai nhức óc vang lên vô số đá vụn hướng về mỗi cái phương hướng khác nhau bay đi phong oa sắc mặt biến hóa hắn vẫn lấy lực lượng làm kiêu ngạo vậy mà không có áp chế được hỗn độn ma thai hắn chỉ cảm thấy nắm đấm của hỗn độn ma thai cứng rắn vô cùng phảng phất như là nham thạch cứng rắn nhất thế gian tạo thành hừ dám cùng lão tử so lực lượng phong oa nổi giận bắp thịt cả người căng cứng nắm tay phải đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem hỗn độn ma thai đánh bay ra ngoài, một đường văng xa mấy chục vạn mét, nện ở bên trên màn tím, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một màn này để các cường giả mừng rỡ không thôi. Phong oa chính là thể tu, gần như không tu pháp lực, một thân lực lượng khủng bố vô biên, đối chiến với hỗn độn ma thai có thể hấp thu pháp lực, vừa vận khắc chế. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới, phong oa tay trái đã ẩn ẩn có chút run rẩy. Trong lòng của hắn giận mắng, cái đồ chơi này làm sao lại cứng như vậy? hỗn độn ma thai dán tại bên trên màn tím phẳng phất, như không nhận dẫn lực của cổ tiên giới ảnh hưởng, hai chân dẫm tại phía trên màn tím, ngưỡng vọng phong qua trên bầu trời, trên mặt dữ tợn càng thêm khiếp người. Nhìn qua tư thái dày đặc của hỗn độn ma thai, tần quân liền hiếu kỳ hỏi, thứ này có linh? Chí sao? Bên người có nhiều cường giả như vậy, hắn xác thực không có đem hỗn độn ma thai để vào trong mắt. Bồ đề tổ sư vuốt dầu cười nói, đương nhiên là có, bởi vì oán khí quá nặng, cho nên hắn mới trời sinh yêu thích giết chóc. Phục Hy, Triệu Công Minh, Cường Lương cũng đang hiếu kỳ dò xét hỗn độn ma thai. Trời sinh yêu thích giết chóc, tần quân sờ lên cầm bắt đầu suy tư, hỗn độn ma thai vừa ra đời liền mạnh như vậy, lại lấy sát lục làm vui thích, ngày sau nếu như chân chính trưởng thành, chỉ sợ sẽ là một tôn sát thần ngập trời. Oanh hỗn độn ma thai lần nữa động, hướng về phía phong oa thế không thể đỡ phóng đi, trong chớp mắt liền lướt qua mấy vạn mét. Phong oa cũng không e ngại, mà cùng hỗn độn ma thai giận chiến quyền cước chạm vào nhau, rơi lên trên thân của nhau, thân hình xê dịch tốc độ càng lúc càng nhanh đến mức để đại la thủy tiên, đều không cách nào dùng con mắt thấy được. Hai người chiến đấu tràn đầy bạo lực nguyên thủy, không có pháp thuật rực rỡ, cũng không có thần thông ảo diệu, toàn bằng sáp lá cà. Phong oa một quyền nện ở trên mặt hỗn độn ma thai, chấn động đến không khí chung quanh nổ tung, nhưng hỗn độn ma thai lại không bị ảnh hưởng chút nào, một gối liền đánh lên bên trên bụng của phong oa hỗn độn ma thai thời khắc này bộ dáng đã giống như thiếu niên 13-14 tuổi, so với phong oa chỉ lớn hơn một chút. Liền như là hai tên hài đồng trên trời dưới đất ác chiến, thấy để các sinh linh còn lại trợn mắt hốc mồm. Băng hai người tựa như lưu tinh trụy, chấn động đến mấy chục tòa nhà phòng ốc phía dưới nổ tung, mặt đất sụp đổ, bụi đất cuồn cuộn tung bay, như là bão cát hướng toàn thành lan ra, tràng diện hùng vĩ mười phần. Thương hoa tiên tôn trên mặt lộ vẻ trào phúng, thì thào nói, Hỗn Độn Ma Thai thế nhưng là dung hợp hơn ngàn loại huyết mạch, hắn là vô địch. Vừa dứt lời, phong qua liền như là đạn pháo từ mặt đất đằng phi mà lên, trực trùng vân tiêu, đụng xuyên tầng tầng vân hải. Uy áp kinh khủng tràn ngập toàn thành, đó là khí tức của nhập thánh cảnh viên mãn, một đám cường giả nhập thánh đều động dung, nhất là sát khí của Hỗn Độn Ma Thai, để bọn hắn lăng hàn khắp cả người, cùng một chỗ động thủ, nếu không thì ai cũng không sống nổi. An Như Mệnh nghiêm nghị hét lên, phong oa đều không cách nào chấn áp được hỗn độn ma thai nếu như chờ phong oa chiến tử thì còn đến mức nào hiện tại bọn hắn với phong oa là cùng một trận doanh nhất định phải xuất thủ nam tố tiên tử trực tiếp nâng tay phải lên một bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống chụp về phía hỗn độn ma thai trong thành an như mệnh ánh mắt ngưng tụ bốn thanh hắc đao phía sau cấp tốc tế ra thiên kiêu còn lại cũng đi theo xuất thủ bọn hắn tu vị tuy rằng không cao bằng nam tố tiên tử cùng an như mệnh nhưng xuất thủ cũng là thanh thế ngập trời hỗn độn ma thai hóa thành mũi tên đánh vỡ đại thủ màu đen của nam tố tiên tử đối mặt với bốn thanh hắc đao của an như mệnh hắn ngang ngược vô kỵ song trưởng đem chúng nó đánh bay pháp lực hồng lưu của những thiên kiêu còn lại căn bản ngăn không được hỗn độn ma thai ta muốn ăn các ngươi hỗn độn ma thai âm thanh bén nhọn vang vọng toàn thành dọa đến những người tu vị yếu bên trong tiên thành gào thét liên tục đình chủ thương đình tây môn thanh cương đi đến trước màn tím nhìn qua thương hoa tiên tôn phía ngoài gấp giọng nói sư tôn mau thả ta ra ngoài tu vị của hắn cũng đồng dạng là nhập thánh cảnh viên mãn nhưng cảm nhận được khí tức của hỗn độn ma thai cũng bị dọa đến phát sợ nhưng mà thương hoa tiên tôn lại thờ ơ nhẹ giọng nói thanh cương phát huy chút tác dụng sau cùng của ngươi đi dùng nhục thể của ngươi đến cường đại thiên phôi tây môn thanh cương như bị xét đánh mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng hắn kinh thanh gọi nói sư tôn ngươi cùng lúc đó năm người tần quân cũng bắt đầu khởi hành dạo bước hướng vị trí thương hoa tiên tôn đi đến. Đường phố dọc đường hỗn loạn không chịu nổi, còn có phụ nữ và trẻ em đang khóc. Bên trong tiên thành thế nhưng là có không ít bách tính, tu vị không tới thái ất cảnh, tác dụng của bọn họ chính là trợ giúp thần tiên trồng trọt linh điền, thiên tài địa bảo. Tần quân yên lặng nhìn ở trong mắt, lúc này phân phó nói, triệu công minh, ngươi nhìn hỗn độn ma thai, đợi nó đánh bại song phong oa cùng một đám thiên kiêu, ngươi liền ra tay. Triệu công minh tuy rằng cũng là nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng tay cầm 24 khỏa định hải châu, treo lên đánh hỗn độn ma thai là không thành vấn đề. Tuân lệnh. Triệu công minh hưng phấn gật đầu, lúc này liền quay người hướng không trung bay đi. Mà tần quân ánh mắt thì nhìn chằm chằm thương hoa tiên tôn bên ngoài thành. Giờ khắc này, có đến hơn trăm vạn sinh linh đang dùng ánh mắt cửu hận, phẫn nộ nhìn qua thương hoa tiên tôn, khiến cho hắn cũng không có chú ý tới sự tồn tại của đám người tần quân. Trường 1020, ngươi có thể xưng ta là thiên hoàng, phanh hỗn độn ma thai một quyền nện ở trên thân một tên đại la thủy tiên, lực lượng khó có thể tưởng tượng trực tiếp đem tôn cường giả này sinh sinh đánh nổ, máu vẩy trời cao. An như mệnh hai tay cầm đao, thân thể xoay tròn, tựa như vòi rồng tứ ngược mà đến, muốn xuyên thủng nhục thân của hỗn độn ma thai. Nào biết, hỗn độn ma thai trở tay chính là một tát, nhấc lên cuồng phong để an như mệnh sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, như là hạt bụi, trong chớp mắt liền tan biến tại trong mây mù nam tố tiên tử cấp tốc đi đến phía dưới hỗn độn ma thai, tay phải nâng lên, pháp lực ngưng tụ thành bàn tay lớn màu đen, bàn tay rộng trừng vạn trượng, giống như một khối đại lục cao tốc bay lên. Hỗn độn ma thai căn bản không cúi đầu, chân phải giẫm một cái, liền trực tiếp đem bàn tay lớn màu đen đánh sơ xác. Tiểu tạp chủng, chớ càn rỡ. Phong qua tiếng gầm gừ nổ vang, chỉ gặp hắn xuyên qua bụi đất cuồn cuộn lần nữa đánh tới, song quyền liên tiếp oanh ra, quyền ảnh trọng điệp với nhau đánh tới, tựa như hạo nhật bắn ra cường quang chói mắt. Hỗn độn ma thai hai tay ngăn tại trước người, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Hai người tu vị đều là nhập thánh cảnh viên mãn, về mặt sức mạnh, hỗn độn ma thai tạm thời còn yếu hơn phong oa. Nhưng hỗn độn ma thai có hơn ngàn loại huyết mạch, tương đương với có hơn ngàn loại thần thông bản mệnh. Trong chớp mắt, hỗn độn ma thai liền xuất hiện tại sau lưng phong oa, cánh tay trái lượn lờ lửa nóng hừng hực cánh tay phải băng xương bám vào, xong quyền oanh ra, rơi lên trên lưng Phong Oa. Phốc Phong Oa không kịp chuẩn bị, liền bị oanh đến thổ huyết bay rớt ra ngoài, thời gian ngắn ngủi không đến một hơi thở, liền rơi lên trên tường thành, chấn động đến đại địa lay động. Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều tiên binh tiên tướng hướng tiên thành tụ tập. Thương Hoa tiên tôn tay phải nâng lên, ra hiệu cho bọn hắn không được đến gần, để nhóm tiên binh tiên tướng hai mặt nhìn nhau. Thần tiên đứng hàng tiên ban cũng không phải đều ở bên trong tiên thành. Nơi này chính là địa bàn của Thương Hoa Tiên Tôn, cổ tiên giới lớn như vậy, mỗi một tên thần tiên đều có hoàn cảnh thuộc về mình. Nghe tiếng mắng chửi bên trong tên thành, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai, nhóm thần tiên hai mặt nhìn nhau, đều đang nhỏ giọng nghị luận. Chuyện gì xảy ra vậy? Không nghĩ tới tiên tôn ngay cả tử cực thái hoa trận cũng sử dụng. Khó nói bên trong tiên thành xuất hiện biến cố. Không rõ ràng, các ngươi mau nhìn, ngay cả Tây Môn Thanh Cương cũng ở bên trong, đây chính là đệ tử của Tiên Tôn đình chủ thương đình a tiên tôn muốn làm gì vậy nhóm thần tiên nghi hoặc nhưng không người nào dám vi phạm lệnh của thương hoa tiên tôn tên của bọn hắn đã viết tại bên trên thiên thư mà thiên thư bị thương hoa tiên tôn trưởng khống nếu như bọn họ chọc giận thương hoa tiên tôn thì thương hoa tiên tôn có thể mượn nhờ lực lượng của thiên thư để bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán tây môn thanh cương phẫn nộ đến cực điểm có loại cảm giác bị phản bội cùng lợi dụng hắn giận mắng nói thương hoa tây môn thanh cương ta hối hận khi làm đồ đệ của ngươi tiếng mắng chửi của hắn vang vọng toàn bộ cổ tiên giới để vô số sinh linh xôn xao tiên thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ đình chủ thương đình mưu phản trong lúc nhất thời càng ngày càng có nhiều sinh linh bắt đầu hướng tiên thành tụ tập mà đến thương hoa tiên tôn thờ ở, trong mắt của hắn chỉ có hỗn độn ma thai vì để hỗn độn ma thai sinh ra hắn nhưng là hao phí rất nhiều thời gian hắn cũng không lo lắng hỗn độn ma thai sẽ phản bội mình Hắn sớm đã để hỗn độn ma thai nhận chủ, đợi ma thai trưởng thành, hắn sẽ đem nó đoạt xá, trở thành hỗn độn chi thân có được hơn ngàn loại huyết mạch, đến lúc đó hắn sẽ mạnh hơn, thậm chí hoành hành ba ngàn đại thế giới. Có lẽ còn có cơ hội nếm thử đột phá thánh nhân cảnh trong truyền thuyết. Hử Tây Môn Thanh Cương, Tần Quân Khiêu Mi, Tây Môn Ngục bị Bồ Đề Tổ Sư giết chết, dẫn đến phát động nhiệm vụ chi nhánh, Tây Môn Ngục chính là em trai của Tây Môn Thanh Cương, Tây Môn Thanh Cương chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này. Nghĩ xong, hắn liền đối với Phục Hy phân phó nói, đi giết Tây Môn Thanh Cương cho chậm. Phục Hy chính là nhập thánh cảnh viên mãn, người càng là mang các loại pháp bảo mạnh mẽ, như thế nào lại có thể bại bởi Tây Môn Thanh Cương? Hà Đồ Lạc Thư, đây chính là tồn tại so với 24 quả định hải châu còn muốn ngưu xoa hơn. Tại bên trong thần thoại Hồng Hoang, Hà Đồ Lạc Thư từng là pháp bảo của đế tuấn, vì sao lại đi theo Phục Hy cùng một chỗ triệu hoán đi ra? Tần Quân không biết được, hệ thống cũng không có đưa ra lời giải thích nhưng có thể khẳng định, chính là Phục Hy hiện tại có thể tùy thời bật hách Bảo bối cường đại bực này đặt ở bên trong tiểu thuyết huyền huyễn của Hoa Hạ, đều là ngón tay vàng để chủ giác nghịch thiên, uy lực tự nhiên khủng bố, vượt cấp chiến đấu cũng không thành vấn đề. Tuân lệnh, Phục Hy cười nói, nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất tại nguyên địa. Tây môn thanh cương đang giận dữ nhìn thương hoa tiên tôn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí bước tới, hắn vô ý thức quay người nhìn lại, thì Phục Hy đã đi đến phía sau hắn một trưởng hướng mặt hắn đánh tới. Tây môn thanh cương đồng tử co rụt lại, lúc này lui nhanh, để phục hy một trưởng vỗ vào hư không. Là một trong năm cường giả cường đại đứng đầu của tiên giới, Tây môn thanh cương cũng có được tu vị nhập thánh cảnh viên mãn. Đáng tiếc, hắn đụng phải phục hy. Ngươi là ai? Tây môn thanh cương tức giận hỏi, hắn không nghĩ tới bên trong tiên thành còn cất dấu siêu cấp cường giả hắn không quen biết. Phục hy cười lạnh nói, ngươi có thể xưng ta là thiên hoàng, đang khi nói chuyện, hắn liền lật tay xuất ra phượng hoàng cầm, thân cầm huyễn lệ giữ tợn giống như là hỏa phượng hoàng. Hắn cấp tốc kích thích cầm huyền, cầm thanh vừa ra, tây môn thanh cương lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, tất cả trước mắt hắn liền bắt đầu mơ hồ. Một giây sau, một đạo pháp lực ngưng tụ thành đao nhận đánh tới, rơi lên trên lồng ngực của tây môn thanh cương. Tây môn thanh cương chỉ cảm thấy tầm mắt nhộn thành huyết sắc, lại mở mắt ra, thì hắn đã văng ra ngoài mấy vạn mét, máu me khắp người. Phượng Hoàng Cầm, còn có tên gọi khác là Phục Hy Cầm. Nó phẩm giai cực cao, dứt bỏ thần thoại hồng hoang không đề cập tới, thì nó càng có một cái mỹ danh khác là một trong thập đại thượng cổ thần khí. Tay cầm Phượng Hoàng Cầm cùng Hà Đồ Lạc Thư, địch nhân cùng cảnh giới tại trước mặt Phục Hy, liền giống như con rối. Một màn này bị thương hoa tiên tôn chú ý tới, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì thảo nói, thanh cầm này phẩm giai vậy mà đến gần vô hạn tại hỗn độn linh bảo. Phía trên tiên thiên trí chí bảo, chính là hỗn độn linh bảo, tại bên trong cổ tiên giới, tiên thiên chí bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thương Hoa Tiên Tôn lập tức nổi lên lòng tham, muốn cướp đoạt Phượng Hoàng Cầm. Nhìn thấy Phục Hy nghiền ép Tây Môn Thanh Cương, vô số sinh linh tụ tập trước màn tím lập tức trừng to mắt, thần tiên ngoài thành cũng mắt trợn tròn. Đây chính là Tây Môn Thanh Cương, đình chủ thương đình A. ty người này đến cùng là ai? Vậy mà tự xưng là thiên hoàng. Khó nói hắn là cường giả từ những tinh vực khác, Tiên tôn cũng là bởi vì địch tập mới thôi động tử cực thái hoa trận. Thật mạnh. Đó là pháp bảo gì, chẳng lẽ là tiên thiên trí bảo. Tây môn thanh cương nguy cấp như vậy mà tiên tôn lại không có ý định cứu hắn. Tiếng nghị luận ở trong thiên địa vang lên, phục hy một tay nâng phượng hoàng cầm, dọc theo màn tím truy sát mà đi, một đạo đao nhận do pháp lực ngưng tụ mà thành bay ra, rơi lên trên thân tây môn thanh cương, khiến cho tây môn thanh cương, ý thức hoảng hốt liền dán trên màn tím một đường chạy vòng quanh một bên khác phong qua an như mệnh nam tố tiên tử vân ẩn kiếp còn có hai vị cường giải nhập thánh khác đều đang vây công hỗn độn ma thai đại la thủy tiên còn lại thì ở phía xa thi triển pháp thuật nhưng mà hỗn độn ma thai biểu hiện càng ngày càng mạnh các loại thần thông đều là hạ bút thành văn thần thông thuấn di để hắn nhẹ nhõm ứng đối địch nhân đông đảo hai tay còn có thể thi triển thần thông ngũ hành pháp thuật rơi ở trên người hắn trực tiếp bị hấp thu biến hóa thành pháp lực để cho bản thân sử dụng